Từ hồi cởi chuồng bắn bi cho tới khi có tivi màn hình phẳng, tôi chưa bao giờ thấy bà mẹ chồng nào quái thai ngâm giấm như này, càng chưa từng thấy một ông chồng nào nhu nhược ngu ngốc đến như vậy. Nếu ngu ngốc là một cái tội thì có lẽ anh chồng này phải được hưởng án chung thân. Trong ngày kết hôn, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời, bà mẹ chồng quái thai đã nói với con dâu mình rằng con trai của bà là người cả thèm chóng chán. Bà chắc chắn chỉ giam bữa nửa tháng là con trai bà sẽ ngán đến tận óc cô con dâu này. Bà khuyên con dâu hãy cố tận hưởng quãng thời gian đầu ngọt ngào này. Vốn dĩ mẹ chồng che luôn chỉ coi cô giống như một món đồ chơi, đến khi con trai bà chơi chán thì sẽ vứt bỏ. Con trai bà vừa tới, bà liền tỏ ra yêu thương con dâu như con cái trong nhà. Thế nhưng anh vừa quay người bỏ đi, bà đã bày ra bộ mặt thật của mình. Đã vậy, khi ở nhà, bà mẹ chồng quái thai kia còn cắt toàn bộ thẻ tín dụng của cô. Bà nói với cô tiền của con trai bà dù một đồng cũng không cho cô tiêu. Càng quá đáng hơn là mẹ chồng lấy ra ba bức ảnh của ba cô gái, sau đó bảo Che-won cùng bà chọn người vợ tiếp theo cho con trai bà. Che-won tức giận mắng mẹ chồng sống đội lốt con người mà không có nhân tính. Vậy còn anh chồng nhu nhược của Che-won thì sao? Các cụ thường nói đàn ông không được quỳ gối trước ai trừ vợ mình. Thế nhưng chồng của Che-won thì không như vậy. Anh ta lúc nào cũng chỉ biết nghe lời mẹ mà không quan tâm đến cảm xúc của vợ, mà bênh vợ lấy một câu. Anh ta không những không giúp Che-won mà còn thường xuyên lớn tiếng mắng chửi cô. Anh mắng cô không biết thân biết phận, không biết làm dâu hiền vợ đảm. Trong buổi lễ chúc mừng, bà cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Khi giới thiệu về gia đình, bà lần lượt giới thiệu con trai và con gái. Nhưng khi ánh đèn chiếu đến con dâu của bà thì bà đã bảo nhân viên bên dưới chuyển ánh đèn qua chỗ khác. Hành động này khiến cô con dâu chỉ biết bật cười, không ai quan tâm đến thể diện của cô. Trước mặt mọi người, bà mẹ chồng cười cười nói nói. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng con dâu, bà liền để lộ ra sự độc ác của mình. Sao cô có thể ăn mặc quê mùa như vậy? Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo cô xuất thân thấp hèn. Mỗi ngày đều phải đối mặt với người mẹ chồng như vậy khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Nơi duy nhất cho cô có cảm giác bình yên chính là nhà bố mẹ đẻ cô. Bố cô nhìn thấy con gái về nhà giữa đêm liền lo lắng con gái đã gặp chuyện không hay. Thật sự không có chuyện gì chứ? Thật sự không có ạ. Sợ con gái lạnh, bố cô vội vàng nắm chặt tay con gái. Cô gái nào cũng là công chúa nhỏ trong mắt bố mình. Bà mẹ chồng đi vào phòng con trai và con dâu không thèm gõ cửa. Con trai bà liền nhắc nhở bà phải gõ cửa trước khi vào phòng. Bà liền nói bà đi vào phòng con trai thì cần gì phải gõ cửa. Anh con trai liền nói bà làm như vậy sẽ khiến Che-won không vui. Bà tức giận vì con trai lại vì bênh vợ mà mắng mẹ. Người phụ nữ không biết liêm sỉ này lại dám trêu đùa tình cảm của con trai ta sao? Lúc này mẹ chồng chuẩn bị chia rẽ tình cảm của con trai và con dâu. Bà đánh son sau đó cầm áo của con trai in đậm vết son lên cổ áo. Sau đó bà rất háo hức muốn thấy biểu cảm của con dâu khi nhìn thấy vết son. Bố Che-won đưa cô về nhà. Ông xin lỗi Che-won vì ông không thể cho cô một cuộc sống sung sướng khi có một người bố không có học. Những lời nói này khiến Che-won cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô rưng rưng nước mắt. Bố Che-won muốn nhìn con gái vào trong nhà rồi mới rời đi. Ông làm hình trái tim cho con gái. Sau khi nhìn thấy bố đi về, Che-won không kìm được lòng bật khóc nức nở. Vừa bước vào nhà, mẹ chồng liền đưa cho Che-won chiếc áo sơ mi của chồng rồi bảo cô đi giặt. Che-won thẫn thờ nhìn vết son trên cổ áo. Bà mẹ chồng lén lút nhìn biểu cảm của con dâu. Sau khi nhìn thấy môi của mẹ chồng, Che-won bật cười. Mẹ chồng cảm thấy con dâu đang chế nhạo mình liền phẫn nộ lao vào đánh cô. Nhìn hành động của bà thuần thục như vậy thì chắc chắn đây không phải lần đầu tiên. Chồng Che-won vừa kéo mẹ ra vừa bảo Che-won nhận lỗi với mẹ. Che-won ngồi trên sàn cảm thấy những ngày đáng sợ như này đã quá đủ rồi. Cô quyết định ly hôn. Cô không muốn tiếp tục sống trong căn nhà đáng sợ này nữa. Lúc này Che-won cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc ngồi trên xe buýt, nhìn thấy một con chim bị nhốt trong lồng, Che-won liền nghĩ tới bản thân. Che-won ngồi trên xe nhớ lại những gì mẹ chồng đã đối xử với mình trong những năm qua. Sự căm phẫn trong lòng cô trỗi dậy, cô muốn thay đổi tất cả. Cuối cùng cô đã dũng cảm đứng lên kết thúc của hôn nhân này. Tuy nhiên mẹ chồng lại nói với cô gia đình bà sẽ không cho cô một đồng nào. Ngược lại bà còn mặt dày đòi Che-won tiền phụng dưỡng. Che-won không muốn nói nhiều với bà, cô trực tiếp ra một túi tài liệu. Bên trong là giấy xác nhận của bệnh viện chứng minh cô đã bị bạo lực suốt nhiều năm qua. Hơn nữa cô còn có bằng chứng chứng minh chồng mình ở bên ngoài ngoại tình với một nữ diễn viên. Mẹ chồng cô vội tìm luật sư để tìm cách giải quyết chuyện này. Chuyện con trai bà ngoại tình bị phóng viên vạch trần đã khiến cổ phiếu của công ty chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu tin tức ly hôn bị lộ sẽ gây bất lợi cho con trai bà và bà. Ngày hôm sau Che-won về nhà lấy đồ đạc. Cô vừa ra khỏi cửa đã bị mẹ chồng ngăn lại. Bà khóc lóc nói rằng chồng của Che-won bị tai nạn xe nghiêm trọng và đã mất đi trí nhớ. Bây giờ anh đang nằm trong viện. Bà muốn Che-won cùng bà tới bệnh viện. Nhân lúc Che-won không chú ý, mẹ chồng đã lấy trộm điện thoại của cô. Vừa tới bệnh viện, Che-won liền hỏi y tá chồng cô nằm ở phòng nào. Lúc này có hai người đàn ông mặc quần áo của bệnh viện tới. Họ đưa cô tới một căn phòng. Tuy nhiên trong phòng không có chồng cô. Lúc này hai người đàn ông nói với cô có lẽ chồng cô đã đi kiểm tra rồi. Sau đó họ bảo Che-won ở đây đợi. Tuy nhiên họ vừa đi ra liền khóa trái cửa. Cho dù Che-won gọi thế nào cũng không có ai quan tâm. Che-won nhìn dòng chữ trên giường liền nhận ra đây là bệnh viện tâm thần. Trên giường còn có bộ quần áo của bệnh nhân nữ. Che-won lo lắng tìm điện thoại nhưng trong túi áo và túi sách đều không có. Lúc này y tá dẫn theo hai người đàn ông tới. Họ bảo Che-won thay quần áo bệnh nhân. Một lúc nữa họ sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân cho cô. Che-won liền hỏi mẹ chồng cô đang ở đâu. Y tá nam nói với cô rằng chủ tịch đã đi rồi, bà bảo cô ở đây dưỡng bệnh. Lúc này Che-won vô cùng lo sợ. Mẹ chồng Che-won vừa về nhà đã thấy con trai cưng đang uống rượu say mềm.
Anh trách mẹ vì sao mẹ cũng là con người mà có thể làm ra những chuyện quá đáng như vậy. Bà liền nói bà không phải con người mà là dã thú. Lòng lương thiện của chồng Chae-won vẫn chưa bị mất hoàn toàn. Anh hỏi mẹ mình đã nhốt Chae-won ở đâu, nhưng bà không trả lời anh. Trong bệnh viện tâm thần, cho dù Chae-won gọi thế nào cũng không ai quan tâm cô. Chae-won bắt đầu tìm cách để thoát khỏi căn phòng này, nhưng cô cố gắng như thế nào cũng không thể trốn ra ngoài. Cô sợ hãi bật khóc, bố, con nên làm thế nào đây, con rất sợ. Hôm sau Chae-won bắt đầu tìm cách trốn thoát. Cô nói dối buổi tối không ngủ được nên mỗi ngày bác sĩ đều mang thuốc an thần đến cho cô. Cô đã tích góp chúng lại, sau đó cô lấy cốc nghiền chúng thành bột. Mỗi lần y tá đưa Chae-won đi khám, cô đều quan sát hành động của anh ta rồi ghi nhớ lại. Hôm nay khi đang đi được nửa đường, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ đi vào nhà vệ sinh. Chae-won liền giả vờ đau bụng rồi nói với nam y tá rằng cô muốn đi vệ sinh. Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ, sau đó nói với vệ sĩ rằng phòng nào cũng có người. Không còn cách nào khác, cô đành vào nhà vệ sinh nam. Sau đó Chae-won nói với người đàn ông lạ mặt rằng cô bị nhốt trong này và cầu xin anh hãy cứu cô. Nhưng bởi vì đang ở trong bệnh viện tâm thần nên người đàn ông đó không tin cô. Chae-won nói với người đàn ông rằng cô rất bình thường. Sau đó cô tháo chiếc nhẫn của mình ra cầu xin người đàn ông cho cô mượn điện thoại. Không đợi người đàn ông đồng ý, cô trực tiếp bỏ chiếc nhẫn của mình vào túi anh ta. Sau đó cô tự ý lấy điện thoại của anh. Nhưng cô chưa ấn xong số điện thoại đã bị hai tên vệ sĩ ngăn lại. Cô gào thét yêu cầu hai tên vệ sĩ thả cô ra nhưng bọn họ không quan tâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai nữ y tá của bệnh viện cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ thắc mắc vì sao bệnh nhân này lại có vệ sĩ trông coi 24/24. Hơn nữa ngoài viện trưởng ra thì không ai được phép vào phòng bệnh đó. Hai nữ y tá đều cảm thấy hành động và lời nói của cô hoàn toàn giống người bình thường. Chae-won bị hai vệ sĩ lôi về phòng. Sau đó cô nói muốn mời hai bọn họ uống cà phê. Lúc pha cà phê, cô lén bỏ thuốc ngủ vào trong cốc. Nhìn thấy một người đã uống, trong lòng cô có chút vui mừng. Buổi tối Chae-won nhìn thấy vệ sĩ ngồi bên ngoài cửa. Cửa phòng cô cũng không khóa. Cô chỉ có thể mong chờ thuốc an thần có tác dụng nhanh hơn một chút. Không biết đã qua bao lâu, vệ sĩ ngồi ở cửa cũng đã ngủ ngáy vang trời. Cô cẩn thận lấy cắp tấm thẻ của vệ sĩ. Chae-won không may đã bị tay vệ sĩ còn lại phát hiện. Cô vội vàng bỏ chạy. Mặc cho bên ngoài trời mưa to, cô vẫn cố gắng chạy. Vệ sĩ phía sau không ngừng đuổi theo. Chae-won không may bị trượt chân ngã xuống dốc, đầu cô đập vào đá rồi ngất bên đường. Lúc này Se-jun lái xe đi đến bệnh viện, nhìn thấy có người nằm trên đường. Anh vội vàng xuống xe đưa Chae-won tới bệnh viện. Mẹ chồng Chae-won biết tin cô đã bỏ trốn liền lớn tiếng mắng chửi vệ sĩ vô dụng. Bà bảo họ trong tối nay nhất định phải tìm được Chae-won. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Chae-won không bị gì nghiêm trọng, chỉ đang hôn mê bất tỉnh thôi. Khi Chae-won tỉnh lại thì đã không nhớ gì nữa. Nữ bác sĩ hiểu nhầm hai người là vợ chồng. Nghe thấy vậy, Chae-won liền gọi Se-jun là chồng. Se-jun ngơ người ra nói anh không phải chồng cô. Se-jun thấy Chae-won không vấn đề gì nghiêm trọng nên đã lái xe đưa cô về bệnh viện tâm thần. Chưa kịp xuống xe, Chae-won đã nhìn thấy chữ trên cổng bệnh viện. Dường như bị đả kích quá lớn nên cô đã nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trong bệnh viện. Cô rất sợ, cô nắm chặt tay Se-jun. Se-jun cũng nhớ tới cảnh tượng anh nhìn thấy khi ở bệnh viện. Anh bắt đầu suy nghĩ vì sao Chae-won sợ nơi đây. Sau đó anh lái xe đưa Chae-won rời khỏi đó. Bố Chae-won gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được nên đã gọi điện cho mẹ chồng cô hỏi tình hình. Mẹ chồng cô nói dối cô và chồng đã đi Italy du lịch. Khi đi cô quên mang theo điện thoại. Bố của Chae-won rất thật thà nên đã tin những lời nói dối đó. Chae-won được Se-jun đưa tới nhà một người bạn. Anh bảo cô đêm nay hãy ở lại đây, ngày mai anh sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Như vậy thì thân phận và mọi chuyện của cô sẽ được làm sáng tỏ. Đầu của Chae-won bị thương nặng nên cô không nhớ gì cả. Se-jun nhờ cảnh sát giúp cô tìm người nhà. Quả nhiên hiệu quả làm việc của cảnh sát rất cao. Sau khi biết tin, mẹ chồng và chồng của Chae-won vội vàng chạy tới cục cảnh sát. Diễn xuất của mẹ chồng Chae-won thật sự rất đỉnh. Vừa tới nơi, bà liền ôm chặt lấy Chae-won rồi hỏi thăm cô. Nhìn thấy nét mặt của bà, Se-jun cảm thấy kỳ lạ. Anh nhớ lại những lời Chae-won đã nói với mình trước đó. Tôi bị nhốt ở đây, xin hãy cứu tôi. Dường như Se-jun không định bỏ qua, anh bảo hai mẹ con bà ta chứng minh Chae-won là người thân. Bà mẹ chồng lấy ra một bức ảnh. Đó là ảnh cưới của Chae-won và chồng. Lúc Chae-won lên xe, Chae-won và Se-jun đều có cảm giác không nỡ. Có lẽ đây là chính duyên phận ông trời đã sắp đặt. Trên xe, chồng Chae-won cảm thấy cực kỳ có lỗi với vợ. Anh nói lần này anh đã khiến cô chịu tổn thương, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp. Lời này khiến bà mẹ chồng rất khó chịu. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ kết luận Chae-won vì áp lực tinh thần quá lớn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Cái gì mà áp lực tinh thần chứ? Nếu như bị người khác nghe thấy lại tưởng rằng cô bị gia đình chồng ngược đãi. Vừa về nhà, chồng Chae-won đã xách vali dự định đưa Chae-won ra ngoài ở riêng. Chúng con muốn dọn ra ngoài ở riêng. Trước khi tìm được nhà, con sẽ tạm thời ở quán cơm. Sau khi nghe những lời này, mẹ chồng của Chae-won khóc lóc tỏ ra đau khổ lắm, đau khổ vừa. Cuối cùng Chae-won và chồng vẫn không thể dọn ra ngoài ở riêng. Mẹ chồng giả bệnh nằm trên giường nắm chặt tay Chae-won. Bà nói bản thân sẽ bù đắp cho cô. Từ nay về sau bà sẽ coi Chae-won như con gái ruột của bà mà yêu thương chăm sóc cô. Bà hy vọng bọn họ có thể vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau. Chồng Chae-won cũng hy vọng cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Anh mong hai người có thể cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc. Con trai vừa ra khỏi phòng bà, mẹ chồng đã không giả vờ nữa. Bà ta càng nghĩ càng tức. Con nha đầu xảo quyệt gian trá này dám chia rẽ tình cảm của mẹ con ta sao? Bà gọi điện cho Se-jun nói muốn cảm ơn anh đã cứu Chae-won. Bà hẹn Se-jun ra ngoài ăn tối và nói sẽ dẫn Chae-won đi theo.
Ngày hôm sau, Che Won và mẹ chồng cùng nhau tới một nhà hàng cao cấp. Mẹ chồng muốn đi vệ sinh nên bảo Che Won vào trước. Sau đó bà bảo phục vụ mang lên hai cốc nước ép kiwi. Cuối cùng bà mẹ chồng để lộ ra nụ cười đắc ý. Một lúc sau Se Jun cũng đã đến. Hai người đã đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy mẹ chồng Che Won quay lại. Lúc này Che Won uống một ngụm nước ép. Bà dặn dò thám tử một lát nữa nếu thấy Se Jun và Che Won ôm nhau bước ra khỏi phòng ăn thì hãy chụp ảnh lại. Che Won đột nhiên cảm thấy khó thở. Se Jun thấy vậy vội đỡ Che Won đưa cô tới bệnh viện. Tất cả mọi chuyện xảy ra đúng như dự tính của mẹ chồng Che Won. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Che Won bị dị ứng kiwi nhưng được cấp cứu kịp thời nên không có vấn đề gì. Nước ép ở nhà hàng do mẹ chồng Che Won gọi. Se Jun suy nghĩ lẽ nào mẹ chồng của cô không biết con dâu mình bị dị ứng kiwi sao? Trở về nhà, Che Won liền hỏi bảo mẫu có biết cô bị dị ứng kiwi không? Bảo mẫu nói cả nhà đều biết. Bảo mẫu còn kể mỗi lần ăn kiwi cô đều nôn thốc nôn tháo. Lúc hai người đang nói chuyện, mẹ chồng Che Won đột nhiên xuất hiện. Bà thét bảo mẫu tập trung nấu cơm đừng có lắm mồm. Bà hỏi Che Won về bữa ăn với Se Jun khiến Che Won càng cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa bà còn dặn Che Won đừng nói chuyện này với chồng vì bà không muốn chồng cô lo lắng. Sau khi Che Won về phòng, mẹ chồng Che Won liền cảnh cáo bảo mẫu. Nếu bảo mẫu còn nói năng linh tinh thì bà ta sẽ đuổi việc bảo mẫu. Một ngày nọ, bà nội Che Won mua được một thùng bào ngư tươi sống. Bà nội đã bảo bố Che Won mang tới biếu nhà thông gia. Lúc này mẹ chồng đang dặn dò Che Won. Trong thời gian cô mất trí nhớ, cô nhất định đừng để chồng nghi ngờ. Hơn nữa với tình trạng sức khỏe của cô hiện tại, nếu có thai sợ rằng không tốt cho đứa bé. Thực ra mẹ chồng sợ Che Won có thai rồi sẽ không đuổi cô đi được nữa. Lúc này chồng Che Won đi vào phòng. Thấy quan hệ của hai người tốt như vậy, anh rất vui. Anh ôm lấy mẹ rồi nói mẹ của anh là tuyệt vời nhất. Lúc này bố của Che Won đã mang quà tới, không ngờ cô chồng Che Won đã ra mở cửa. Bà mẹ chồng sau khi biết chuyện thì vô cùng lo lắng, bởi vì bà đã lừa bố của Che Won rằng cô và chồng đang đi nước ngoài du lịch. Hai người nói chuyện một lúc thì bố Che Won xin phép về. Lúc này chồng Che Won đột nhiên đi xuống. Bà mẹ chồng lúc này cũng không biết phải làm sao. Bố Che Won ngạc nhiên hỏi con rể không phải hai vợ chồng đang đi du lịch sao. Chưa hết bất ngờ, Che Won cũng từ trên phòng đi xuống. Che Won mất trí nhớ nên không nhận ra bố mình. Thấy con gái bất thường, bố Che Won vội hỏi cô bị làm sao. Chồng Che Won nói với bố vợ rằng Che Won bị ngã đập đầu xuống đất nên mất trí nhớ tạm thời. Bố cô liền hỏi cô thật sự không nhớ bố hay sao, nhưng cô thật sự không nhận ra bố mình. Bố của Che Won hoàn toàn không tin vào mắt mình. Cô con gái ngoan ngoãn của ông tại sao lại ra nông nỗi này? Mẹ chồng cô vẫn đứng bên cạnh lải nhải. Bố Che Won tức giận quát thông ra vì sao con gái ông ra nông nỗi này mà bà lại nói dối là cô đang đi du lịch. Bố Che Won mất bình tĩnh nắm chặt cổ áo chồng Che Won. Ông hỏi vì sao gia đình họ lại làm vậy với con gái mình. Chồng Che Won quỳ xuống nhận lỗi. Anh thừa nhận tất cả đều do anh đã không chăm sóc tốt cho Che Won. Ông không tin gia đình này nữa. Ông muốn đưa con gái về nhà. Nhưng Che Won lại không đi cùng ông. Thấy cô thực sự không nhớ được gì nên ông cũng không ép cô. Thấy bố đau lòng, Che Won liền xin lỗi ông. Nhưng ông không trách cô. Ông tin Che Won sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Sau đó ông ôm chặt con gái. Bố Che Won vừa đi về vừa khóc. Một ngày nọ Se Jun đến gặp Che Won. Vốn dĩ anh không muốn xen vào chuyện gia đình của người khác. Nhưng Se Jun cảm thấy nếu anh không nói với Che Won chuyện anh đã nhìn thấy thì trong lòng rất khó chịu. Anh nói với Che Won nơi đầu tiên hai người gặp mặt là ở bệnh viện tâm thần. Hơn nữa khi đó Che Won còn nói cô bị nhốt ở đây. Ngày hôm sau Che Won đi tới bệnh viện tâm thần. Cô muốn tìm kiếm ghi chép về bệnh lý của mình nhưng bệnh viện nói không có bất kỳ ghi chép nào về cô. Camera an ninh cũng không ghi lại hình ảnh của cô. Che Won cho rằng Se Jun đang lừa cô. Thật ra mẹ chồng Che Won đã làm thân với viện trưởng. Bà bảo ông xử lý sạch sẽ tất cả ghi chép về Che Won. Khi Che Won về nhà đã thấy mẹ chồng ngồi ở ghế chờ cô. Bà lấy ra một tập ảnh chứng minh Che Won lén lút hẹn hò với Se Jun. Mẹ chồng nói với Che Won rằng bà không muốn cô có bất kỳ quan hệ gì với con trai bà nữa. Sau đó bà bắt Che Won ký vào đơn ly hôn. Bà còn nói Che Won đã mất trí nhớ khi tới Seoul cùng Se Jun. Sau đó bà liên tục đay nghiến Che Won. Che Won ngây thơ thật sự tin những gì mẹ chồng nói. Mẹ chồng Che Won cũng quá cao tay. Sau khi trở về phòng, Che Won hận bản thân vì đã làm ra những chuyện trái với lương tâm như vậy. Ngày hôm sau Che Won hẹn gặp Se Jun. Cô ngồi đợi tới khi nào Se Jun xuất hiện mới thôi. Cuối cùng Se Jun đành tới gặp cô. Anh nói anh vốn không có hứng thú với chuyện của người khác. Che Won bất ngờ cầm cốc nước hất vào mặt Seoul. Sau đó cô nói ra nỗi lòng của mình. Sao anh không nói thật với tôi? Có phải anh và tôi có quan hệ bất chính hay không? Ủa, cô bị điên à? Hóa ra những chuyện này đều do bà mẹ chồng độc ác của Che Won dựng lên. Bà làm tất cả những chuyện này vì muốn con trai bà thuận lợi trở thành người thừa kế tập đoàn. Quả nhiên kế hoạch của bà thật sự đã thành công. Tin đồn ly hôn không bị phát tán giúp con trai bà thuận lợi trở thành người thừa kế tập đoàn. Sau khi đạt được mục đích, mẹ chồng Che Won lập tức gọi điện cho luật sư bảo ông nhanh chóng giải quyết chuyện ly hôn của con trai. Buổi tối khi trở về nhà, chồng Che Won đã mua cho cô một món quà. Anh tặng cho Che Won một chiếc điện thoại mới và một túi quà lớn. Thấy vậy mẹ chồng vô cùng ghen tị, biểu cảm của bà ta đã nói lên tất cả. Che Won vừa mở hộp quà ra liền thấy một chiếc dây chuyền bằng ngọc. Sau đó chồng Che Won đeo giúp cô. Trước mặt con trai thì bà giả vờ khen lấy khen để. Nhưng con trai vừa rời khỏi thì bà đã giật đứt sợi dây chuyền. Bà mắng Che Won là con đàn bà không biết liêm sỉ. Bà nói loại con gái rẻ rách như Che Won không có tư cách để đeo sợi dây chuyền ngọc trai đó. Bảo mẫu nói với Che Won chuyện ngày hôm nay không là gì.
Trước đây bà ta còn làm những chuyện quá đáng hơn nhiều. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị bà mẹ chồng nghe thấy. Bà mắng bảo mẫu một trận tơi bời. Buổi tối khi Che Won và chồng chuẩn bị đi ngủ, mẹ chồng lại gọi cô ra hành lang mắng cô mặt dày. Bà nói cô biết bản thân có quan hệ bất chính với Se-jun mà vẫn dám ngủ chung giường với chồng. Bà khuyên cô khoảng thời gian này hai vợ chồng cô nên ngủ riêng. Che Won bất lực không biết nói gì. Nói khó nghe một chúng nhưng nếu như bây giờ cô đột nhiên có thai thì ai biết đứa con trong bụng cô là của ai? Mẹ, sao mẹ có thể nói những lời đó? Nghe thấy những lời này, Che Won khóc lóc bỏ đi. Chuyện này cũng khiến Se-jun rất đau đầu. Anh gọi điện hẹn gặp mặt mẹ chồng Che Won. Anh muốn hỏi rõ bà ta vì sao muốn hại anh. Se-jun nói với mẹ chồng Che Won nếu bà không xin lỗi anh thì anh sẽ tố cáo chuyện bà bôi nhọ danh dự anh. Mẹ chồng Che Won lấy những bức ảnh chụp trộm hai người ra. Vừa nhìn thấy Se-jun cũng vô cùng bất ngờ. Sau đó mẹ chồng bảo Che Won lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút về nhà mẹ đẻ. Vừa về đến nhà, Che Won liền thu dọn đồ đạc. Chồng Che Won hỏi vì sao cô lại làm như vậy. Mẹ chồng bước vào nói chính bà đã bảo Che Won dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở. Thấy sức khỏe Che Won vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh cầu xin mẹ đừng bắt nạt Che Won nữa. Mẹ chồng liền lấy ra tập ảnh chụp trộm Se-jun và Che Won. Sau đó bà không ngừng buông lời sỉ nhục gia đình mẹ đẻ Che Won. Che Won nói bà ta mắng cô thế nào cũng được nhưng đừng sỉ nhục gia đình cô. Chồng Che Won tức giận bảo cô giải thích chuyện này. Nhưng Che Won không biết gì hết. Se-jun ở văn phòng nghĩ lại những gì Che Won đã trải qua. Anh nhờ người điều tra chuyện Che Won ở viện tâm thần. Che Won muốn về nhà mẹ đẻ để bình tĩnh lại nhưng chồng cô không cho cô về. Anh nói cho tới khi cô chết thì cô không được bước ra khỏi ngôi nhà này. Cô đã phản bội anh nên anh muốn cô phải gánh chịu hậu quả. Anh sẽ dành phần đời còn lại để hành hạ cô. Sau đó anh cầm chai rượu ném thẳng về phía Che Won. Vì quá kích động nên Che Won đã nhớ lại cảnh tượng gia đình chồng đã đối xử với mình. Người chồng mỗi lần tức giận là lại đánh vợ. Mẹ chồng thấy vậy lập tức xông tới đẩy ngã con dâu. Bà mắng Che Won là đồ không biết xấu hổ. Che Won vậy mà không khóc, cô chỉ bật cười. Mẹ chồng lại hỏi cô điên rồi sao? Không những bị mất trí nhớ còn bị điên hay sao? Cô cười đều nói chẳng phải như vậy bà mới có thể đưa cô tới viện tâm thần sao? Mẹ chồng và chồng cô lập tức đứng hình. Lẽ nào cô đã lấy lại trí nhớ rồi sao? Từ ngày chồng Che Won nhìn thấy bức ảnh của cô với người đàn ông khác, anh càng đánh đập cô thậm tệ hơn. Thực ra những bức ảnh đó đã bị mẹ chồng chỉnh sửa. Chồng Che Won uống rượu xong liền ném cốc vào cô. Sự kích động này đã giúp cô nhớ lại cảnh bị chồng bạo hành khi trước. Mẹ chồng chạy ra lập tức sỉ nhục Che Won. Bà còn bắt cô dọn dẹp đống đổ vỡ. Trong nhà này cô thậm chí còn không bằng người giúp việc. Thấy vậy bảo mẫu vội kêu cô không cần đụng tay vào. Cô cứ để đó một lát nữa bà sẽ dọn giúp cô. May nhờ có bảo mẫu cô mới không bị thương. Nếu bị thương như lần trước thì sẽ rất nguy hiểm. Bảo mẫu nói ngày trước cổ Che Won bị thương rất nghiêm trọng. Che Won hy vọng có thể nhanh chóng nhớ lại tất cả. Về tới phòng cô lặng lẽ đắp chăn cho chồng. Thật sự là vợ hiền dâu thảo. Chỉ tiếc là gia đình này không biết trân trọng. Bà nội gọi điện thoại bảo cô về nhà tham dự lễ mừng thọ ông nội. Che Won nói với mẹ chồng cô muốn về nhà tham gia lễ mừng thọ ông nội. Mẹ chồng độc ác lại bắt cô ở nhà không được đi đâu cả. Bà nói cô không biết xấu hổ hay sao mà còn muốn vác mặt ra ngoài. Che Won không quan tâm tới bà ta. Cô quay người đi về nhà mẹ đẻ. Vừa về đến nhà bố mẹ đẻ nhìn thấy mì sợi được phơi đầy sân khiến Che Won nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Cô rất thích nhìn ông nội làm mì. Lúc này Se-jun cũng tới xưởng mì. Hóa ra ông của Se-jun có quan hệ thân thiết với ông nội Che Won. Hôm nay Se-jun đại diện bố tới tham gia lễ mừng thọ. Lần này gặp lại nhau khiến hai người cảm thấy hơi thẹn thùng. Che Won sợ bố trông thấy sẽ hiểu lầm nên đã kéo tay Se-jun chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa ra tới cổng lại bị chồng cô bắt gặp. Anh lập tức lao tới đấm Se-jun. Sau chuyện này Chun-gu càng hiểu lầm cô hơn. Se-jun cũng thật đen đủi, tự dưng bị kéo vào chuyện không đáng có. Trong xe Chun-gu càng nghĩ càng tức. Anh đuổi vợ xuống xe đi bộ về. Sau đó một mình lái xe bỏ đi. Lúc này Che Won bỗng nhận được một cuộc điện thoại của bác sĩ. Đây là bác sĩ tâm lý của cô trước khi cô mất đi trí nhớ. Tới đây bác sĩ phát lại nội dung tư vấn trước khi Che Won mất trí nhớ. Sau này cô không được yêu cầu thanh toán tiền cấp dưỡng vượt quá số tiền quy định. Mau ký đi. Nhưng mà mẹ ơi, chúng con vừa mới đi tuần trăng mật về. Nói nhiều như thế làm gì? Bố mẹ cô dạy cô như vậy sao? Che Won tới ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản của mình. Sau đó cô bắt đầu tính toán. Một năm cô ở nhà chồng chỉ tiết kiệm được 5.000 won. Bác sĩ có thể kê thuốc để con dâu tôi mang thai muộn một chút không? Cái gì cơ? Tại sao mẹ lại ghét con tới vậy? Sao lại đối xử với con tàn nhẫn như vậy? Lúc này Che Won thực sự không nhịn nổi nữa. Che Won bắt đầu lên kế hoạch ly hôn với Chun-gu. Đồng thời cô cũng bắt đầu thu thập những tài liệu và bằng chứng có lợi cho cô. Sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, Che Won vô cùng đau khổ. Bên này Se-jun cũng đã tìm được chứng cứ. Anh liền hẹn gặp Che Won. Thì ra Se-jun có một người anh trai làm việc ở bệnh viện tâm thần. Anh đã gọi anh trai để tìm hiểu về những chuyện đã xảy ở bệnh viện tâm thần. Se-jun lấy ra hộ chiếu chứng minh anh và Che Won trước kia chưa từng gặp nhau, bởi trước đó anh sống ở nước ngoài, gần đây mới trở về nước. Anh trai Se-jun phát hiện bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Lúc này mọi chuyện đã quá rõ ràng. Che Won cảm ơn Se-jun đã cứu cô một mạng. Cô cũng rất áy náy vì đã khiến anh phải chịu liên lụy. Anh thật sự là một người ấm áp. Vừa về tới nhà chồng cô hùng hổ hỏi cô đi đâu mà muộn như này mới về. Lúc này Che Won đã nhớ lại tất cả. Cô không còn yếu đuối như trước nữa. Cô bảo chồng đừng làm ầm lên. Buổi tối chồng Che Won bỗng không thấy vợ đâu.
thì ra cô đã tới căn phòng dưới tầng hầm tìm vali hành lý trước khi xảy ra chuyện, nhưng căn phòng đã bị khóa chặt, cô phải nghĩ cách lấy được chìa khóa. Lúc này đèn phòng khách bỗng sáng lên dọa cô sợ hết hồn. Chung Gu yêu cầu cô giao điện thoại ra, anh muốn kiểm tra lịch sử của gọi. Cô thét anh đừng làm loạn nữa. Chung Gu giơ tay định đánh cô liền bị cô chặn lại. Lúc này mẹ chồng cũng xuất hiện, bà ta hung hăng xông tới đánh mắng Che Won, sau đó bà đẩy cô ngã xuống đất. Đối diện với bà mẹ chồng quái thai như vậy, Che Won lộ ra nụ cười bất lực. Cô bị điên rồi à? Mất trí nhớ còn chưa đủ sao? Nay lại phát điên đấy hả? Vậy nên các người mới tống tôi vào trại tâm thần đúng không? Hai mẹ con họ lập tức cứng họng. Lẽ nào cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện? Lần này bà muốn đưa tôi tới bệnh viện tâm thần nào vậy? Tại sao lại biến người bình thường thành kẻ điên? Một người đang yên đang lành sao lại trở thành người phụ nữ lang loạn? Rốt cuộc là tại sao? Sự kích động của Che Won khiến mẹ chồng run sợ. Vu khống tôi ngoại tình bà được ít lợi gì hả? Đối diện với câu hỏi của Che Won, bà ta chỉ biết câm nín. Cô nói hộ chiếu của Lee Se-jun đã chứng minh anh mới từ Mỹ trở về. Lần này mẹ chồng cứng họng không nói được gì nữa. Sau đó bà ta mượn cớ buồn ngủ rồi vội vã trở về phòng. Trong phòng ngủ, Che Won lôi đống ảnh đã được cắt ghép tinh vi ra giải thích với chồng. Chung Gu lập tức chạy tới phòng mẹ. Anh hỏi mẹ vì sao bà lại lừa anh chuyện Che Won có người đàn ông khác. Bà ta thản nhiên đáp vì bà muốn tống cổ Che Won ra khỏi nhà. Chung Gu nói anh sẽ không bao giờ ly dị Che Won. Bà hỏi lẽ nào Chung Gu yêu Che Won rồi sao? Chung Gu liền xác nhận anh thật sự đã yêu Che Won. Trong vườn nhà, Chung Gu bất ngờ quỳ xuống xin lỗi vợ. Anh cầu xin Che Won tha thứ cho anh, nhưng cô không còn tin tưởng vào người nhà này nữa. Sáng sớm mẹ chồng lại bắt đầu chửi rủa kêu cô cút khỏi nhà bà. Che Won lại dặn dò mẹ đi đường cẩn thận. Thấy Che Won như vậy, mẹ chồng tức tới mức tăng xông. Cô xem lại mình đi, đúng là làm người khác tức chết. Sau khi mẹ chồng ra khỏi nhà, Che Won vội chạy tới phòng bà ta tìm chìa khóa mở cửa căn phòng dưới hầm. Lúc này mẹ chồng bỗng quay về lấy điện thoại khiến Che Won sợ khiếp vía. Lúc này mẹ chồng hẹn gặp bố của Che Won để bắt ông đón con gái về. Bà còn ép ông bắt con gái phải ly hôn. Bố Che Won không biết vì sao bà lại làm như vậy. Bà ta lập tức nói vấn đề của mình và Che Won rất nghiêm trọng. Hơn nữa cô cũng không hợp với con trai bà. Những năm này Che Won sống ở nhà họ cũng không vui vẻ gì. Nghe tới đây bố Che Won vừa căm phẫn vừa thương con. Ông lập tức chạy tới nhà thông gia đón con gái về. Ông không muốn con gái mình phải nhìn mặt người khác mà sống. Mỗi lần bố hỏi con sống có tốt không, tại sao con lại lừa bố nói con sống rất tốt. Che Won nói với bố rằng cô tạm thời chưa thể đi. Cô phải đợi khôi phục trí nhớ hoàn toàn rồi rời đi trong danh dự. Cô không muốn giống như hiện tại bị người ta đuổi đi như ném một túi rác. Lúc này Chun Gu cũng đi làm về. Nhìn thấy bố vợ anh lập tức quỳ xuống xin lỗi. Anh hứa anh sẽ thay đổi trở thành một con người mới. Buổi tối Chun Gu nói với mẹ rằng anh muốn đưa vợ sang nước ngoài định cư. Nghe được những lời này bà ta điên cuồng tự bóp cổ rồi gào thét bà không muốn sống nữa. Thấy mẹ dùng mãi một chiêu, Chun Gu ngao ngán bỏ đi. Con trai vừa đi khỏi bà ta lập tức hiện nguyên hình. Con hồ ly đáng chết nhà cô đừng vọng tưởng cướp đi con trai yêu của ta. Bà kéo tay Che Won đẩy cô ra khỏi cửa. Trên đường xe, Jun lái xe trở về nhà bỗng thấy Che Won run rẩy đi bộ trên đường. Che Won nói dối cô ra ngoài mua chút đồ, nhưng mùa đông lạnh giá làm gì có ai mặc đồ như này ra ngoài. Đoán được Che Won lại bị bắt nạt, anh liền cho cô quá giang. Ngồi trong xe, Che Won nhanh chóng ngủ thiếp đi. Xe Jun đắp chăn cho cô và cũng không định gọi cô dậy. Lúc này Chun Gu cũng đang buồn bã ngồi uống rượu. Khi Che Won tỉnh dậy nhìn thấy Se Jun đang ngủ bên cạnh, cô liền đắp chăn cho anh. Lúc này Se Jun cũng giật mình tỉnh giấc. Anh đưa cho Che Won đôi giày của mình, sau đó mời cô tới quán ăn gần đó ăn cơm. Nhìn bát canh nóng hổi, Che Won bật khóc. Ăn xong, Che Won không đồng ý để Se Jun đưa cô về nhà. Cô sợ chồng sẽ lại hiểu nhầm. Cô chỉ mượn anh một chút tiền để bắt xe về. Ngồi trên xe buýt, Che Won lạnh run lên từng cơn. Về đến nhà, mẹ chồng cũng không mở cửa cho cô. Cô ngồi một mình ở cổng. Chồng cô nói cả đêm qua cô sốt cao còn liên tục nói mớ. Nếu không có người giúp việc thì đã lớn chuyện rồi. Một hôm bà mẹ chồng trở về liền hỏi bảo mẫu Che Won cả ngày ở nhà làm gì. Bảo mẫu nói hình như Che Won đang tìm chìa khóa tầng hầm để lấy lại vali hành lý của cô. Vậy nên bà quyết định lục xem bên trong có thứ gì quan trọng. Che Won nghe được lặng lẽ bám theo mẹ chồng. Bóng đèn bị hỏng, mẹ chồng Che Won có mở như thế nào cũng không sáng. Nhân lúc bà không chú ý, Che Won đã lẻn vào nhà kho. Sau khi trông thấy vali hành lý, bà vội vàng xách ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại. Lần này đúng là toang thật rồi. Che Won đã bị nhốt ở trong. Mẹ ơi đợi một chút. Ai đó giúp tôi mở cửa với. Nhưng sự cố này đã giúp cô nhớ lại mọi chuyện. Thả tôi ra. Tôi không bị điên. Cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Bên này mẹ chồng lật tung vali của Che Won đã phát hiện một đống tài liệu. Bà không ngờ Che Won trước mặt mọi người tỏ ra đáng thương nhưng sau lưng lại lên kế hoạch ly hôn chồng. Lúc này Chun Gu bất ngờ trở về nhà. Bà ta vội giấu đống giấy tờ đi. Chun Gu vừa vào phòng liền hỏi vợ anh đâu. Tại sao anh không thấy cô đâu. Mẹ anh nói cả tối nay không thấy Che Won đâu. Chun Gu vội gọi điện cho bố vợ hỏi Che Won có về bên đó không. Biết tin cô không về nhà, ngoại anh liền gọi đi khắp nơi tìm cô. Cuối cùng anh gọi điện cho Se Jun hỏi Che Won có ở chỗ anh không. Điều này khiến Se Jun cảm thấy rất kỳ lạ. Vừa tắt điện thoại lập tức lo lắng đi tìm Che Won. Nhưng lúc này anh bỗng ngớ người. Anh đang làm gì vậy? Che Won bị nhốt dưới tầng hầm. Trong mùa đông giá rét, cô đang không ngừng run lên vì lạnh. Chun Gu về nhà vẫn không thấy vợ đâu. Bảo mẫu bất an nói với anh một chuyện. Bà còn kêu anh đừng nói với bà chủ là mình bếp xếp.
Khi bà chủ xuống tầng hầm lấy hành lý của phu nhân, rất có thể phu nhân đã đi theo. Chuyện lớn thế này sao bây giờ mới nói? Thấy chồng đi xuống, Che Won trực tiếp ngã vào lòng Chun-gu. Chun-gu giận dữ lao vào phòng mẹ. Anh lớn tiếng quát, mẹ rốt cuộc muốn làm gì? Anh hỏi vì sao mẹ lại nhốt Che Won dưới tầng hầm? Mẹ muốn để cô ấy chết còng sao? Chuyện này khiến mẹ chồng ngớ người. Bà ta vội chạy tới hỏi tội Che Won. Cô nói chắc là mẹ không cố ý làm vậy. Thực ra Che Won lẻn vào trong hầm theo bà mới vô tình bị nhốt lại. Chun-gu nói anh thật sự quá thất vọng về mẹ mình. Che Won trách Chun-gu ăn nói vô lễ với mẹ. Cô bảo cô không sao nên Chun-gu đừng trách mẹ chồng nữa. Chun-gu liền nói cho dù Che Won bị mẹ đày đọa khổ sở như thế nào cũng không hề tức giận. Người con dâu hiếu thảo như vậy mà mẹ anh lại không biết trân trọng. Mẹ chồng tức phát điên. Sau đó Chun-gu đi lấy thuốc cho vợ. Mẹ chồng hỏi cô có phải cô đã lấy lại trí nhớ không? Ánh mắt của Che Won đã nói lên tất cả. Se-jun vì lo lắng cho Che Won nên đã tới tận nhà cô. Anh không biết bản thân đang bị làm sao. Lúc này mẹ chồng đã nhận ra Che Won có điều bất thường. Bà ta vội gọi cho luật sư kêu luật sư chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình và con trai để đề phòng bất trắc. Nhưng Che Won đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Cô nhớ lại lúc mới kết hôn, mẹ chồng đã ép cô ký vào giấy cam kết nuôi dưỡng sau ly hôn. Tờ giấy đó vẫn luôn nằm trong két sắt của bà ta. Hôm nay là sinh nhật mẹ chồng. Cả gia đình dự định buổi tối sẽ ra ngoài tổ chức tiệc. Bọn họ vừa đi khỏi, Che Won liền lẻn vào phòng mở két sắt. Cô đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không đúng mật khẩu. Một lúc sau, bảo mẫu bỗng đưa cho Che Won một đôi giày da nam. Đôi giày này không phải của chồng cô. Che Won nhớ lại hôm cô bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Se-jun đã đưa giày của anh cho cô. Lúc này Che Won vui vẻ thông báo cho Se-jun biết mình đã khôi phục trí nhớ. Cô cảm ơn anh đã giúp đỡ cô trong thời gian qua, sau đó trả lại đôi giày cho anh. Vì Che Won đã nhớ lại tất cả nên đây có lẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Dù sao Che Won cũng là gái đã có chồng, hai người chỉ có thể bắt tay chào từ biệt. Anh hy vọng sau này cô sẽ không đánh mất bản thân. Bữa tối mẹ chồng hào hứng tới nhà hàng trước. Trong xe Che Won bỗng kêu đau đầu. Chun-gu nói anh sẽ đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Cô do dự vì mẹ chồng vẫn đang chờ bọn họ. Sau đó cô bảo Chun-gu hãy tới bữa tiệc còn cô sẽ tự bắt xe về. Nhưng Chun-gu không đồng ý, anh muốn đưa cô về. Bên này mẹ chồng ngồi đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy ai tới. Bỗng con trai gọi điện thông báo vợ chồng anh không thể tới. Bà gọi điện cho con gái, ai ngờ con gái cũng bận nốt. Thì ra con gái bà đang ở cùng Se-jun. Cô vẫn luôn yêu thầm Se-jun. Về tới nhà, Chun-gu liền lấy nước và thuốc cho Che Won. Lúc này anh bỗng nhận được điện thoại. Công ty có việc gấp cần phải xử lý nên anh vội tạm biệt vợ rồi chạy ra khỏi nhà. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Che Won. Trong nhà hàng, mẹ chồng một mình thổi bánh sinh nhật. Bà thầm trách số phận mình bạc bẽo. Rõ ràng có hai đứa con mà đến sinh nhật mẹ lại chẳng thấy bóng dáng đứa nào đâu. Lúc này Che Won bất ngờ xuất hiện. Mẹ chồng đã có hơi men liền nói bản thân trông thấy cô liền thấy đau đầu buồn nôn, tim đập nhanh, đầu óc không được minh mẫn. Nếu đã như vậy thì tôi nên đưa bà tới bệnh viện mới đúng. Gì cơ, có muốn tôi đưa bà tới đó không? Che Won muốn đưa mẹ chồng tới bệnh viện tâm thần. Cô chất vấn bà ta tại sao lại nhốt cô trong bệnh viện tâm thần. Mẹ chồng rượu vào lời ra. Bà buột miệng nói ra chuyện bà lợi dụng mối quan hệ để tống cô vào bệnh viện tâm thần. Lý do đơn giản là bà chán ghét gia cảnh tầm thường của cô. Cô không giúp được gì cho tương lai của con trai bà, mà người làm kinh doanh luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Bà sẽ không làm gì nếu không có lợi nhuận. Bà chế giễu Che Won là hòn đá ngáng chân cuộc đời Chun-gu. Người làm mẹ như bà ta nhất định phải dọn giúp con trai. Không ngờ những lời thú nhận này đã bị Che Won lén quay lại. Sau khi tỉnh rượu, mẹ chồng Che Won loạng choạng đi xuống bếp. Thấy Che Won đang nấu canh giải rượu, bà ta đặt cốc nước lên bàn hỏi có phải Che Won định bỏ độc vào canh không. Thấy chồng đi tới, Che Won liền bưng cốc mật ong cho mẹ uống. Mẹ chồng trước mặt con trai nói trong nước có thể đã bị bỏ độc. Bà nói chính miệng Che Won nói cô đã khôi phục trí nhớ, cô đã nhớ ra nên muốn ra tay với bà. Bà cho rằng Che Won đã bỏ độc vào cốc nước hãm hại bà. Chun-gu liền nói mẹ đừng vu oan cho Che Won. Sau đó anh uống cạn cốc nước. Về tới phòng, anh lại quỳ xuống trước mặt vợ. Anh cầu xin cô hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh hứa anh sẽ có trách nhiệm với cô. Che Won liền nói với chồng liệu mẹ có vấn đề về thần kinh hay không. Cô nghĩ vợ chồng cô nên đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra. Chun-gu cũng cảm thấy dạo gần đây tính tình mẹ có chút thất thường. Không lâu sau, Chun-gu hẹn mẹ ra ngoài đi dạo. Mẹ Chun-gu vô cùng vui vẻ vì lâu lắm rồi bà mới được ra ngoài chơi cùng con trai. Không ngờ vừa tới nơi bà đã trông thấy con dâu. Hóa ra chỗ này là phòng khám tư vấn tâm lý. Che Won nói trước đây cô đã từng điều trị ở đây. Cô cảm thấy chỗ này khám bệnh rất chính xác. Mẹ chồng liền nói Che Won là người đàn bà độc ác. Bà không ngờ cô muốn dùng cách này để đối đầu với bà. Bà nói bà sẽ không ngu ngốc ngồi yên cho cô trả thù. Sau đó bà nhìn thẳng vào mắt Che Won, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Bà không biết kế hoạch báo thù của Che Won chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lúc này Che Won bưng cơm lên cho mẹ chồng. Thấy cô mãi không chịu cút khỏi nhà, bà liền đoán cô muốn chiếm đoạt tài sản của bà. Bà lấy ra bản cam kết Che Won từng ký trước lúc kết hôn nhằm dập tắt mộng tưởng của cô. Ngoài khoản tiền bồi dưỡng ít ỏi, bà ta quyết không cho cô thêm một đồng. Che Won liền lấy điện thoại mở đoạn video chính miệng bà ta kể lại quá trình nhốt Che Won vào bệnh viện tâm thần. Cô đe dọa nếu báo chí và các cổ đông biết được bà nhất định sẽ gặp họa. Bà liền mắng Che Won là con nhãi xảo quyệt, khó khăn lắm cô mới quay được đoạn video này. Che Won bảo mẹ chồng đừng làm khó cô. Mẹ chồng liền hỏi cô muốn bao nhiêu tiền. Thứ Che Won muốn không phải là tiền, cô muốn bản cam kết kia.
Cuối cùng mẹ chồng đành phải xé bản cam kết đó. Chae-won cũng xóa đoạn video. Cuộc giao dịch thành công mỹ mãn. Lúc này Chae-won và chồng cùng về nhà mẹ đẻ. Bọn họ định ghé qua siêu thị mua chút quà cho bố mẹ. Trùng hợp Se-jun cũng đang có mặt tại đây. Anh bắt gặp Chae-won và chồng tới mua đồ. Lúc thanh toán, Chun-gu bỗng nhớ mình quên chưa mua một món đồ. Nhân lúc này Se-jun xuất hiện nhiệt tình chào hỏi Chae-won. Lần này gặp lại nhau hai người có chút ngượng ngùng. Thấy cô sống tốt anh cũng yên tâm. Chun-gu bỗng chạy về phía bọn họ hỏi Chae-won đã mua đủ đồ chưa. Trông thấy hai vợ chồng Chae-won tình tứ ra khỏi siêu thị, Se-jun bỗng cảm thấy bức xúc khó tả. Về tới nhà ngoại, Chae-won vui vẻ chào hỏi bố. Cô thông báo cho bố biết cô đã khôi phục trí nhớ. Hai bố con ôm chầm lấy nhau trong sự hạnh phúc. Lúc này bảo mẫu nhận một đơn hàng gửi cho Chun-gu. Vừa mở ra xem, mẹ chồng lập tức nổi trận lôi đình. Bà ta ném thẳng tập tài liệu vào mặt con dâu. Bà trách Chae-won cướp con trai bà khỏi tay bà. Tại sao nhất định phải lôi con trai bà sang nước ngoài định cư? Chun-gu liền nói mẹ đừng trách vợ mình. Chính anh mới là người đã thuyết phục Chae-won sang nước ngoài. Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy con trai không chịu sự kiểm soát của mình. Mẹ chồng hẹn Chae-won tới văn phòng nói chuyện. Bà nói Chun-gu là cả mạng sống của bà. Dù có mất đi tất cả bà cũng không chịu mất con trai. Không có con trai bản thân bà cũng không còn lý do để sống. Sau đó bà lấy ra một tấm chi phiếu yêu cầu cô cắt đứt quan hệ với Chun-gu. Nghe xong Chae-won lập tức từ chối. Cô cảm thấy số tiền này quá ít. Mẹ chồng liền hỏi cô muốn bao nhiêu. Chae-won thẳng thắn nói cô muốn một nửa số cổ phần của công ty. Mẹ chồng tức phát điên. Chae-won lại nói sau khi nghĩ kỹ thì cô thấy thứ cô muốn không phải là tiền mà là Chun-gu. Cô muốn nhìn thấy mẹ chồng đau khổ. Mẹ chồng hận không thể ăn tươi nuốt sống Chae-won. Chae-won nói cô sẽ mãi ở bên Chun-gu cho mẹ chồng tức đến chết. Mẹ chồng quỳ gối trước mặt con dâu. Ai không xem tập trước còn tưởng con dâu độc ác, nhưng thật ra đây chỉ là nước mắt cá sấu. Thì ra ngày hôm nay mẹ chồng đã đưa cho Chae-won một tấm chi phiếu. Sau đó bà bắt cô phải ly hôn với con trai bà. Sau khi bị Chun-gu phát hiện, hai mẹ con anh đã cãi nhau một trận rất lớn. Bà nói nếu Chun-gu muốn ra nước ngoài định cư thì viết đơn từ chức đi. Chun-gu quyết tâm một đi không trở về, lập tức đặt đơn xin nghỉ việc trước mặt mẹ. Bà liền bảo anh trả lại bà cả thẻ tín dụng và chìa khóa xe. Chun-gu lấy ra tất cả những thứ mẹ đã cho anh đưa lại cho bà. Thấy con trai quyết tâm như vậy, mẹ Chun-gu tức suýt ngất. Chae-won vội hỏi bà có làm sao không, liền bị bà gắt gỏng thách cô cút ra chỗ khác. Vừa ra khỏi cửa, Chae-won liền khen chồng là người đàn ông mạnh mẽ dứt khoát. Thế mà trước nay cô không nhận ra, được vợ khen anh càng quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Cứ như vậy, kế hoạch báo thù của Chae-won với mẹ chồng xem như đã thành công một nửa. Mẹ chồng tức giận vì Chae-won dám cướp con trai cưng của bà. Lúc này mẹ chồng vừa về nhà, Chae-won cũng không thèm để ý tới bà. Bà liền mắng Chae-won không biết điều, thấy mẹ chồng về mà không chào. Cô liền nói do cô đang tập trung xem tài liệu nên không để ý. Mẹ chồng liền hỏi cô bà phải làm như thế nào mới khiến cô nguôi giận, phải làm như thế nào cô mới không lôi kéo con trai bà sang nước ngoài định cư. Chae-won liền nói chỉ cần bà chân thành là được. Mẹ chồng bắt bẻ, lẽ nào Chae-won muốn bà phải quỳ xuống cầu xin cô hay sao? Chae-won thản nhiên gật đầu. Mẹ chồng liền mắng cô là con đàn bà điên. Mẹ chồng cầu xin Chae-won giúp mình, bà không thể sống thiếu con trai. Nhân cơ hội này, Chae-won muốn mẹ chồng viết một bản thú tội thừa nhận tất cả những hành vi tội lỗi mẹ chồng đã làm với cô. Sau đó bà phải cam kết tự nguyện đền bù tổn thất tinh thần cho cô. Lúc này mẹ chồng đã bị ép tới bước đường cùng. Chae-won liền hỏi chẳng phải trước đây mẹ chồng thích viết cam kết làm sao? Đây đúng là giết người không dao. Chae-won nói nếu mẹ chồng đáp ứng yêu cầu của cô thì cô sẽ khuyên Chun-gu. Đúng là nuôi cáo trong nhà. Chae-won đã không còn ngu ngốc để yên cho mẹ chồng chèn ép như xưa. Vừa về tới nhà, Chun-gu chạy ra báo cho cô một tin tốt. Hóa ra mẹ chồng thật sự đã viết cho cô bản cam kết. Bà giao lại toàn bộ tài sản cho Chae-won nắm giữ. Trước mặt con cái bà chỉ biết nhận thua. Trước mặt con trai, mẹ chồng giả vờ khóc lóc, sau đó quỳ xuống trước mặt con dâu. Bà cầu xin Chae-won tha thứ cho những lỗi lầm của bà, sau đó kích động tới mức khó thở không nói được thêm gì nữa. Sau đó bà được đưa tới bệnh viện, sau khi kiểm tra bác sĩ kết luận bà không có vấn đề gì. Có lẽ do áp lực tinh thần quá lớn gây nên không thể nói được, nếu muốn hồi phục phải ổn định lại tâm trạng. Thấy mẹ như vậy, Chun-gu vội nói anh không ra nước ngoài nữa, anh khuyên mẹ chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ở công ty anh thay mẹ xử lý công việc. Trợ lý nói công ty có một dự án mới liên quan tới công trình lắp đặt hệ thống điện, trước khi bị bệnh mẹ anh dự định sẽ giao dự án này cho bố vợ anh xử lý. Chun-gu lập tức gọi điện báo tin vui cho bố vợ. Về tới nhà, anh không quên cảm ơn mẹ đã chiếu cố tới bố vợ. Lúc này ông Min gọi điện cho con gái báo tin mẹ chồng cô đã giao cho ông một công trình lớn. Ông bảo Chae-won thay mình cảm ơn mẹ chồng. Trong phòng, mẹ chồng đang soạn tin nhắn. Vừa thấy Chae-won bước vào, bà vội giấu điện thoại xuống dưới gối. Uống thuốc xong, bà liền lộ ra ánh mắt quỷ quyệt. Sáng sớm hôm sau, kho nguyên vật liệu của bố Chae-won bất ngờ bị cháy, nhưng mẹ chồng không hề tỏ ra bất ngờ. Bên này, bố Chae-won bị cảnh sát bắt vì bị coi là nghi phạm của vụ hỏa hoạn. Nhận được tin, Chae-won lòng như lửa đốt. Cô vội chạy tới đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên biểu cảm của mẹ chồng lại vô cùng thỏa mãn. Bên này toàn bộ chứng cứ phía cảnh sát đưa ra đều bất lợi cho ông Min, bởi vì nguyên nhân vụ cháy là do đường điện bị hở, mà người phụ trách hoàn thiện công trình này là ông Min. Lúc này Chae-won đã tới đồn cảnh sát. Ông Min nói tối qua ông đã đi kiểm tra một lượt, không thể tự nhiên xảy ra cháy nổ được. Chae-won tới công ty của chồng. Công trình này là do anh giao cho bố. Nhân viên bị thương cũng là người của công ty anh, nhưng nhân viên bị thương đó lại không chịu hòa giải.
Điều này khiến Chun-gu rất khó xử. Trước kia mọi chuyện ở công ty đều do mẹ anh xử lý. Hiện nay mẹ ở nhà dưỡng bệnh, Chun-gu cũng lộ ra năng lực yếu kém, nóng quá, bà chủ bà nói được rồi sao. Mẹ chồng vẫn tiếp tục giả vờ bị bệnh để lấy được sự đồng cảm của mọi người. Vừa về đến nhà, Che-won đã xin lỗi mẹ chồng vì lỗi lầm bố cô gây ra, nhưng mẹ chồng lại tỏ ra rất bình thản. Điều này khiến Che-won nảy sinh nghi ngờ. Trước cửa đồn cảnh sát, Che-won vô tình gặp một người phụ nữ xinh đẹp, hóa ra bà là bạn của bố cô. Nghe tin ông Min bị bắt, bà tới thăm ông. Trước khi đi, bà an ủi Che-won đừng quá lo lắng, bà đã nhờ bạn giúp ông Min xử lý chuyện này. Khi Che-won và cảnh sát đang cùng nhau làm rõ vấn đề thì Si-un bất ngờ xuất hiện, hóa ra anh dẫn theo luật sư tới giải quyết vụ án của bố cô. Trông thấy đối phương, cả hai đều rất kinh ngạc. Sau một hồi phân tích, luật sư nói nếu người bị hại không chịu hòa giải, ông Min sẽ phải đối diện với mức án 1 năm tù. Tin này khiến Che-won càng thêm lo lắng. Se-jun hỏi có phải công ty đối thủ của mẹ chồng Che-won là công ty Tigang đúng không? Anh nói người bị thương là nhân viên cũ của công ty Tigang. Sau đó anh hỏi Che-won vì sao đối phương lại kiên quyết không chịu hòa giải. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Che-won mới biết Se-jun được người phụ nữ cô gặp ban tối nhờ đưa luật sư tới giúp bố cô. Trong số những người tôi quen biết có một người là chủ tịch của tập đoàn lớn. Hôm nay tôi đã nhờ cậu ấy tới giúp, vụ án sẽ được giải quyết êm đẹp. Che-won không khỏi cảm thán mỗi lần cô rơi vào bế tắc anh đều xuất hiện kịp thời. Trên đường về nhà, nghĩ tới bố đang bị giam trong đồn cảnh sát lạnh lẽo, Che-won không kìm nổi nước mắt. Sao lại tới đây? Muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ ở đây thoải mái khóc lớn đi. Về tới nhà, Chun-gu trách cô để mặc mẹ chồng đau ốm ở nhà ra ngoài cả ngày không gọi về nhà lấy một cuộc. Anh nói công trình đó do mẹ anh muốn lấy lòng con dâu mới giao cho bố Che-won phụ trách. Lúc này Che-won đã hiểu ra tất cả. Cô lập tức chạy vào chất vấn mẹ chồng tại sao lại muốn hại bố cô. Mẹ chồng liền bày ra vẻ mặt con nai già ngơ ngác quật chết bác thợ săn. Cô nói mẹ chồng đừng diễn nữa. Cô hỏi có phải mẹ chồng cố ý làm như vậy không? Lúc này Chun-gu một lần nữa đi đường quyền với cô. Anh thét Che-won mẹ anh đang bị bệnh mà cô dám ăn nói như vậy với bà. Em gái Chun-gu vội chạy vào cản anh trai. Nếu chuyện này là thật thì mẹ chồng đã một mũi tên trúng hai đích. Che-won nói mẹ chồng đúng là người đàn bà thâm hiểm. Mẹ chồng trước mặt con trai khóc lóc kêu oan như thật. Che-won tới bệnh viện thăm người bị hại. Cô cầu xin bọn họ đồng ý hòa giải. Cô hỏi nguyên nhân bọn họ không chịu hòa giải có phải vì bà Kim không? Gia đình nạn nhân liền thừa nhận chuyện này. Vừa về đến nhà, Che-won đã bảo mẹ chồng đừng diễn nữa. Cô nói bà đã thắng trong trận chiến này rồi. Sau đó quỳ xuống trước mặt mẹ chồng. Cô đồng ý sẽ ly hôn với Chun-gu vô điều kiện. Chỉ xin bà ta hãy buông tha cho bố mình. Có nằm mơ cô cũng không ngờ bà lợi dụng bố cô để khuất phục cô. Mẹ chồng ép Che-won giao điện thoại cho bà ta. Sau đó sợ cô ghi âm cuộc trò chuyện, bà đã tháo pin điện thoại của cô. Bà nói chỉ cần Che-won ly dị Chun-gu bà sẽ buông tha cho bố cô. Cuối cùng bà ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật, để con dâu ly hôn với con trai mà bà không từ thủ đoạn. Mẹ chồng bắt Che-won gọi điện thoại quát mắng Chun-gu để anh hận cô tới thấu xương. Bà muốn anh không nhận ra Che-won vì mẹ mới ly hôn với anh. Đối phương đồng ý hòa giải rồi sao? Vâng, bên phía người bị hại đã chấp nhận hòa giải. Luật sư dưới sự sắp xếp của bà Kim đã giả vờ tiết lộ với Chun-gu mọi chuyện đều do mẹ anh xuống nước chạy tới xin lỗi người bị hại mới có được kết quả tốt này. Điều này khiến Chun-gu vô cùng cảm động. Ngồi trên xe bus, Che-won nghĩ ly hôn đối với cô cũng là một loại giải thoát. Tại đồn cảnh sát, bố Che-won cuối cùng cũng đã được thả ra. Trông thấy con gái và gia đình bên ngoại tới đón, ông vô cùng vui vẻ. Gia đình ai nấy đều vui vẻ tới đón ông về nhà. Từ xa, bà Park nhìn thấy ông Min được thả mới yên tâm. Vừa về nhà, Chun-gu vội cảm ơn mẹ đã cứu bố vợ anh ra ngoài. Ông Kim đưa con gái về nhà. Ông định vào trong cảm ơn bà thông gia một câu nhưng đã bị Che-won ngăn lại. Ông không biết tình hình trong nhà, chỉ Che-won là biết rõ tất cả. Che-won nói với bố rằng trong lúc ông bị giam giữ, cô Park đã rất lo lắng cho ông. Nghe nói cô Park còn nhờ người quen giới thiệu luật sư cho gia đình họ. Nghe con gái nói vậy, hai má ông Kim liền đỏ ửng. Trước mặt bố, Che-won cố gắng che giấu mọi uất ức. Cô cố bày ra vẻ mặt vui vẻ lạc quan nhất. Sau khi bố đi khuất, nước mắt cô lập tức tuôn rơi. Về tới nhà, Chun-gu lại bắt đầu trách móc cô. Anh trách cô vì sao không cảm ơn mẹ anh. Che-won chẳng buồn giải thích. Cô hỏi chồng khi nào thì ra nước ngoài định cư. Nghe tới đây, Chun-gu bỗng cảm thấy vợ anh thật sự máu lạnh. Mẹ anh ốm đau bệnh tật còn bắt anh bỏ lại bà ra nước ngoài. Che-won ấm ức nói mẹ anh đang giả bệnh mà thôi. Nghe vậy, Chun-gu lại định giơ tay đánh cô. Che-won nói giờ đây Chun-gu không những quay về làm con trai cưng của mẹ mà còn quay về trở thành người chồng bạo lực như trước kia. Cô bảo anh chỉ có thể chọn cô hoặc mẹ. Lúc này mẹ chồng đẩy cửa chạy vào khuyên con trai. Bà khuyên anh hãy ra nước ngoài cùng con dâu. Diễn xuất của bà ta cũng thật đỉnh cao, lừa Chun-gu tin sái cổ. Chun-gu nói Che-won thật đáng sợ. Quả nhiên con trai vừa đi khỏi, bà ta cũng lộ ra bộ mặt thật. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. Chúng ta mau kết thúc vở kịch này thôi. Che-won bất lực bật cười. Trên đời này còn có người mẹ chồng quái thai như này sao? Sau đó bà ta lại tiếp tục chạy tới trước mặt con trai biểu diễn. Nhưng Chun-gu nói ly hôn thì ly hôn, sao phải sợ? Trên đời này chỉ có mình Che-won là phụ nữ chắc. Phụ nữ thì vô vàn nhưng mẹ chỉ có một mà thôi. Anh không thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ mẹ ruột. Ngày mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà ngày càng gần. Buổi tối Che-won nói với chồng rằng cô muốn ly hôn. Cô không muốn tiếp tục sống với loại đàn ông bám váy mẹ. Cô nói muốn anh rời xa vòng tay mẹ để tự lực cánh sinh còn khó hơn lên trời. Cô cho rằng anh cả đời này chỉ có thể nấp dưới váy mẹ. Dưới sự công kích của Che-won,
Chung-gu cuối cùng đã đồng ý ly hôn. Sáng sớm Chae-won lấy ra đơn ly hôn đưa cho Chung-gu, nhưng anh lại thay đổi quyết định không muốn ly hôn nữa. Anh giải thích do tối qua anh đã quá chén nên lỡ lời. Chae-won liền nói cô có chết cũng không muốn sống cùng mẹ anh nữa. Cô muốn ly hôn. Cuối cùng Chung-gu cũng đồng ý ly hôn. Suy cho cùng tất cả những gì anh ta có đều do mẹ anh ta cho. Vì vậy anh không tự tin sống một cuộc sống tự lập. Chae-won hẹn Chung-gu 3 tiếng sau hãy gặp nhau ở tòa. Mẹ chồng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Chae-won. Cuộc hôn nhân đau khổ cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau khi ly hôn, Chung-gu thấy vợ không hề buồn bã. Anh lập tức trách mắng có phải cô đã có người đàn ông khác. Vì sao ly hôn chồng mà cô lại vui vẻ như vậy? Cô liền nói Chung-gu muốn cãi nhau thì về nhà mà tìm mẹ chứ đừng tìm cô. Có thể thấy Chung-gu vẫn còn rất yêu vợ. Chae-won liền thông báo cho mẹ chồng biết cô và Chung-gu đã làm xong thủ tục ly hôn. Ngồi trên xe bus, Chae-won bỗng trông thấy khăn tay của Se-jun trong túi. Bên này Se-jun đang chuẩn bị đi công tác cùng Ju-ji. Sau khi nghe điện thoại của Chae-won, anh vội vã chạy tới gặp cô. Anh bảo Ju-ji hoãn lại thời gian xuất phát của chuyến công tác. Chae-won trả lại khăn tay cho anh. Cô cảm ơn anh đã giúp bố con cô trong cơn hoạn nạn. Se-jun tưởng cô sắp ra nước ngoài định cư. Chae-won cũng không nói ra chuyện cô đã ly hôn. Cả hai đều cho rằng sau này sẽ không thể gặp lại đối phương. Chae-won nói rằng đây là lần bắt tay cuối cùng của cô và Se-jun. Sau đó hai người tặng nhau một chiếc móc khóa hình mèo. Họ hy vọng lúc buồn đối phương sẽ mang chiếc móc khóa này ra tâm sự. Lúc Chae-won về nhà thu dọn đồ đạc, mẹ chồng liền đưa cô một tấm chi phiếu. Bà nói coi như đây là khoản bồi thường gia đình bà cho Chae-won. Nhưng Chae-won thẳng thắn từ chối bà ta. Cô không muốn nhận bất cứ sự an ủi nào từ bà. Bà nói cô đừng vì cái tôi quá cao mà sau này phải hối hận. Cô nhất định sẽ khiến bà cảm thấy hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Sau khi ly hôn, Chae-won liền về nhà bố mẹ đẻ. Cuối cùng cô đã thoát khỏi móng vuốt của mẹ chồng ác quỷ. Nhìn sân vườn quen thuộc, cô bật khóc. Trước đây cô chỉ biết một mình chịu đựng mọi ấm ức. Cô không muốn bố và ông bà ngoại buồn vì cô. Ông Min thấy con gái tay xách vali, lại nhìn sang sắc mặt của con gái, ông liền hiểu ra tất cả. Đối diện với mọi người trong gia đình, Chae-won cúi mặt nói mình đã ly hôn. Mợ Chae-won liền hỏi gia đình Chung-gu có cho cô tiền trợ cấp không. Nghe thấy câu hỏi này, Chae-won cúi đầu không trả lời. Bà ngoại Chae-won trách cô chưa bàn bạc với người lớn đã tự ý quyết định ly hôn. Mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn là chuyện lớn, cô không nên tự ý quyết định. Đối mặt với hàng loạt câu nói vô duyên của mọi người, Chae-won cảm thấy cực kỳ khó chịu. May mà ông ngoại yêu thương Chae-won, ông quát mọi người im miệng. Trong lòng Chae-won rất buồn và khó chịu. May mà còn có bờ vai của bố để dựa vào. Bố cô nói cô quay về là tốt rồi. Sau khi ly hôn, vợ Chung-gu liền uống rượu đến nỗi say không biết gì. Lúc này anh bỗng nhiên phát hiện mẹ anh đã có thể nói chuyện được. Anh hỏi mẹ có thể nói chuyện được từ lúc nào. Bà đáp từ lúc Chae-won lấy hành lý rời khỏi nhà bà đã có thể nói chuyện trở lại. Bà nói lúc đó bà giống như quả bom nổ chậm bỗng nhiên bùng nổ và bật ra tiếng. Chung-gu nói với bà rằng anh rất mệt nên bà hãy đi ra ngoài trước đi. Chung-gu ngồi trước bàn trang điểm của Chae-won kéo ngăn tủ ra. Nhìn thấy kẹp tóc của Chae-won, anh liền nhớ lại cảnh tượng lần đầu anh với cô gặp nhau. Lúc đó Chae-won vừa tốt nghiệp đã đến công ty anh phỏng vấn. Lần đầu gặp Chae-won anh đã bị cô mê hoặc. Thực sự anh rất yêu Chae-won. Chae-won và bố tới trước mộ của mẹ. Chae-won mất mẹ từ nhỏ nên cô luôn mong mẹ chồng có thể đối xử với cô như mẹ ruột. Nhưng đời không như là mơ, cô lại gặp một bà mẹ chồng xấu xa. Khi đến xưởng mì thăm ông ngoại, ông muốn giao xưởng mì gia truyền cho Chae-won bởi vì từ bé cô đã thích cùng ông làm mì. Cuộc nói chuyện của hai ông cháu đã bị mợ của Chae-won nghe được. Bà nhanh chóng đi ra cắt ngang cuộc nói chuyện. Hơn nữa bà còn vội vàng kể chuyện này cho chị dâu và em chồng. Chuyện này khiến cho ba người họ rất lo lắng. Cả ba bọn họ đều vì muốn thừa kế tài sản mới chuyển tới đây sống. Vì muốn có được mảnh đất hàng trăm tỷ won này, bọn họ đều liều mình. Ba người họ đều sợ có thêm người đến tranh giành tài sản. Lúc này Chung-gu vô tình gặp Se-jun, người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của anh. Hóa ra hai người đều là đại diện của công ty đến tham dự hội nghị. Chung-gu muốn hai người trao đổi danh thiếp với nhau nhưng lại bị Se-jun từ chối. Anh nói dù gì anh cũng sắp di cư rồi. Nghe thấy vậy, Chung-gu lập tức nổi điên túm lấy cổ áo của Se-jun. Anh chất vấn Se-jun có phải anh đã gặp Chae-won đúng không? Chung-gu rất đau khổ vì Chae-won và anh đã ly hôn. Anh nói chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ không để Se-jun và Chae-won đến bên nhau. Lời này khiến Se-jun không biết phải làm sao. Anh liền đẩy Chung-gu ra. Anh cảnh cáo Chung-gu lần sau còn có hành động không lịch sự như vậy thì anh sẽ không khách khí nữa. Hôm đó cậu mợ và dì út gọi Chae-won ra nói chuyện. Bọn họ hỏi cô có phải cô cũng muốn tham gia vào trận chiến tranh giành tài sản phải không? Thân là cậu lại đi nói những chuyện này với cô cháu gái nhỏ tuổi hơn mình, cậu thực sự rất áy náy. Nhưng Chae-won lại nói với họ cô không có hứng thú với đống tài sản này. Chae-won nói với các trưởng bối rằng cô định kiếm một công việc rồi đi làm. Chuyện này khiến cậu mợ cô rất vui mừng. Người nhà của vụ hỏa hoạn lúc trước đến tìm Chung-gu muốn cảm ơn mẹ của anh. Trong lúc nói chuyện, anh biết được hóa ra mẹ anh từ trước tới giờ chưa từng giải thích với người nhà người bị hại. Thay vào đó, bà đã cho họ một khoản tiền an ủi rất lớn. Chung-gu bực tức tới văn phòng của mẹ mình. Anh hỏi có phải mẹ đứng sau vụ kho thực phẩm bị cháy không. Bà ta đương nhiên không thừa nhận việc này. Anh cũng đã biết chuyện mẹ anh giả vờ không nói được vì muốn anh ly hôn với Chae-won. Bà đang định cãi tiếp thì Chung-gu nói gia đình của người bị hại trong vụ cháy kho thực phẩm đã tới tìm anh. Bà thầm trách người nhà của người bị hại lắm lời. Chung-gu không ngờ mẹ anh có thể lợi dụng bố vợ anh để ép Chae-won ly hôn anh. Nhưng bà lại nói với anh bà vừa gặp được bà Mai nổi tiếng trong giới tài phiệt.
bà sẽ tìm một cô vợ tốt hơn cho con trai. Nhưng Chun-gu kiên quyết không đồng ý. Chun-gu lái xe đến nhà Chae-won. Anh quỳ xuống đất xin lỗi vì mẹ anh đã lợi dụng chuyện hỏa hoạn đẩy bố vợ vào tù. Anh cũng nói ra chuyện mẹ anh lợi dụng chuyện của bố vợ để ép Chae-won ly hôn. Ông nội Chae-won tức giận đến mức ngất xỉu. Chae-won liền nói mọi chuyện cũng đã qua rồi. Anh vô duyên vô cớ tới đây nói ra khiến cho người nhà cô đau khổ để làm cái gì. Ông Min cũng tức giận đến nỗi không đứng vững được. Cậu Chae-won liền lôi cổ Chun-gu kéo ra ngoài. Sau khi giáo huấn anh một trận, cả nhà họ liền đuổi anh về. Bọn họ cảnh cáo anh từ giờ đừng xuất hiện trước mặt Chae-won. Chae-won cũng nói từ giờ anh đừng tới tìm cô nữa. Lúc này Chun-gu thực sự rất đau khổ. Se-jun đang đi khảo sát thị trường thì vô tình nhìn thấy Chae-won. Hơn nữa cô còn đang mặc bộ quần áo nhân viên. Lúc sau Se-jun chạy quanh khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Chae-won. Vốn tưởng rằng mình nhìn nhầm thì Chae-won lại đẩy xe đồ đi tới. Cô gái này sau khi ly hôn với người chồng đại gia liền tới siêu thị bán cá. Trong lúc làm việc cô liên tục bị khách hàng làm khó. Lúc này chồng cũ của cô bất ngờ xuất hiện. Anh quát mắng vị khách dám lớn tiếng với vợ cũ anh. Anh cảnh cáo bà ta đừng để mồm đi chơi xa. Sau đó Chun-gu lập tức kéo Chae-won ra ngoài. Chae-won liền hỏi anh muốn đi đâu. Cùng anh đi băng qua đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Sau khi ly hôn, Chae-won không lấy một đồng trợ cấp của phía nhà chồng. Cô chọn cách vươn lên bằng chính đôi tay của mình. Cô không biết rằng Se-jun vẫn luôn âm thầm dõi theo cô. Se-jun đẹp trai nhà giàu trông thấy người con gái mình thương bị bắt nạt thì vô cùng xót xa. Hỏi giám đốc siêu thị mới biết cô là nhân viên làm việc bán thời gian mới của siêu thị. Bên này mẹ chồng độc ác vừa tống cổ được con dâu nghèo ra khỏi nhà lập tức tìm cho con trai một cô vợ khác xứng đôi vừa lứa. Nhưng Chun-gu vẫn đang rất giận bà. Lúc này thư ký vào phòng thông báo phóng viên nhà báo đã tới đủ. Chun-gu tuyên bố sẽ quyên góp 5 tỷ won để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nghe tới đây mẹ anh giận tím mặt. Bà lớn tiếng mắng con trai là đồ phá của. Mặc sự ngăn cản của mẹ, trước truyền thông Chun-gu dõng dạc tuyên bố sẽ quyên góp 5 tỷ won. Mẹ anh vội chạy tới thông báo với cánh phóng viên rằng hoạt động này bị hủy bỏ. Nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của mẹ, Chun-gu lại tỏ ra vui vẻ. Bà bang tức giận chất vấn con trai tại sao lại làm vậy. Chun-gu liền nói Chae-won không lấy một đồng phí trợ cấp, tay trắng ra khỏi nhà giúp mẹ tiết kiệm được không ít tiền. Nhân cơ hội này làm việc thiện cũng không phải ý kiến tồi. Bên này Se-jun vẫn đang ngồi trong xe đợi Chae-won tan làm. Sau khi thấy cô ra ngoài, anh lặng lẽ lái xe đi theo phía sau cô, cùng cô đợi xe buýt, âm thầm bảo vệ cô suốt cả quãng đường. Thấy cô cười vui vẻ khi được bố đón, anh mới yên tâm ra về. Vì muốn đối đầu với mẹ nên buổi tối Chun-gu đã dắt ba cô gái về nhà. Thấy những cô gái này, mẹ anh chỉ muốn khóc thét. Chun-gu bảo mẹ anh hãy chọn một trong ba cô gái này làm con dâu kế tiếp của mẹ. Bà bang tức giận mắng con trai, sau đó bà nắm tóc kéo các cô gái đó ra khỏi nhà. Nhưng những cô gái này cũng không phải dạng vừa, họ thẳng tay đẩy bà bang ngã sang một bên. Rõ ràng Chun-gu đang muốn chọc tức mẹ. Chae-won thấy chồng cũ gọi tới thì lập tức tắt máy. Chun-gu gọi vô số lần cũng không thấy ai bắt máy. Lúc này bà bang vui vẻ tặng cho Chun-gu bộ vest mới, kêu anh ngày mai đi xem mắt. Bà nói đối tượng xem mắt là một tiểu thư nhà giàu có quyền có thế. Nhưng Chun-gu vẫn chưa thể quên được vợ cũ. Anh tức giận kêu mẹ thích thì tự đi. Hôm nay Chun-gu lại tiếp tục gọi điện cho Chae-won. Không ngờ lần này đã có người bắt máy. Người nghe là đồng nghiệp của Chae-won. Cô nói Chae-won đi làm nhưng quên không mang điện thoại theo. Chun-gu liền hỏi cô đồng nghiệp nơi làm việc của Chae-won. Chun-gu mặc vest chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi nhà. Mẹ anh tưởng con trai đã đồng ý đi xem mắt thì vui sướng khen con trai quyết định sáng suốt. Bên này đồng nghiệp trả lại điện thoại cho Chae-won. Nhưng hôm nay cô lại gặp phải một khách hàng khó chiều. Bà ta lớn tiếng quát mắng cô trước mặt đám đông. Vào lúc cam go nhất, Chun-gu bất ngờ xuất hiện. Anh nạt nộ vị khách dám bắt nạt vợ cũ anh. Sau đó Chun-gu trực tiếp kéo tay Chae-won đi. Chae-won hỏi anh muốn đi đâu. Anh liền nói đi đâu cũng được miễn là có nhau. Một phải một trái không bao giờ rời xa. Chae-won vừa lôi điện thoại ra đã bị Chun-gu cướp mất. Khi Chae-won cố gắng giành giật lại điện thoại thì Chun-gu thẳng tay ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ. Buổi tối Chun-gu bị chồng cũ đưa tới một căn biệt thự xa thành phố. Anh nói 2 tiếng nữa mới có xe bus nhưng xe xuống núi đã rời đi từ 1 tiếng trước rồi. Cho dù muốn hay không thì tối nay cô cũng chỉ có thể ở cùng anh. Nghe tới đây Chae-won vô cùng sợ hãi. Cô vội cầu xin Chun-gu đưa cô về. Tới tối muộn bố cô vẫn không thấy cô về, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Chun-gu lại nói anh sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Bên này ông Min vẫn đứng ở trạm xe đợi con gái đi làm về. Ông đợi rất lâu vẫn không thấy Chae-won đâu. Ông sốt ruột gọi điện cho con gái nhưng không ai nghe máy. Chae-won liên tục cầu xin chồng cũ cho cô gọi điện về báo tin cho bố. Cô không muốn ông phải lo lắng. Chun-gu lấy điện thoại kêu cô không được nói linh tinh, phải nói tạm thời có việc bận không thể về nhà. Chae-won cầm điện thoại nói dối bố mình có việc tạm thời chưa thể về nhà. Cô kêu ông đừng lo lắng. Sau đó Chun-gu lập tức lấy kéo cắt đứt dây điện thoại. Anh không muốn bị bất cứ ai làm phiền. Lúc này bà bang cũng gọi điện thoại cho con trai. Bà đã gọi rất nhiều lần nhưng không có ai bắt máy khiến bà ta vô cùng tức giận. Trong căn biệt thự Chun-gu lặng lẽ ôm Chae-won từ phía sau. Cô sợ hãi đẩy anh ra rồi vội vã vùng vẫy trốn tránh. Cô nói cho dù bây giờ anh có uy hiếp cô thì cô cũng không muốn quay lại với người đàn ông trẻ con chỉ biết bám váy mẹ. Thấy Chae-won cứng rắn như vậy, Chun-gu nắm chặt tay. Như đã có quyết định của riêng mình, anh kéo Chae-won lên xe. Cô tưởng Chun-gu đang đưa cô về nhà nên khá yên tâm. Chun-gu nói cô đã bị giày vò cả ngày chắc chắn rất mệt nên ngủ một lát đi. Khi Chae-won thức dậy mở mắt trông ra ngoài cửa sổ phát hiện bản thân đang ở một nơi hoang vắng.
Cô hoảng sợ khuyên Chun Gu bình tĩnh lại, nhưng Chun Gu lại nói nếu không thể sống cùng nhau thì họ hãy cùng chết ở đây. Che Won cứng rắn nói cô thà chết còn hơn phải quay lại sống cuộc sống như trước với anh. Chun Gu không ngờ cô lại ghét bỏ anh tới vậy. Vào thời khắc sinh tử, Chun Gu đã quyết định buông bỏ. Anh mất kiểm soát chạy xuống xe. Che Won sợ anh làm chuyện dại dột vội chạy tới khuyên ngăn. Chun Gu không cẩn thận trượt chân kéo theo Che Won lăn xuống vách núi. Thay vì đưa cô tới bệnh viện, Chun Gu lại đưa Che Won đang bị thương về căn biệt thự của anh. Hôm sau, bà Bang thấy con trai không đi làm liền bắt đầu sốt ruột. Bà cho rằng anh đã chạy đi tìm Che Won. Bên này, Se Jun gửi tin nhắn cho Che Won nhưng không thấy cô hồi âm, liền cảm thấy lo lắng. Anh vội chạy tới chỗ làm việc của cô. Đồng nghiệp báo hôm nay Che Won không đi làm. Họ nói hôm qua đã có một người đàn ông kéo cô đi. Bên này, mẹ chồng tìm tới tận nhà Che Won. Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt tức giận. Bà ngoại Che Won không nói không rằng hùng hổ đập vào mặt bà Bang một bịch bột mì. Sau đó túm tóc tạt tai tát tới tấp. Bà ngoại Che Won tuổi già sức yếu bị đối phương đánh ngã. Con dâu thấy mẹ chồng bị bắt nạt lập tức lao tới góp sức. Trong biệt thự, Chun Gu thức giấc thấy vết thương của Che Won ngày càng nghiêm trọng. Anh vội vã rút điện thoại gọi điện cho mẹ. Lúc này Se Jun cũng đã tới nhà Che Won. Anh không ngờ lại gặp mẹ Chun Gu ở đây. Bà ta bắt đầu khiêu khích anh, nói tối qua con trai bà và Che Won đều mất tích. Bà kêu anh khuyên Che Won biết thân biết phận, đừng bám víu con trai bà nữa. Lúc này bà bỗng nhận được điện thoại của con trai. Biết tin, bà liền nói với Chun Gu bà không thể tới. Sau đó báo cho Se Jun địa chỉ căn biệt thự nơi con trai bà Che Won đang ở. Se Jun thấy Che Won khắp người đều là thương tích thì lòng như lửa đốt. Nghe thấy giọng của Se Jun, Che Won cố gắng mở mắt. Se Jun vội bế cô tới bệnh viện. Chun Gu tức giận quát Se Jun mau cút khỏi người phụ nữ của anh. Nhưng Se Jun cũng chẳng vừa, anh đáp cô gái này đã không còn là người phụ nữ của Chun Gu nữa. Sau khi được cấp cứu, Che Won dần dần tỉnh lại. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, Se Jun đều có mặt bên cạnh cô. Chun Gu vừa về tới nhà liền bị mẹ đánh mắng. Bà cũng không quên báo với con trai đã trông thấy Se Jun tới nhà Che Won. Có lẽ bọn họ đã có tư tình từ lâu. Chun Gu vốn tính nhu nhược lại ghen tuông mù quáng. Anh bắt đầu nghi ngờ hai người họ gian díu với nhau trước khi ly hôn với anh. Buổi tối, Se Jun đưa Che Won về nhà. Cô không biết nên cảm ơn anh thế nào. Mỗi lần cô gặp khó khăn, anh đều giang tay giúp đỡ cô. Bên này, một mình Chun Gu uống rượu giải sầu. Anh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Hôm sau, Che Won tới chỗ làm. Do nghỉ việc một ngày không phép, cô đã bị giám đốc đuổi việc. Đúng là đen hết phần người khác. Mẹ Chun Gu thông qua bà mối đã tìm được đối tượng xem mắt vừa ý cho con trai. Cô nàng là con gái nhà quyền cao chức trọng. Doanh nghiệp của gia đình cô là doanh nghiệp lớn nhất nhì Hàn Quốc. Tin này khiến bà cười không ngậm được mồm. Lúc này Se Jun tới căng tin công ty ăn cơm, trùng hợp nghe được tin công ty đang thiếu một chuyên gia dinh dưỡng. Anh liền cảm thấy công việc này rất hợp với Che Won. Trên đường về nhà, Che Won bất ngờ bị Chun Gu chặn lại. Anh ép hỏi cô và Se Jun có quan hệ gì. Che Won nghĩ cô không cần thiết phải trả lời câu hỏi này. Chun Gu liền hỏi cô có phải cô đã cắm sừng anh không. Nghe xong, Che Won liền cảm thấy ly hôn với anh là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời cô. Trong văn phòng, Se Jun đưa cho cấp dưới sơ yếu lý lịch của Che Won. Anh kêu cấp dưới nộp xuống phòng nhân sự. Anh sợ nếu anh trực tiếp gặp mặt nói chuyện với phòng nhân sự sẽ khiến Che Won cảm thấy áp lực. Anh nói với người bên phòng nhân sự rằng đây là người mà anh tiến cử. Anh không bắt buộc bọn họ phải nhận Che Won vào làm việc ngay. Anh kêu người bên phòng nhân sự xem qua sơ yếu lý lịch của Che Won rồi hãy quyết định. Chun Gu đau khổ đồng ý yêu cầu đi xem mắt của mẹ. Thấy con trai ngoan ngoãn nghe lời, bà vội khen anh hiếu thuận. Cuộc đời bà chỉ mong có con dâu là con gái tập đoàn Tasan. Bên này, khi Se Jun tới báo tin tốt cho Che Won đã bị em gái Chun Gu nhìn thấy. Ju Ji tò mò hai người đó có quan hệ gì và tại sao lại quen biết nhau. Điều này khiến cô cảm thấy lo lắng bất an. Se Jun nói anh đã ứng tuyển giúp Che Won vào vị trí chuyên gia dinh dưỡng. Có lẽ ngày mai Che Won sẽ nhận được thông báo phỏng vấn. Tin này khiến Che Won vừa thất nghiệp bỗng vui trở lại. Ju Ji vừa về tới nhà liền hỏi anh trai đã hoàn toàn quên đi thứ phế vật đó hay chưa. Chun Gu cấm em gái không được gọi Che Won như vậy. Ju Ji lại dám gọi chị dâu là thứ phế vật. Cô hỏi anh trai có biết Che Won có một người bạn ở trên tình bạn dưới tình yêu không. Anh liền hỏi chuyện cô nghe được thì liên quan gì tới Che Won. Ju Ji không thèm trả lời quay người bỏ đi. Bên này Che Won đang băn khoăn không biết có nên nói ra quan hệ giữa cô và Ju Ji cho Se Jun hay không. Sáng sớm mẹ chồng độc ác đã kêu con trai dậy chuẩn bị đi xem mắt. Bà vui vẻ đến mức ai không biết còn tưởng người đi xem mắt là bà chứ không phải Chun Gu. Chỉ nghĩ tới việc được làm thông gia với tập đoàn Tasan là bà cười không khép nổi miệng. Bên này Che Won cũng đã nhận được thông báo phỏng vấn. Cô ăn mặc chỉnh tề, cố gắng để lại ấn tượng tốt trước mặt nhà tuyển dụng. Chuyển cảnh bà Bang vui vẻ dẫn con trai tới địa điểm xem mắt. Bà rất vui nhưng Chun Gu lại không vui nổi. Bà Bang nhắc nhở con trai hãy biểu hiện cho tốt. Đi xem mắt chứ không phải đi ký hợp đồng. Bà nói chỉ cần kết thông gia với tập đoàn Tasan, gia đình họ sẽ trở thành gia đình quý tộc. Tại nhà hàng, không khí buổi xem mắt có chút gượng gạo. Cô gái trước mặt có ngoại hình tầm thường nhưng bà Bang lại khen đến tận mây xanh. Nhìn thấy dáng vẻ giả tạo của bà, Hong Ju liền nhíu mày. Chung Yu cũng không có hứng thú với cô gái này. Tuy nhiên chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi Chun Gu nói bọn họ chia tay nhau từ đây nhé, Hong Ju lại nói cô cảm thấy anh cũng rất thú vị. Hơn nữa cô đang muốn kết hôn. Cô muốn kết hôn thì tôi phải cưới cô sao? Không phải chỉ cần tôi thích là được sao? Cô xem tôi là loại người gì vậy? Bên này Che Won mang theo tâm trạng căng thẳng tới phỏng vấn. Không ngờ vừa tới nơi đã bị Ju Ji kéo đi.
Yuji trách Chae-won đã biết Se-jun đang tìm hiểu Yuji nhưng lại giả vờ như không biết. Chae-won liền hỏi Yuji có biết chuyện mẹ chồng Woo-an-ko ngoại tình với người đàn ông khác để Chae-won ly dị Chun-gu không. Hơn nữa người đàn ông bị bà Bang lợi dụng khi đó chính là Se-jun. Nghe tới đây Yuji lập tức sợ hãi. Buổi phỏng vấn của Chae-won cũng rất thuận lợi. Se-jun đứng ngoài lén nhìn vào. Đây là công ty nhà anh nên anh cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng anh vẫn sợ Chae-won trượt phỏng vấn. Buổi tối bà mối vui vẻ gọi điện báo tin đằng gái đã đồng ý hẹn hò với Chun-gu. Tin này khiến bà Bang vui sướng nhảy múa. Nhưng Chun-gu lại nói với mẹ rằng anh không muốn hẹn hò với tiểu thư danh giá. Bà Bang liền mắng anh là đồ thần kinh. Yuji đang thấp thỏm đợi tin Chae-won trượt phỏng vấn. Ai ngờ Chae-won đã được nhận vào làm việc. Cấp dưới cũng tới báo cho Se-jun biết tin Chae-won đã được bộ phận nhân sự tuyển dụng. Anh vội gọi điện thoại báo tin tốt cho Chae-won. Anh nói bộ phận nhân sự vừa báo tin cô đã được tuyển dụng. Chae-won cảm ơn Se-jun rồi rít. Cô nói cả đời này cô sẽ không quên ơn huệ của Se-jun. Vừa về phòng Yuji bật khóc, sau đó cô cãi nhau với mẹ một trận. Cô trách mẹ đã làm hỏng chuyện tốt của mình. Bà Bang liền muốn xem thằng nào đã làm tổn thương con gái bà. Yuji liền dọa nếu bà đi gặp Se-jun cô sẽ cắn lưỡi tự tử cho bà xem. Nhưng bà Bang nhất quyết không thay đổi quyết định. Ngày đầu đi làm Chae-won trùng hợp gặp Se-jun ở cổng. Lúc này bà Bang cũng đã tới công ty con gái. Bà vô tình trông thấy hai người vui vẻ cười nói đi cùng nhau. Khi bà định chạy ra cà khịa hai bọn họ thì Yuji đứng từ xa đã trông thấy mẹ. Cô bối rối không biết phải làm sao. Biết Chae-won và Se-jun làm việc cùng nhau, bà liền nói đều Chae-won. Bà nói với Chae-won rằng nếu sau này cô có gặt được thành quả thì đừng quên ơn của người mẹ chồng cũ này. Hai người có được ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của bà. Thấy Chae-won không đáp, bà ta càng được nước lấn tới. Bà khoe khoang con trai bà sắp kết hôn với tiểu thư danh giá. Bà muốn chống mắt lên xem cô và con trai bà ai tái hôn trước. Chủ tịch Lee, xin đợi một chút. Nghe thấy những lời này, mặt bà Bang lập tức xanh như đít nhái. Bà run rẩy đánh rơi chiếc túi sách hàng hiệu xuống đất. Bà không ngờ cậu con rể trong mơ của bà lại chính là Se-jun. Lần này thì toang thật rồi. Ban đầu bà chỉ muốn ra mặt thay con gái. Ai ngờ lại động vào ổ kiến lửa. Yuji tức giận kéo mẹ ra ngoài. Đến cả Chae-won cũng không ngờ Se-jun lại có địa vị cao như vậy. Ngày đầu Chae-won đi làm đã bị đồng nghiệp ngó lơ. Họ kỳ thị cô đi cửa sau. Bên này bà Bang vừa về tới nhà vội lôi ảnh cũ ra xem. Bà nhớ lại những chuyện bà đã gây ra cho Se-jun. Hết vu oan giá họa lại sỉ nhục anh thậm tệ. Hơn nữa bà còn tác hợp cho Se-jun và Chae-won về bên nhau. Sau khi biết sự thật bà vô cùng hối hận. Bà đã tự tay bóp nát tương lai của con gái. Tại công ty Yuji tìm gặp Chae-won yêu cầu cô từ chức. Chắc chắn cô đã thừa hưởng ghen trội của mẹ chứ người bình thường không ai hãm như vậy. Chun-gu hẹn Hong Ju ra nói chuyện. Anh nói từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã cảm thấy cô rất kiêu ngạo. Kiểu người như cô đâu đâu cũng có. Anh không muốn kết hôn với một người như cô. Anh hy vọng sau này bọn họ không gặp lại nhau nữa. Không ngờ những lời chế giễu sỉ nhục này của Chun-gu lại khiến đối phương có hứng thú tìm hiểu anh. Đúng là kỳ lạ. Từ khi tới công ty làm việc, Se-jun vốn không thích ăn cơm ở căng tin. Bây giờ anh lại trở thành khách quen ở đây. Vừa về đến nhà Yuji khóc lóc không ngừng. Thấy vậy bà Bang liền an ủi con gái. Cô yên tâm bà sẽ tìm mối khác ngon hơn cho cô. Nhưng ngoài Se-jun ra thì Yuji không muốn người đàn ông nào khác. Sau khi Se-jun tan làm thấy căng tin vẫn sáng đèn liền tới xem thử. Anh vô tình trông thấy Chae-won đang cặm cụi bóc hành. Thấy vậy chủ tịch công ty bèn ngồi xuống bóc hành cùng nhân viên nhà ăn. Kiểu búi tóc của Chae-won khiến anh nhớ tới bạn gái đã qua đời của mình. Khoảnh khắc này ánh mắt anh nhìn cô đã không còn như trước. Buổi tối Chun-gu vô thức lái xe tới nhà Chae-won. Lúc này anh trùng hợp nhìn thấy Se-jun đưa Chae-won về. Thấy vậy anh lập tức xuống xe. Nhưng anh bỗng nhớ lại những lời nói tuyệt tình của Chae-won. Chun-gu cố kìm nén cơn giận. Vừa về tới nhà bà Bang đã báo tin con gái tập đoàn Ta-san muốn nhanh chóng kết hôn với anh. Chun-gu không ngờ sau khi bị anh sỉ nhục cô ả vẫn muốn kết hôn với anh. Chỉ cần Chun-gu kết hôn với Hong-ju, bà Bang sẽ trở thành người mẹ chồng tuyệt vời nhất Hàn Quốc. Sau khi kết thúc buổi họp, chủ tịch không ngừng khen ngợi Chae-won. Ông rất hài lòng với bữa ăn Chae-won nấu. Nhận được lời khen của chủ tịch, Chae-won cảm thấy công sức cô bỏ ra vô cùng xứng đáng. Các đồng nghiệp cũng phải khâm phục nghị lực của cô. Không lâu sau, Yuji tức giận gọi Chae-won ra nói chuyện. Cô bắt Chae-won nghỉ việc ở công ty. Chae-won lại nói cô đã ly hôn với Chun-gu, vì vậy cô và Yuji đã không còn liên quan đến nhau nữa. Cô mong Yuji từ nay về sau không tới làm phiền cô nữa. Hơn nữa Yuji cũng không có quyền đuổi cô. Nhìn thấy Chae-won cứng rắn như vậy, Yuji liền lấy tiền ra để giải quyết. Chỉ cần Chae-won nghỉ việc, cô sẽ kêu mẹ gửi Chae-won một khoản tiền lớn đủ cho Chae-won khởi nghiệp. Hong-ju lại hẹn gặp Chun-gu cầu xin anh cứu cô thoát khỏi gia đình. Cô cũng nói ra sự thật về gia đình cô. Thực ra cô bị cả gia đình ghét bỏ vì cô là kết quả của mối tình vụng trộm của mẹ. Đối diện với sự tin cậy của Hong-ju dành cho mình, Chun-gu đã có chút dao động. Chae-won đang làm việc bỗng nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà hẹn Chae-won xuống dưới cổng công ty nói chuyện. Hóa ra bà tới gặp Chae-won vì chuyện của con gái. Vừa gặp mặt bà đã rút ra 500 triệu won đưa cho Chae-won, sau đó yêu cầu cô phải rời khỏi công ty. Hành động này đã bị phu nhân chủ tịch cũng chính là mẹ Se-jun nhìn thấy. Chae-won chê số tiền này quá ít. Cô sẽ không vì số tiền ít ỏi này mà từ chức. Mặc dù đã ly hôn nhưng mẹ chồng vẫn không chịu buông tha cho Chae-won. Bà đưa Chae-won một số tiền lớn rồi yêu cầu cô nghỉ việc. Xem ra bà muốn dùng tiền để bịt miệng Chae-won. Nhưng Chae-won liền chê số tiền đó quá ít. Bà nghĩ gì mà dùng 500 triệu won để bịt miệng Chae-won.
5 tỷ còn được chứ 500 triệu thì bà ở đó mà mơ. Che Won tuyệt đối không nghỉ việc. Không ngờ cảnh này đã bị phu nhân chủ tịch cũng chính là mẹ của Se Jun nhìn thấy. Ju Ji hùng hổ xông vào phòng làm việc chất vấn Che Won. Cô ả thắc mắc vì sao Che Won không chịu nhận tiền rồi cút khỏi cuộc đời cô. Che Won một lần nữa nhắc lại 5 tỷ cô còn suy nghĩ chứ 500 triệu thì hai mẹ con Ju Ji ở đó mà mơ. Ju Ji sợ Che Won và Se Jun ở bên nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén liền nôn nóng đuổi việc Che Won. Thấy chị dâu cũ mạnh miệng như vậy, Ju Ji 3 phần cay cú 7 phần như ba. Hiện tại Che Won đã không còn yếu đuối để yên cho người ta đè đầu cưỡi cổ như trước nữa. Buổi tối Ju Ji tan làm về nhà liền trách mẹ không sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Ai ngờ con số Che Won đưa ra vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Loại người đó sớm muộn cũng bị vạch trần. Ju Ji trách bà Bang khi xưa không suy nghĩ kỹ đã làm ra những chuyện dại dột. Bà Bang có chết cũng không ngờ mọi việc lại biến tướng thành thế này. Cuối cùng bà cũng ân hận rồi. Bà có nằm mơ cũng không thể ngờ Se Jun chính là cậu con rể vàng bà hằng mong ước. Bà không những vu khống Se Jun mà còn gây sự với anh để đuổi Che Won ra khỏi nhà. Nếu để mẹ Se Jun biết chuyện này thì giấc mộng gả con gái vào gia đình danh giá của bà sẽ tan thành mây khói. Che Won vốn là nhân viên mới, chức vụ cũng không cao. Dưới sự ép rượu của đồng nghiệp, Che Won buộc phải uống vài ly. Không ngờ Se Jun cũng có mặt ở đây. Anh giờ khóc giờ cười khi thấy dáng vẻ say khướt của Che Won. Sau khi uống say, Che Won tự mình đi bộ về nhà. Se Jun lặng lẽ đi theo sau cô. Thấy cô sắp ngã, anh vội chạy tới đỡ cô. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Mỗi lần Che Won gặp khó khăn, anh đều có mặt không trượt phát nào. Se Jun nói để anh đưa Che Won về. Đương nhiên Che Won cũng vui vẻ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Ju Ji vừa tới phòng làm việc thì nhìn thấy một hộp canh trên bàn làm việc của Se Jun. Trên đó còn có tờ giấy cảm ơn Se Jun của Che Won. Che Won đã nấu canh tẩm bổ cho Se Jun để cảm ơn anh tối qua đã đưa cô về nhà. Nhìn thấy tờ giấy, Ju Ji tức không thở nổi. Sau đó cô ả lập tức bóp nát tờ giấy nhớ rồi mang bình canh đi. Se Jun trách Che Won không cảm ơn anh. Che Won liền nói chẳng phải cô đã nấu canh tẩm bổ đặt trên bàn làm việc của anh sao. Nhưng Se Jun không thấy hộp canh nào trên bàn hết. Nhìn thấy hai người họ cười nói vui vẻ, Ju Ji lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cô tự nhủ bản thân sẽ không tiếp tục làm ngơ để họ chim chuột như vậy được. Bên này bà Bang cuối cùng cũng đã được như ý nguyện. Vừa tống cổ cô con dâu nghèo ra khỏi nhà đã lập tức tìm được vợ mới cho con trai. Chun Gu cũng chiều lòng mẹ cưới cô Thiên Kim trước mặt về làm vợ. Anh không quên nhắc nhở Hong Ju mẹ anh là một người không dễ đối phó. Một khi Hong Ju đã kết hôn với anh thì những ngày tháng sau này của cô sẽ vô cùng tăm tối. Hong Ju liền hỏi Chun Gu có yêu cô không, có muốn về nhà với cô không. Chun Gu liền đáp để anh về nhà hỏi mẹ anh đã. Bà Bang vừa trông thấy Hong Ju thì vui như vớ được vàng. Bà ân cần hỏi han chăm sóc Hong Ju. Xem ra bà Bang rất ưng ý cô con dâu này. Bà mẹ chồng này đúng là chúa thể tát nước theo mưa, gió chiều nào cũng xoay theo được. Địa vị gia đình nhà con dâu là thứ quyết định bà ta sẽ là bà mẹ chồng quái thai hay người mẹ chồng dịu hiền ấm áp. Buổi tối Chun Gu lại tới nhà Che Won. Anh báo cho Che Won biết tin anh sắp kết hôn. Hơn nữa anh còn có một câu hỏi muốn hỏi cô. Anh muốn biết anh và Che Won thật sự không thể bắt đầu lại từ đầu hay sao? Che Won khẳng định tình cảm giữa hai người họ thật sự đã kết thúc. Nhưng Chun Gu thật sự không thể quên được Che Won. Che Won thẳng thắn dập tắt hy vọng của Chun Gu. Giữa bọn họ không còn mối liên hệ nào nữa. Chun Gu vẫn còn rất yêu vợ cũ. Trước khi chào từ biệt, anh muốn ôm Che Won cái ôm cuối cùng. Cuối cùng anh dặn dò Che Won phải sống thật tốt. Về tới nhà, Chun Gu báo cho mẹ biết anh đồng ý với cuộc hôn nhân bà sắp đặt. Thấy con trai cuối cùng cũng đã đồng ý, bà Bang vui như được mùa. Cuối cùng bà cũng có thể kết thông gia với tập đoàn Tasan. Bà bảo Ju Ji hãy véo bà một cái để bà xác nhận xem là thật hay là mơ. Quả nhiên đây là sự thật. Ngày hôn lễ được diễn ra, bà Bang cười không khép được miệng khi thấy cô tiểu thư danh giá sắp thành con dâu nhà mình. Nhưng không ngờ vào ngày vui như vậy, cô con dâu yêu quý lại bế theo một chú chó nhỏ. Bà cực kỳ sợ chó. Hong Ju vui vẻ đưa chú chó cho bà Bang bế thử. Ai ngờ vừa trông thấy chú chó, bà Bang liền sợ hãi ngã xuống đất. Bà trách Hong Ju thấy mẹ chồng ngã không đỡ lại đi đuổi theo một con chó. Vừa bước xuống xe đã vô tình nhìn thấy Che Won. Trái tim anh bỗng chốc loạn nhịp. Hong Ju thấy chồng nhìn người phụ nữ khác say đắm cũng không tỏ ra bất ngờ. Thấy vậy, Che Won liền quay người bỏ đi để lại Chun Gu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Hong Ju nhắc nhở Chun Gu mau chóng vào lễ đường. Khoảnh khắc này đã báo hiệu cuộc hôn nhân của họ sẽ chẳng thể yên bình. Che Won ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Thì ra cô tới để tham gia hoạt động giao lưu học thuật. Không ngờ cô lại gặp Ju Ji trong nhà vệ sinh. Vừa nhìn thấy chị dâu cũ, cô ta lại bắt đầu cà khịa. Cô và mẹ rất vui vì cuối cùng gia đình họ đã tìm được một người chị dâu môn đăng hộ đối. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Ngọn cỏ bên đường đừng mơ với được mây. Trong ngày kết hôn, Chun Gu lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Anh một mình ngồi uống rượu giải sầu. Mẹ anh thấy vậy vội chạy tới ngăn con trai. Chun Gu xin mẹ hãy hủy bỏ hôn lễ này. Anh thật sự không thể kết hôn với người phụ nữ khác. Trong trái tim anh vẫn còn hình bóng của Che Won. Anh thật sự không thể làm được chuyện này. Anh liên tục van xin mẹ hủy bỏ hôn lễ. Bà Bang đương nhiên không đồng ý. Bà nói nếu bây giờ hôn lễ bị hủy thì bà nhảy xuống sông Hàn chết quách đi cho xong. Nhưng Chun Gu không đủ tình cảm để kết hôn với Hong Ju. Bà Bang rót cho con trai một ly rượu bắt anh uống hết để lấy tinh thần. Bên này khi Che Won tham gia hoạt động học thuật ở tầng trên đã vô tình chạm trán cô dâu. Hong Ju lập tức liếc nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Trong văn phòng, Se Jun liên tục nhìn đồng hồ. Thấy hoạt động Che Won tham gia sắp kết thúc liền muốn tới đó mời cô đi ăn.
Hôn lễ kết thúc, hai bên gia đình tiễn cặp vợ chồng trẻ đi nghỉ tuần trăng mật. Đúng lúc này Se Jun cũng đã tới khách sạn. Thấy Se Jun tới, Ju Ji vội chạy đi nấp. Nếu để Se Jun biết bọn họ là người một nhà thì giấc mộng được gả cho anh của cô sẽ lập tức tan biến. Bà Bang nhìn thấy Se Jun cũng vô cùng căng thẳng. Bà vội đi tới chào hỏi, nhưng anh chẳng có chút cảm tình nào với loại người ác độc như bà. Che Won thấy Se Jun xuất hiện ở đây thì vô cùng ngạc nhiên. Se Jun mời cô đi ăn. Ju Ji lén đi theo hai người họ tới tận quán ăn. Trong suốt 3 năm làm việc cùng nhau, đây là lần đầu tiên cô trông thấy Se Jun cười vui vẻ như vậy. Hai người họ chỉ mới quen nhau thôi, vì sao Se Jun có thể cười nói vui vẻ với Che Won như vậy? Se Jun biết chắc chắn hôm nay Che Won đã chứng kiến hôn lễ của chồng cũ. Mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng Che Won vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Se Jun đưa cô đi đánh bóng chảy. Anh dạy cô cách chút hết muộn phiền trong lòng, sau đó đánh vào quả bóng. Về tới nhà, Che Won thấy bố tinh thần bất ổn thì vô cùng lo lắng. Hỏi ra mới biết mối tình của bố và bà chủ quán rượu đã bị mọi người kịch liệt phản đối. Mặc dù Che Won đã từng đau khổ vì tình yêu, nhưng cô luôn hy vọng bố có thể tìm được một nửa của đời mình. Lúc Che Won chuẩn bị đi ngủ thì Chun Gu gọi điện quấy rối cô. Anh nói với Che Won rằng anh rất sợ vợ. Trăng lên đỉnh núi trăng tà, cưới về mới biết cô vợ mới này quái thai cực kỳ. Anh không thể chấp nhận được cô vợ này. Che Won bảo anh đừng nói như vậy rồi trực tiếp cúp máy. Lúc này Hong Ju đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Cô đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Sao cô có thể nhịn được cục tức này? Cô lập tức hủy tuần trăng mật đi thẳng về nhà. Lúc này bà Bang đang ung dung thử đồ hồi môn của con dâu. Càng thử bà càng thấy vui sướng. Sau đó bà nhìn chiếc nhẫn kim cương, nói bà đã vô tình tìm thấy nó trong túi áo lông chồn. Ju Ji liền nói bà Bang quả nhiên đã trúng mánh rồi. Đang vui vui vẻ vẻ thì bà trông thấy con trai ủ rũ xách vali về nhà. Còn con dâu mới đã một thân một mình tới khách sạn ngủ. Tâm trạng đang vui như Tết liền bị cậu con trai quý tử làm cho tức chết. Như thế này thì bà biết ăn nói thế nào với ông bà thông gia. Hôm sau Ju Ji bắt đầu lên kế hoạch hãm hại Che Won. Cô ả lén tặng Che Won một giỏ quà. Bên trên giỏ quà còn viết tên của Se Jun, khiến đồng nghiệp dị nghị mối quan hệ của hai bọn họ. Bà Bang nôn nóng bắt con trai đi đón con dâu về. Không còn cách nào khác, Chun Gu đành tới xin lỗi vợ. Anh cầu xin cô hãy về nhà cùng anh. Không ngờ lúc này mẹ vợ anh cũng đi tới khách sạn. Bà ta thẳng tay tát mạnh vào mặt con gái. Bà nói con gái đã lấy chồng cũng như bát nước đổ đi. Bà cũng đã hết trách nhiệm với cô. Vậy nên cô hãy sống lặng lẽ như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bà. Đừng gây ra bất cứ phiền phức nào cho bà. Gia tộc tài phiệt ai nấy đều máu lạnh. Không ngờ mẹ ruột lại đối xử tàn nhẫn với con gái như vậy. Điều này khiến Chun Gu nhận ra mẹ vợ còn kinh khủng hơn mẹ anh gấp trăm lần. Trên đường đi làm, Che Won vô tình đụng trúng nhân chủ tịch. Cô vô ý làm đổ cà phê lên người bà. Bà nhận ra Che Won là chị dâu của Ju Ji thì tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Che Won định lau cà phê trên váy cho bà thì bà thách cô bỏ cái tay ra. Ju Ji vừa ra khỏi thang máy đã thấy phu nhân đang đứng cùng chị dâu cũ. Nếu để phu nhân biết Che Won là chị dâu của Ju Ji thì cô chết chắc. Ju Ji vội chạy tới tách hai người ra. Cô bắt đầu bày kế ly gián. Cô nói Che Won vì muốn kết hôn với anh trai cô đã bày ra đủ trò xấu xa. Hơn nữa Che Won còn ép anh trai cô phải kết hôn. Thậm chí cô còn nói trong công ty Che Won là cao thủ tình trường. Lúc trước ở công ty của mẹ cô, Che Won cũng từng bắt cá nhiều tay, một chân đạp mấy thuyền. Lúc này bà Bang đang phấn khởi tiếp đón thông gia tới thăm nhà. Bà thông gia còn dẫn theo quản gia tới để chăm sóc con gái, nhưng mục đích chính là giám sát nhất cử nhất động của gia đình thông gia. Mặc dù không thoải mái nhưng bà Bang cũng không tiện từ chối. Bên này Se Jun thuận đường muốn đưa Che Won về. Nhớ lại những lời nói lúc sáng của Ju Ji, Che Won do dự không bước lên xe. Se Jun liền bảo cô nhanh cái chân lên. Trên xe, Che Won bỗng hỏi Se Jun thích cô sao. Câu hỏi này khiến cả hai đều ngượng ngùng. Mặc dù Se Jun thích cô thật, nhưng đối diện với câu hỏi thẳng thắn như vậy, anh cũng không dám thừa nhận. Se Jun hỏi có phải Che Won đang say không. Che Won nói cô không say, cô chỉ đang nói linh tinh thôi. Che Won tiếp tục hỏi đối phương tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Se Jun cũng tìm ra một cái cớ thích hợp. Anh nói vì cả cô và anh đều đối đều với bà Bang, mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình đồng chí mà thôi. Che Won trách bản thân đã nghĩ quá nhiều. Trên đường về nhà, Che Won trông thấy bố và bà chủ quán rượu đi cùng nhau. Nhìn thấy hai người vui vẻ hòa hợp, cô cũng cảm thấy vui cho họ. Lúc này Chun Gu cũng đã đưa Hong Ju về tới nhà. Bà Bang trách con dâu nói chuyện với người lớn mà không nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng thấy con dâu không vui, bà vội xuống giọng nhún nhường. Quản gia bên cạnh nhắc nhở Hong Ju đã tới giờ đi ngủ. Nhà tài phiệt có quá nhiều quy tắc khiến mẹ chồng không thích nghi kịp. Thấy Chun Gu vẫn đang ngồi uống trà, quản gia liền hỏi vì sao anh không đi cùng vợ. Vốn dĩ Chun Gu vẫn chưa buồn ngủ, nhưng nghe quản gia hỏi vậy anh lập tức đi vào phòng. Tôi nói bà nghe này, chủ tịch đang gọi tôi sao? Không cô thì còn ai vào đây? Sau này hãy gọi tôi là quản gia Kim. Nghe tới đây, bà Bang cảm thấy bà đã rước hai thứ dở hơi về nhà. Vừa về đến nhà, phu nhân đã kể với chồng và con trai rằng cô chị dâu hám danh lợi của Ju Ji đã tới công ty nhà họ làm việc. Sau khi bị hai mẹ con Ju Ji tẩy não, trong mắt bà Che Won chính là một người phụ nữ xấu xa. May mà chủ tịch Lee là người thấu tình đạt lý. Ông trách vợ suốt ngày tin vào mấy lời bịa đặt không có căn cứ từ một phía. Vừa về tới phòng, Se Jun liền nhớ lại câu hỏi của Che Won. Anh thắc mắc vì sao cô lại hỏi thẳng anh như vậy. Rốt cuộc cô quá ngây thơ hay quá mặt dày? Trong bữa cơm đầu tiên với gia đình nhà chồng, Hong Ju không những không ăn cùng mọi người mà còn ngồi đút đồ ăn cho chó ngay trên bàn ăn. Bà Bang của trách cô nếu không muốn ăn có thể ngồi gắp đồ ăn cho chồng. Đừng suốt ngày ôm chó không rời như thế.
Hong Ju im lặng không đáp khiến bà ngán mặt. Bà Bang tức giận kéo con trai vào phòng chê cô con dâu mới khó dạy. Dường như bà đã quên mất cô con dâu mới này do đích thân bà thỉnh về. Trong công ty mọi người đồn ầm rằng Che Won đang hẹn hò với Se Jun. Mọi người cảm thấy Che Won thật may mắn. Đứng phía sau nghe được tin đồn về mình, Se Jun chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhớ lại lời nói của Che Won, anh liền cảm thấy có gì đó không ổn. Anh lập tức tới văn phòng tìm Che Won. Vừa tới nơi anh liền nhìn thấy một giỏ quà. Bên trên còn có một tấm thiệp ghi tên anh. Che Won đang bê một nồi canh to đùng trong nhà ăn thì thấy đồng nghiệp báo Se Jun đang tìm cô. Cô không cẩn thận làm đổ nồi canh. Se Jun vội đưa cô tới bệnh viện. Cảnh tượng này đã bị Ju Ji bắt gặp. Cô ả vội tới nhà bếp hỏi rõ tình hình. Vừa tới nơi cô vô tình nhìn thấy điện thoại của Che Won. Trong đầu cô lập tức nảy lên một ý nghĩ xấu xa. Sau khi kiểm tra và xử lý vết thương, bác sĩ báo Che Won không gặp vấn đề quá nguy hiểm. Sau đó anh bảo người nhà cô hãy quầy làm thủ tục thanh toán viện phí. Se Jun vội chạy đi thanh toán. Anh vừa rời đi thì Ju Ji cũng đã tới bệnh viện. Cô lén lấy điện thoại chụp ảnh Che Won. Xong việc, cô ả đặt điện thoại ngay ngắn trên bàn làm việc của Che Won. Vừa từ bệnh viện trở về, Che Won liền phát hiện tài khoản của cô đã đăng ảnh cô và Se Jun lên diễn đàn của công ty, thậm chí còn viết thêm một dòng trạng thái mùi mẫn. Điều này khiến Se Jun vô cùng tức giận. Anh thật sự thất vọng về cô, xem ra anh đã nhìn nhầm cô rồi. Sau đó Che Won phát hiện việc này do cô em chồng quái thai của cô gây ra, nhưng cô không có chứng cứ buộc tội Ju Ji. Ju Ji nói cô đã cảnh cáo Che Won nhưng Che Won không nghe. Nếu Che Won ngoan ngoãn rời khỏi công ty ngay từ đầu thì bây giờ đã không phải mất mặt như vậy. Che Won mắng Ju Ji là con đàn bà bỉ ổi. Ju Ji liền nói vì Se Jun cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô ả khuyên Che Won nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nhưng Che Won cũng để yên cho Ju Ji bắt nạt cô như trước kia. Vừa về đến văn phòng, Che Won liền gọi điện giải thích với Se Jun rằng bài viết trên diễn đàn không phải do cô viết. Cô nói Ju Ji đã ăn cắp tài khoản cô để hãm hại cô. Cô cũng nói Ju Ji là em gái của chồng cũ cô. Nói một thôi một hồi nhưng Se Jun vẫn không quan tâm đến lời cô nói. Cô cũng không muốn giải thích thêm nữa. Cô cảm thấy bây giờ giải thích cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bà Bang vì muốn con gái được gả cho Se Jun nên đã quyết tâm xây dựng hình tượng mới trong mắt anh. Bà liên tục kể khổ, sau đó xin anh hãy chiếu cố con dâu Che Won của bà. Bà cực kỳ hối hận về những hành vi bà đã gây ra cho cô. Nói xong bà khóc lóc y như thật. Trong công ty, Che Won vô tình gặp Se Jun đang đợi thang máy. Hai người vẫn chưa làm hòa nên không ai nói với ai câu gì. Để trốn tránh bầu không khí ngượng ngùng, Che Won quyết định đi thang bộ. Bên này hai mẹ con Ju Ji hẹn nhau tới quán cà phê nói chuyện. Ju Ji hỏi mẹ Se Jun đã có cái nhìn khác về gia đình họ chưa. Bà Bang khẳng định Se Jun đã có cái nhìn khác về bà. Bà diễn tới nỗi nước mắt nước mũi chảy thành sông luôn cơ mà. Về tới nhà, bà Bang hy vọng con dâu có thể nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu nội. Không ngờ cô con dâu mới này lại thẳng thắn từ chối đề nghị của bà. Hong Ju nói cô không muốn sinh con. Nghe được những lời này, mẹ chồng tức suýt ngất. Vừa đuổi được cô con dâu nghèo đi lại rước phải một cô con dâu không biết điều. Xem ra cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu lại sắp bắt đầu. Cô thật sự không muốn sinh con vì cô sợ con cô sẽ mắc bệnh di truyền. Thật ra cô gái này cũng rất đáng thương. Buổi tối khi Che Won tăng ca hoàn thành nốt công việc, cô bỗng nghĩ Se Jun chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi đã đổ oan cho cô là người phụ nữ xấu xa. Điều này khiến cô vô cùng thất vọng. Lúc này bà Bang xuống nước tới phòng con trai để nói chuyện với con dâu mới, nhưng tới phòng bà không thấy cô đâu. Bà bỗng nhớ con dâu từng nói cô lấy chồng chứ không phải làm cái máy đẻ cho gia đình bà. Bà liền nghi ngờ con dâu đã uống thuốc tránh thai. Bà bắt đầu lục lọi khắp nơi không ngờ bị con dâu bắt tại trận. Hong Ju bảo bà hãy ra khỏi phòng cô trước khi cô báo cảnh sát. Tuy họ là người một nhà nhưng bà không thể vào phòng của cô lục lọi mà không có sự cho phép của cô. Xem ra cô con dâu mới này không dễ bắt nạt giống Che Won. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuối cùng bà mẹ chồng độc ác này cũng đã gặp được đối thủ. Sau đó Hong Ju khóc lóc ỉ ôi với chồng. Cô nói có lẽ do cô quá kinh sợ nên hiện tại cảm thấy rất khó thở. Trong cuộc chiến này mẹ chồng rõ ràng yếu thế hơn hẳn. Chun Gu trách mẹ tối ngày chỉ biết gây chuyện với con dâu. Lúc này Che Won bắt gặp Se Jun đi cùng Ju Ji. Ju Ji còn cố tỏ ra thân thiết với Se Jun trước mặt Che Won. Sau khi tan làm, Che Won lại nhận được điện thoại của Chun Gu. Cô cầu xin anh đừng làm phiền cô nữa. Cô nói nếu vợ anh biết chuyện sẽ rất buồn. Che Won vẫn cảm giảm về anh khiến anh cảm động rơi nước mắt. Che Won cũng cạn lời. Cô lập tức tắt máy. Chun Gu vẫn không thể quên được Che Won. Tại quán bar, Ju Ji đã hỏi Se Jun một câu hỏi rất kỳ lạ. Cô nói nếu anh biết cô đã phạm phải tội đầy đình liệu anh có còn đối xử với cô giống như hiện tại hay không. Sau đó Ju Ji mượn rượu bày tỏ nỗi lo trong lòng. Cô sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra mẹ cô chính là bà ba người đã vu oan giá họa cho anh. Bỗng chuông điện thoại của Ju Ji vang lên. Ju Ji đã uống say tới nỗi không thể nghe máy. Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy? Tôi là tiền bối của Ju Ji, tôi tên Lee Se Jun. Thấy xe của Se Jun sắp tới cửa nhà, bà Bang vội vàng tránh đi. Ngồi trong xe, Se Jun bỗng nhớ lúc trước anh đã từng đưa Che Won về đây. Đây hình như là nhà chồng cũ của Che Won. Anh thắc mắc liệu mẹ chồng Che Won có phải là mẹ ruột của Ju Ji. Chồng cũ của Che Won là anh trai của Ju Ji. Cô em gái chồng bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt chị dâu cũ. Hóa ra cô muốn bêu diếu Che Won trước mặt Se Jun. Se Jun vốn đã hiểu lầm Che Won là một người phụ nữ tâm cơ. Nay thấy cảnh tượng này anh lại càng hiểu lầm cô. Anh không ngờ Che Won có dã tâm lớn đến như vậy. Anh cũng đã sớm không còn hứng thú với cô nữa. Hơn sự thất vọng chính là tuyệt vọng. Bị oan chính là một chuyện vô cùng đau khổ.
huống hồ lại bị chính người mình thích vu oan. Nghĩ đến đây, Che Won liền bật khóc. Khi Se Jun đưa Ju Ji về nhà, lại tình cờ phát hiện Ju Ji là em chồng của Che Won. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Ju Ji biết hôm qua Se Jun đã đưa cô về khiến cô rất lo lắng. Cô sợ Se Jun phát hiện cô là em chồng của Che Won. Lúc này mẹ chồng lại bắt đầu trách mắng Che Won. Bà chửi Che Won là một đứa con gái cố chấp. Bà đã cho một khoản tiền lớn như vậy vẫn không chịu rời khỏi công ty. Lúc này Ju Ji lại muốn thêm dầu vào lửa. Vì muốn chiếm được Se Jun, cô nhất định phải đuổi việc Che Won. Sáng sớm tinh mơ, Che Won đã chăm chỉ kiểm tra chất lượng của rau xanh. Se Jun đứng ở xa nhìn về phía cô, nhưng cảnh này lại bị Ju Ji nhìn thấy. Cô lại bắt đầu nói những lời nói khó nghe về Che Won. Cô không ngờ sau khi Che Won tự biên tự diễn ra chuyện Che Won hẹn hò với Se Jun vẫn dám vác mặt đi làm. Cô cảm thấy Che Won đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Se Jun thắc mắc vì sao Ju Ji lại hiểu rõ Che Won như vậy. Câu hỏi này khiến Ju Ji không biết phải trả lời như thế nào. Một công nhân của công ty đột nhiên tặng quà cho Che Won. Cháu trai của cô ấy muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên của công ty. Cô cầu xin Che Won giúp đỡ cháu trai cô. Cô công nhân tin rằng Che Won có quan hệ với giám đốc công ty. Tuy nhiên cảnh này đã bị cấp dưới của Se Jun bắt gặp. Ngày hôm đó mẹ của Se Jun và mẹ chồng của Che Won có hẹn với nhau. Vì vậy bà đã kêu Se Jun đưa Ju Ji tới đó. Se Jun sớm đã biết quan hệ giữa họ và Che Won. Để tránh mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, anh quyết định nhân cơ hội này sẽ công khai tất cả sự thật. Mẹ Se Jun nói một lát nữa Se Jun sẽ đưa Ju Ji tới đây. Nghe xong bà Bang liền hoảng loạn. Bà vội lấy cớ muốn đi vệ sinh để gọi điện cho con gái. Ju Ji đang ngồi trên xe của Se Jun thấy mẹ gọi điện thoại đến cũng cảm thấy hoang mang. Se Jun đã biết mối quan hệ của họ từ lâu nhưng vẫn cứ để yên cho Ju Ji diễn kịch. Bà và mẹ Se Jun có hẹn cùng nhau dùng bữa trưa. Vừa tới nơi bà đã nghe nói Ju Ji và Se Jun cũng sắp tới. Vì vậy bà mới lo lắng lập tức chạy ra ngoài gọi điện báo cho Ju Ji. Nói xong bà mẹ chồng độc ác quay trở lại bàn ăn nói với mẹ Se Jun rằng công ty có việc đột xuất cần bà phải quay về xử lý. Không ngờ bà vừa bước chân ra khỏi cửa thì xe của Se Jun cũng đã đến nơi. Bà nhanh chóng nấp ở sau xe. Ju Ji làm việc xấu nên chột dạ, cô uống ngụm nước cũng bị sặc. Lúc này lại có một nhân viên nữa đến đưa quà cho Che Won. Anh mong Che Won giúp anh thuyết phục giám đốc để anh làm việc ở trụ sở chính của công ty. Tuy nhiên cảnh này lại bị cấp dưới của Se Jun nhìn thấy. Anh nhanh chóng báo lại với Se Jun. Anh nói rằng Che Won dựa vào địa vị của giám đốc để nhận hối lộ của mọi người trong công ty. Việc này khiến Se Jun vô cùng tức giận. Che Won nói với nhân viên trong bếp ăn rằng cô và giám đốc không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng mọi người đều không tin lời cô nói. Không có quan hệ gì mà ngày lễ tình nhân giám đốc lại tặng kẹo cho cô. Hơn nữa cô còn đăng những tấm ảnh ngọt ngào đó lên mạng xã hội. Nói hai bọn họ không có quan hệ gì thì chỉ có thể lừa trẻ con. Đúng lúc này Se Jun cũng tới tìm Che Won để hỏi rõ mọi chuyện. Anh nói Che Won không những tự đa tình tự mua quà cho bản thân, tự đăng ảnh cô và anh lên mạng. Bây giờ còn dùng danh nghĩa của anh để nhận hối lộ trong công ty. Anh thật sự rất thất vọng về cô. Cảm giác bị người khác vu oan thật sự rất khó chịu. Che Won tìm cô em chồng Ju Ji. Che Won thật sự đã bị chọc giận. Cô muốn nói ra mối quan hệ của cô và Ju Ji cho Se Jun biết. Nhưng Ju Ji vừa nhìn thấy Se Jun đang đi tới liền trực tiếp quỳ xuống đất. Cô muốn nhân cơ hội này khiến Se Jun càng hiểu lầm Che Won hơn. Cô đe dọa cô sẽ đi tìm Se Jun để nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng lúc này Se Jun đột nhiên xuất hiện. Anh nói Che Won không cần nói nữa. Anh đã biết mối quan hệ chị chồng em dâu của hai bọn họ. Lúc trước anh còn muốn biết rốt cuộc Che Won có dã tâm lớn như thế nào. Nhưng hiện tại anh không còn hứng thú nữa rồi. Hơn cả sự thất vọng chính là tuyệt vọng. Những câu nói này của Se Jun khiến Che Won không nhịn được mà khóc nức lên. Ju Ji nói với bà Bang rằng Se Jun đã biết hai người là mẹ con. Cô cũng không còn hy vọng có thể ở bên Se Jun nữa. Se Jun một mình mượn rượu giải sầu. Anh trách Che Won khiến anh thất vọng tràn trề. Anh không hiểu vì sao Che Won có thể lợi dụng tình cảm của anh. Che Won bị vu oan liền tới sân bóng chảy xả giận. Ngày hôm đó Se Jun uống say nhìn nhầm Ju Ji thành bạn gái cũ của anh nên đã hôn cô. Tuy nhiên cảnh này đã bị Che Won nhìn thấy. Thấy vậy Ju Ji lại càng giả vờ hôn mãnh liệt hơn nữa. Ju Ji đã lợi dụng người khác để công kích Che Won. Cô cũng không quên mỉa mai người đã từng là chị dâu của cô. Cho dù thân phận của cô đã bị vạch trần nhưng Se Jun vẫn yêu cô. Chắc Che Won đang cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng vừa rời đi Ju Ji bật khóc. Cô không cam tâm đánh mất nụ hôn đầu như vậy. Cô uất ức vì Se Jun nhầm cô với người yêu cũ của anh. Che Won tự an ủi bản thân rằng chuyện Se Jun và Ju Ji hôn nhau chẳng liên quan gì đến cô. Ju Ji đưa Se Jun về nhà. Lúc này Ju Ji vẫn nước mắt tràn trề. Mẹ Se Jun thấy vậy liền hỏi Ju Ji bị làm sao. Ju Ji liền kể lại chuyện Se Jun uống say nhìn nhầm cô thành bạn gái cũ của anh. Chuyện này khiến mẹ Se Jun cực kỳ xấu hổ. Bà nhanh chóng thay Se Jun xin lỗi cô. Thấy con gái muộn như vậy mới về khiến bà mẹ chồng độc ác vô cùng lo lắng. Vừa vào tới phòng Ju Ji liền thu dọn quần áo dự định bỏ nhà ra đi. Cô nói cô rất yêu Se Jun. Cô không thể sống thiếu Se Jun. Se Jun chính là tất cả của cuộc đời con. Nhìn thấy con gái đau lòng như vậy bà Bang cũng chỉ có thể an ủi cô. Bà nói để cô và Se Jun có kết quả tốt thì cho dù bà có phải quỳ gối van xin Se Jun bà cũng sẽ làm. Nếu hai mẹ con họ sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đầu họ đã không làm nhiều chuyện xấu như vậy. Đây chẳng phải là báo ứng sao? Sau khi tỉnh rượu Se Jun cũng đã biết những chuyện sai trái bản thân gây ra.
Anh cảm thấy bản thân vô cùng đáng trách. Nhân lúc cả nhà đều đã ngủ say, Yuji đem hành lý lên xe rời khỏi nhà. Nhìn thấy tờ giấy con gái để lại, bà mẹ chồng độc ác vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau, bà đích thân đến gặp Sejun. Bà trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh cầu xin anh hãy cứu mẹ con bà. Sau đó bà nói Sejun đã để lại tờ giấy rồi bỏ nhà ra đi. Bà cầu xin anh đừng bỏ con gái của bà. Tất cả chuyện xấu đều là do một mình bà làm. Trong chuyện này Yuji không hề có lỗi. Vừa xuống đến tầng 1, bà mẹ chồng độc ác lại vô tình gặp Chaewon. Vừa gặp bà đã mắng Chaewon xối xả. Bà nói Yuji bỏ nhà ra đi đều do Chaewon gây ra. Chính vì cô cứ ở lì lại công ty mới khiến con gái bà gặp chuyện. Không những thế bà còn mỉa mai Chaewon. Trên đời nhiều đàn ông như thế hà cớ gì cô cứ phải bám lấy Sejun. Chaewon không muốn phí lời với bà. Lúc này Sejun cũng đi xuống trả lại túi sách cho bà. Sejun vừa xuất hiện bà lại đóng vai một người mẹ chồng tốt bụng. Sejun hỏi Chaewon chẳng lẽ cô không muốn giải thích mấy lời đồn trong nội bộ công ty sao? Cô nói cô không có ý định giải thích với những người không tin tưởng cô. Vừa tới phòng làm việc, đồng nghiệp liền nói với Chaewon rằng nhà cung cấp thực phẩm muốn mời cô đi ăn tối. Anh muốn hẹn hò riêng với Chaewon, nhưng Chaewon lại trực tiếp từ chối. Cô nói chỉ cần anh cung cấp thực phẩm chất lượng thì cho dù là không có giao tình tốt bọn họ cũng sẽ hợp tác vui vẻ. Đồng nghiệp cảm thấy cô rất cổ hủ. Chaewon luôn chăm chỉ làm việc nên hôm nào cũng ở lại công ty tăng ca. Lúc này cô lao công đang làm việc đi tới xin một cốc nước uống. Biết họ tăng ca vẫn chưa ăn gì, Chaewon liền trực tiếp vào bếp nấu mì cho các cô lao công. Không ngờ mì cô nấu nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người. Sejun chứng kiến toàn bộ chuyện này, anh cũng muốn lấy một cốc ăn thử. Sau khi bỏ nhà đi, Yuji một mình ngồi bên bờ biển. Cô lặng lẽ nghe tin nhắn để lại của mẹ và Sejun. Cô cảm thấy chuyện tình cảm của cô và Sejun không thể có tiến triển. Vừa về đến nhà, bố của Sejun đã lập tức lên cơn thị nộ. Ở công ty, ông đã nghe được chuyện Sejun và Chaewon đang yêu nhau. Hơn nữa, ông còn biết chuyện Chaewon mượn danh nghĩa của Sejun để nhận hối lộ. Lúc này, mẹ Sejun cũng nhớ tới một người. 5 tỷ còn được chứ 500 triệu thì bà ở đó mà mơ. Thật sự xin lỗi, tôi là chuyên gia dinh dưỡng ở nhà ăn, tên tôi là Min Chaewon. Mẹ của Sejun tới công ty tìm Chaewon. Bà không nói lời nào, trực tiếp tát Chaewon một cái thật mạnh. Chaewon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không để Chaewon giải thích, bà lại tát cô một cái nữa. Chaewon tò mò muốn biết lý do vì sao cô bị ăn tát. Phu nhân liền nói cô không đủ tư cách để trêu đùa tình cảm con trai bà. Bà không ngờ Chaewon dám tự biên tự diễn chuyện tình cảm với Sejun. Cô cảm thấy con trai tôi và gia đình tôi dễ bị bắt nạt thế sao? Lúc phu nhân định tát Chaewon thêm một cái nữa liền bị Sejun chạy tới ngăn lại. Sejun trách mẹ vẫn tính nào tật nấy không chịu thay đổi. Anh thật sự cảm thấy thất vọng về mẹ mình. Vị phu nhân nhìn có vẻ đoan trang này chắc rằng tương lai sẽ lại là một bà mẹ chồng độc ác. Sejun nhanh chóng đuổi theo Chaewon. Anh muốn nói chuyện tử tế với cô nhưng cô từ chối. Ngồi trên xe buýt, Chaewon nghĩ lại những chuyện cô gặp phải sau khi ly hôn, những lời sỉ nhục của mẹ Sejun, những lời vu oan giá họa của Yuji và những lời đe dọa của mẹ chồng cũ. Cô cứ ngỡ rời khỏi căn nhà kinh khủng đó thì cô có thể có được một cuộc đời mới. Cô tưởng bản thân đã chạy rất xa nhưng quay đầu lại vẫn là điểm ban đầu. Lúc này Sejun lái xe đến trước cửa nhà Chaewon đợi cô. Trong lòng anh áy náy không thôi. Anh muốn nói chuyện tử tế với Chaewon, nhưng Chaewon nói anh không cần xin lỗi cô. Làm gì có sự nhạo báng và sỉ nhục nào mà cô chưa từng trải qua. Cô cảm thấy cô và anh không còn chuyện gì để nói. Sejun vừa về tới nhà, bố anh đã liên tục trách mắng anh. Ông không muốn trong công ty có thêm bất kỳ tin đồn nào giữa anh và Chaewon. Bởi vì quá kích động nên bệnh tim của ông tái phát. Sau đó Sejun và mẹ nhanh chóng đưa bố vào bệnh viện cấp cứu. May mà cấp cứu kịp thời nên cũng không ảnh hưởng tới tính mạng. Chaewon đi làm vô tình gặp Sejun ở trong thang máy. Không ngờ trong thang máy ngoài hai bọn họ còn có bố của người bạn gái đã qua đời của Sejun. Hơn nữa ông còn đang ôm hũ cho cốt của con gái. Hóa ra vợ ông gần đây luôn nằm mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ con gái nói với mẹ cô là cảm thấy rất ngột ngạt. Cô cầu xin mẹ hãy đưa cô đến một nơi thật xa. Vì vậy bố của bạn gái cũ đã quyết định sẽ đem cho cốt của con gái giải xuống sông. Ông hy vọng con gái có thể đi đến nơi cô muốn đến. Nghe vậy Sejun cảm thấy vô cùng có lỗi với bạn gái cũ. Anh xin lỗi cô vì thời gian gần đây đã không nhớ tới cô. Chuyện Yuji bỏ nhà ra đi khiến bà Bang vô cùng khó chịu. Bà nghĩ đến nước này bà không thể giấu con trai nữa. Bà nói với Chungu rằng người Yuji muốn hẹn hò chính là Sejun. Ngày trước bà đã vu oan Sejun ngoại tình với Chaewon. Nghe vậy Chungu liền nổi giận đùng đùng. Sejun không những ngoại tình với vợ anh mà hiện tại còn khiến em gái anh bỏ nhà ra đi. Chungu tức giận đi tới công ty của Sejun. Anh không ngờ anh lại gặp Chaewon ở đây. Việc Chaewon làm việc ở đây càng khiến anh tức giận hơn. Chungu cho rằng Sejun muốn giữ Chaewon ở bên cạnh nên mới tuyển Chaewon vào làm việc. Lúc này anh nhìn thấy Sejun đang đi về phía anh. Chungu bước tới túm lấy cổ áo Sejun muốn đánh anh một trận nhưng lại bị Sejun đấm một đấm ngã lăn ra đất. Nhìn thấy Chungu vẫn còn muốn đánh người, Chaewon vội chạy đến ngăn anh lại. Chaewon đưa Chungu đến phòng làm việc giúp anh bôi thuốc. Chungu rối rít cảm ơn Chaewon. Anh rất cảm động khi thấy Chaewon vẫn còn quan tâm anh. Chaewon liền bảo anh đừng nhiều lời. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Sejun cực kỳ khó chịu. Chungu đưa hết tiền và thẻ trong túi cho Chaewon. Anh bảo Chaewon đừng làm việc ở công ty này nữa. Chaewon cảm thấy Chungu vẫn không hề thay đổi. Sau đó cô đuổi Chungu về. Nhưng Chungu thật sự rất nhớ Chaewon. Chungu nói với Chaewon rằng anh vẫn chưa đăng ký kết hôn với Hongju. Anh cầu xin Chaewon quay lại với anh.
nhưng Chae-won thẳng thắn từ chối. Có chết cô cũng không muốn quay lại với loại đàn ông chỉ biết bám váy mẹ. Lúc này Se-jun nhận được điện thoại của bố bạn gái cũ. Ông nói với Se-jun rằng Ju-ji đã đến nhà ông. Buổi tối Se-jun lái xe đi tìm Ju-ji. Cuối cùng anh đã nhìn thấy cô đang đi ra giữa sông. Cô cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Se-jun đành nói anh sẽ cố gắng bắt đầu một mối quan hệ với Ju-ji để ngăn cô tự tử. Se-jun đưa Ju-ji đến thăm bố. Mẹ anh nói với anh rằng bố anh bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Ông bà muốn Se-jun và Ju-ji đính hôn trước. Ju-ji cảm thấy hiện tại đính hôn có hơi gấp. Bọn họ mới chỉ bắt đầu yêu nhau mà thôi. Nhưng Se-jun lại đồng ý với đề nghị của bố mẹ. Nghe được những lời này, Ju-ji rất kinh ngạc. Bà bang quỳ xuống trước mặt Chun-gu. Bà cầu xin anh ký tên vào bản thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu như con trai bà gặp chuyện bất chắc, bà sẽ chia một nửa tài sản cho con dâu. Mọi người không nghe nhầm đâu. Người mẹ giàu có này đã ép con trai mình ký vào bản thỏa thuận trước hôn nhân. Nhìn vào bản thỏa thuận, bà nhớ lại trước đây bà cũng đã từng ép Chae-won ký vào bản thỏa thuận tương tự như vậy. Bà từng cho rằng bà sẽ không bao giờ để tài sản của con trai bà rơi vào tay người khác. Nếu con trai và con dâu có ly hôn thì tiền chu cấp cũng không vượt quá số tiền quy định. Phong thủy luân chuyển câu nói này nói không sai chút nào. Không ngờ người mưu thâm kế hiểm như bà cũng có ngày bị chơi một phố. Vị thiên kim tiểu thư mới cưới về cũng đã nhìn ra mẹ con Chun-gu không phải là hạng người tốt đẹp gì. Chính vì vậy cô đã đưa ra yêu cầu muốn tách ra ở riêng với Chun-gu. Nhưng tên đàn ông bám váy mẹ như anh sao có thể ra ngoài ở riêng được. Từ lúc đó vị thiên kim tiểu thư Hong-ju đã bắt đầu lên kế hoạch trả đũa. Trong bữa sáng bà mẹ chồng độc ác xin lỗi con dâu vì chuyện bà đã lục lọi ngăn kéo của cô. Hong-ju nói cô ghét nhất là việc người khác tự ý động vào đồ của cô. Cô mong bà bang sau này hãy biết giữ ý tứ một chút. Bà bang nói với Hong-ju rằng hôm nay là ngày giỗ của bố bà. Bà kêu con dâu giúp bà chuẩn bị một chút đồ. Nhưng con dâu lại nói buổi tối cô phải đi họp lớp đại học đến tối. Chắc rất muộn cô mới về. Cô vừa dứt lời sắc mặt người nhà Chun-gu liền có chút khó coi. Thấy vậy Hong-ju liền hỏi buổi giỗ của ông ngoại mấy giờ bắt đầu. Bà bang quay sang trách mắng Hong-ju vì cô dám vắng mặt trong buổi giỗ của ông ngoại. Hong-ju nói đối với người ông mà cô chưa gặp bao giờ cô cũng không thể thành tâm cúng bái được. Lúc này Chun-gu thật sự đã nổi giận. Vừa về đến phòng Chun-gu đã bắt đầu trách móc cô. Anh nói cô là đồ không được bố mẹ dạy dỗ tử tế. Nhưng Hong-ju cũng chẳng để yên cho Chun-gu muốn nói nào thì nói. Cô thừa nhận cô là đứa trẻ bố mẹ không muốn sinh ra thế nên cô không có lễ độ cũng không giáo dưỡng. Bố của Chae-won có ý định kết hôn với bà chủ quán rượu. Chae-won cũng rất khi nhìn thấy bố tìm được bạn đời. Cô vui vẻ gọi bà chủ quán rượu là mẹ tương lai. Cô còn nói sau khi bà chủ quán rượu và bố cô tổ chức hôn lễ cô sẽ chính thức gọi bà là mẹ. Điều này khiến bà chủ quán rượu rất cảm động. Bà chủ Yang lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ. Giờ đây cuối cùng bà cũng được trải nghiệm cảm giác có người nhà. Còn Chae-won cũng đã có một người yêu thương cô như mẹ ruột. Vừa nhìn thấy Hong-ju đi họp lớp về, mẹ chồng liền kêu cô ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Bà bang nói Hong-ju không có đầu óc. Hong-ju cũng chẳng vừa. Bà bang nói một câu cô cãi lại một câu. Sau cùng cô còn quát mẹ chồng đừng to tiếng với cô. Mỗi lần bà bang nói chuyện to tiếng với cô, tim cô như muốn chui ra ngoài. Cuối cùng bà mẹ chồng độc ác cũng gặp được đối thủ xứng tầm. Hai mẹ con họ đúng là trời sinh một cặp. Bà bang nói Hong-ju là cô con dâu ma quái. Nghe vậy Hong-ju mất kiểm soát hét lớn. Nhìn thấy con dâu như vậy bà mẹ chồng bị dọa cho một trận. Tôi không thể thở được. Tôi sắp đứt cả hơi rồi. Tôi sắp điên rồi. Lúc này bà quản gia được đưa đến từ nhà cô con dâu đã dùng một cách kỳ lạ gì đó khiến cho Hong-ju bình tĩnh lại. Sau khi về phòng Hong-ju bắt đầu trách mắng Chun-gu. Cô trách anh chỉ biết bênh vực mẹ. Cô đoán vợ trước của anh đã rất cực khổ. Chun-gu bảo cô đừng ăn nói hàm hồ. Hong-ju lại nói Chun-gu là loại đàn ông chỉ biết bám váy mẹ. Ngày hôm sau Hong-ju giận dỗi xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng bà mẹ chồng độc ác phải xuống nước cầu xin cô. Hiện giờ bà rất đau đầu. Lúc này mẹ của Hong-ju đã tới nhà Chun-gu. Nhìn thấy bà ta, mẹ con Chun-gu có chút sợ hãi. Bà thông ra nhìn Chun-gu nói rằng bà vì chuyện con gái tức đến nỗi không ngủ được. Bà bang cũng bắt đầu nói ra những lỗi lầm của con dâu. Bà trách con dâu không tham dự lễ giỗ của ông nội. Không những thế cô mới bị mẹ chồng nói một chút đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Đến bây giờ con trai của bà vẫn không muốn động phòng. Mẹ Hong-ju lại nói chắc hẳn bà bang cũng nắm rõ mọi chuyện. Hong-ju đã nói với bà chuyện Chun-gu vẫn chưa quên được vợ cũ. Bà bang kinh ngạc quay sang nhìn con trai. Câu hỏi này khiến Chun-gu không biết giải thích như nào. Bà bang lập tức phủ nhận giúp con trai. Lúc này bà thông gia lấy ra một bản thỏa thuận trước hôn nhân kêu Chun-gu ký vào. Nếu người chồng là Chun-gu có ngoại tình thì phải đem 50% tài sản làm phí trợ cấp cho Hong-ju. Hơn nữa Chun-gu phải thực hiện nghĩa vụ của người chồng một tuần một lần. Nếu anh vi phạm thỏa thuận sẽ phải bồi thường 10 triệu won. Không thể chịu nổi sự sỉ nhục này, Chun-gu lập tức đứng dậy bỏ đi. Bà bang đương nhiên cũng sẽ không ký vào bản thỏa thuận gây bất lợi cho con trai bà. Nhưng vừa nghe thông gia nói gia đình họ có thể giúp doanh nghiệp của bà quảng cáo sản phẩm, bà liền đồng ý thỏa hiệp. Hóa ra bà bang tốn không ít tâm tư để con trai cưới tiểu thư nhà giàu là có lý do riêng. Mục đích chính của bà là nguồn tài nguyên giàu mạnh này. Về đến nhà, bà bang lập tức quỳ xuống trước mặt Chun-gu cầu xin anh ký tên vào bản thỏa thuận. Chun-gu bất lực ký tên vào bản thỏa thuận. Ngày hôm sau, mẹ chồng niềm nở chào đón Hong-ju trở về nhà. Không những thế, đích thân bà xách túi và bế chó giúp cô. Bà còn lén lút nghe con dâu và con trai nói chuyện để đảm bảo bọn họ có một đêm vui vẻ. Nhưng quản gia bất ngờ xuất hiện giáo huấn bà một trận. Mẹ chồng dường như không còn một chút địa vị nào trong nhà. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai. Em dâu bị chị chồng đánh nhưng lại cười thầm.
Chae-won tức giận mắng Ju-ji cho dù Ju-ji không coi cô ra gì cũng không thể vu oan giá họ cho cô. Đừng có ép người quá đáng. Nhưng lúc này Ju-ji bỗng không thấy xe Jun đâu. Kế hoạch ly gián của cô dường như đã thất bại. Không những vậy còn bị Chae-won tát một cái rõ đau. Xe Jun đưa Ju-ji tới bệnh viện thăm bố. Bố anh mắc ung thư giai đoạn đầu. Ông luôn hy vọng xe Jun sớm kết hôn với Ju-ji. Như vậy ông mới yên tâm nhắm mắt. Anh quyết định sẽ đính hôn với Ju-ji. Mẹ anh rất vui với quyết định này của anh. Bên này Chun-gu đang say sưa ngắm nhìn ảnh vợ cũ. Anh thật sự không thể quên Chae-won. Lúc này bà Bang bỗng đẩy cửa xông vào. Chun-gu giật mình vội giấu tấm ảnh đi. Bà báo với con trai một lúc nữa em gái và xe Jun sẽ tới chơi nhà. Bà kêu anh mau giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Chun-gu cảm thấy mẹ anh lật mặt nhanh hơn người yêu cũ. Trước kia bà vu khống xe Jun ngoại tình với Chae-won. Bà còn mắng xe Jun là đồ không biết liêm sỉ. Thế mà giờ bà lại niềm nở chào đón chàng rể này. Bà Bang quát con trai lo cho bản thân chưa xong còn đi lo chuyện bao đồng. Chun-gu ngồi trên giường thầm nghĩ nếu em gái kết hôn với Se-jun vậy sau này anh sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt Chae-won hơn. Nghĩ tới đây Chun-gu kích động làm rơi ảnh Chae-won xuống đất mà không hề hay biết. Không ngờ đã bị vợ mới của anh nhìn thấy. Hong-ju chất vấn Chun-gu vẫn còn liên lạc với vợ cũ đúng không? Chun-gu cũng không phủ nhận điều này. Cuối cùng cũng đã tới ngày tổ chức hôn lễ của bố Chae-won và bà Giang. Chae-won vui vẻ lên bục phát biểu cảm nghĩ. Cô nói cô yêu bố rất nhiều. Cô cũng mong từ nay về sau bố có thể sống hạnh phúc bên bà Giang. Bên này Chun-gu đã biết chuyện mẹ anh lén thay anh đi làm thủ tục đăng ký kết hôn với Hong-ju. Anh vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn vì anh vẫn nuôi hy vọng có thể quay lại với Chae-won. Ai ngờ kế hoạch của anh đã bị mẹ đạp đổ. Chun-gu lập tức nổi trận lôi đình. Lúc này Hong-ju bất ngờ xuất hiện phía sau Chun-gu. Cuối cùng cô cũng đã biết vì sao Chae-won nhất quyết không chịu làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lần đầu tới nhà mẹ vợ tương lai Se-jun đã được chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trong nhà. Hong-ju tức giận khăn gói chạy về nhà mẹ đẻ. Gia đình này khiến Se-jun cảm thấy không được thoải mái. Ju-ji khoe mẹ cô và Se-jun sắp đính hôn. Chun-gu vẫn đang ngồi cùng Se-jun ở ngoài phòng khách. Cả hai đều cảm thấy rất khó chịu. Tình địch gặp nhau ngại đỏ mặt. Chun-gu lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Anh nói Chae-won là một người con gái ngay thẳng. Khi trước mẹ anh đã đưa Chae-won 500 triệu ép cô rời khỏi công ty hiện tại. Ngay cả khi anh điên cuồng theo đuổi cô mẹ anh cũng dùng tiền để ép Chae-won chia tay với anh. Nhưng lần nào cô cũng từ chối. Nhưng mẹ Se-jun lại nói bà đã tận mắt chứng kiến Chae-won lớn tiếng đòi mẹ Ju-ji 5 tỷ. Vì muốn tống cổ Chae-won ra khỏi công ty Ju-ji đã mua chuộc nhân viên trong bộ phận của Chae-won. Ju-ji đã cho đồng nghiệp của Chae-won một khoản tiền lớn yêu cầu đối phương làm theo yêu cầu của cô. Chun-gu tới văn phòng của mẹ van xin bà cho anh hủy hôn với Hong-ju để quay về bên Chae-won. Nhưng bà Bang đương nhiên không đồng ý với yêu cầu này. Chun-gu trách mẹ độc ác gả con trai cho nhà người ta chỉ để phục vụ mục đích kinh doanh. Mẹ anh lại cảm thấy chuyện hy sinh đời con củng cố đời mẹ này là chuyện hết sức bình thường. Nhìn thấy Chae-won và Se-jun đứng cạnh nhau, Ju-ji vô cùng tức giận. Vừa xuống tới bãi đỗ xe, Se-jun liền phát hiện anh đã quên tập tài liệu ở chỗ Chae-won. Anh quyết định quay trở lại văn phòng của Chae-won để lấy tập tài liệu. Lúc này anh vô tình chứng kiến cảnh tượng Chae-won mắng Ju-ji là loại người chuyên gia gắp lửa bỏ tay người. Nhưng Ju-ji lại không hề lo sợ vì Chae-won không có chứng cứ. Hôm sau khi Chae-won chuẩn bị đi xử lý công vụ cùng Se-jun thì cô bỗng nhiên bị nhân viên tổ thanh tra chặn lại. Thì ra có người đã tố cáo Chae-won nhận hối lộ. Cô bị đưa tới viện kiểm sát để phối hợp điều tra vụ việc. Se-jun lập tức gọi Ju-ji tới thông báo chuyện Chae-won bị người ta tố cáo. Anh hỏi cô nghĩ gì về việc này. Không ngờ cô lập tức chém gió thành bão. Cô cũng không quên thêm dầu vào lửa. Cô nói hoàn cảnh gia đình Chae-won rất khó khăn nên Chae-won luôn đặt tiền bạc lên hàng đầu. Trong suốt 3 năm kết hôn với anh trai cô không biết Chae-won đã lén gửi biết bao nhiêu tiền về nhà ngoại. Thấy Ju-ji nói ra được những lời này, Se-jun cảm thấy vô cùng thất vọng về cô. Chae-won vẫn đang phối hợp với tổ thanh tra lấy lời khai. Bọn họ muốn kiểm tra tài khoản ngân hàng của Chae-won. Chae-won cây ngay không sợ chết đứng không nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Vừa ra ngoài cô đã nghĩ đây chính là chiêu trò hại người của Ju-ji. Cô lập tức đi tìm Ju-ji để ba mặt một lời. Tới nước này Chae-won cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ju-ji bỗng trông thấy bóng dáng Se-jun thấp thoáng phía sau. Chae-won bất ngờ cho cô ả một tát. Không ngờ Ju-ji không những không đánh trả mà còn nhoẻn miệng cười. Ju-ji nghĩ lần này cô lại khiến Chae-won mắc bẫy. Nhưng khi ngoảnh lại thì không thấy Se-jun đâu nữa. Lúc này cô mới tức giận vì cái tát khi nãy. Se-jun đang đợi Chae-won trước cửa công ty. Anh nói đùa Chae-won ghê gớm ngoài sức tưởng tượng của anh. Lỡ không cẩn thận đắc tội cô có khi sẽ đăng xuất khỏi trái đất mất. Hóa ra khi nãy anh đã trông thấy vụ tranh cãi nảy lửa của Grant và vợ sắp cưới. Nhưng anh lựa chọn không dòng về phía Ju-ji. Anh giúp Chae-won xách túi. Trong xe Se-jun nói từ nay về sau anh sẽ không để Chae-won phải chịu ấm ức nữa. Sau khi làm xong thủ tục Chae-won tranh thủ buổi trưa rảnh rỗi đã chạy tới nhà cung cấp. Cô xin ông hãy tới công ty làm chứng cho cô. Cô không ngờ nhà cung cấp đã gửi một khoản tiền lớn vào tài khoản cô. Ông đã nhận được giỏ hoa quả bị trả về. Bên trên giỏ hoa quả còn ghi số tài khoản của cô. Vì vậy ông đã chuyển tiền vào đó. Thông tin này khiến Chae-won vô cùng kinh ngạc. Se-jun lặng lẽ đứng ở phía xa quan sát hết mọi chuyện. Ju-ji gọi điện báo cho mẹ biết tin Chae-won đã bị đuổi việc. Hai mẹ con xấu xa đắc ý cười trên nỗi đau của người khác. Biết chuyện Chae-won đang bị tổ thanh tra tiến hành điều tra do nhận hối lộ, Chun-gu lòng như lửa đốt. Anh vội chạy tới công ty Chae-won. Anh hỏi tổ thanh tra cần bao nhiêu tiền để lấy lại sự trong sạch cho Chae-won.
Sau đó Chun Gu moi hết tiền trong ví ra ném xuống bàn. Anh còn nói nếu không Ju anh sẽ về nhà lấy thêm. Đúng là người có tiền nói gì cũng đúng. Ju Ji và Se Jun đứng bên ngoài cũng nghe thấy tiếng cãi vã. Ju Ji cảm thấy giọng nói đó rất giống giọng anh trai cô. Chun Gu túm cổ chất vấn đối phương vì sao dám vu oan Che Won. Anh mắng Ju Ji không những không giúp Che Won còn đứng một bên góp vui. Vừa về tới nhà Ju Ji lập tức hùng hổ xông vào phòng anh trai. Cô không hiểu vì sao anh trai lại đứng ra bênh vực Che Won. Bà bang mắng anh ngu ngốc. Chuyện tới nước này còn chạy tới công ty nói giúp Che Won. Chun Gu nói anh còn rất yêu Che Won. Anh không thể bỏ rơi Che Won. Hong Ju đứng sau đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của ba mẹ con họ. Bà bang vội giải thích giúp con trai. Hong Ju nói Chun Gu bắt cá hai tay. Se Jun nhớ lại những lời nói khó nghe với Che Won thì vô cùng hối hận. Tôi thật sự thất vọng về cô. Xem ra tôi đã nhìn nhầm người. Rốt cuộc cô có bao nhiêu lớp mặt nạ vậy? Hơn cả thất vọng chính là tuyệt vọng. Anh trách bản thân quá nhu nhược chỉ biết nghe một phía. Sau khi có kết quả điều tra công ty quyết định đuổi việc Che Won. Nhưng Se Jun vẫn không ngừng điều tra làm rõ sự thật. Cuối cùng anh cũng đã tìm được người tố cáo Che Won. Nếu cô nói ra sự thật anh sẽ không truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Biết tin Che Won bị đuổi việc, Ju Ji không quên chạy tới cà khịa vài câu. Se Jun gọi Ju Ji tới phòng làm việc cho cô ta cơ hội nói ra sự thật. Không ngờ Ju Ji vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận. Lúc này Ju Ji bất ngờ khi nhìn thấy đồng nghiệp của Che Won. Se Jun đã biết chuyện bà ta vu oan Che Won nhận hối lộ vì tiền viện phí của con gái. Sự thật đã bị phơi bày. Ju Ji sợ xanh mặt nhưng vẫn giả mồm cãi cố. Se Jun nói anh đã cho Ju Ji cơ hội giải thích nhưng cô không biết nắm bắt cơ hội. Che Won cũng được Se Jun gọi vào phòng làm việc. Sau khi bị vạch trần bộ mặt thật, Ju Ji chỉ đành quỳ xuống xin lỗi Che Won. Cô làm ra tất cả chuyện này vì không muốn thấy Che Won và Se Jun ở bên nhau. Se Jun cũng chân thành xin lỗi cô vì đã hiểu lầm cô trong suốt thời gian qua. Nhưng Se Jun cũng sắp đính hôn với Ju Ji. Che Won hy vọng sau này hai người sẽ giữ khoảng cách với nhau để tránh người khác hiểu nhầm. Ju Ji chạy về nhà khóc lóc nức nở kể lại mọi chuyện với mẹ. Sau khi sự thật bị vạch trần, cô lo sợ Se Jun sẽ không đính hôn với cô nữa. Đúng là gừng càng già càng cay. Sau một hồi suy nghĩ, bà bang liền dắt con gái tới gặp mẹ Se Jun. Bà bắt Ju Ji quỳ xuống nhận sai. Họ cũng kể lại mọi chuyện với bà. Hai mẹ con kẻ đưa người đẩy phối hợp vô cùng ăn ý. Hong Ju đích thân với chỗ làm việc của Che Won, sau đó gọi điện bảo chồng tới đó ăn cơm. Vợ mới nhìn vợ cũ với ánh mắt hình viên đạn. Biết chuyện, Chun Gu vội chạy tới công ty của Che Won. Sợ ảnh hưởng tới công việc của Che Won nên Chun Gu vội kéo vợ mới ra ngoài. Ra tới cửa, hai người liền cãi nhau một trận. Chun Gu cảnh cáo Hong Ju, nếu cô còn dám tới làm phiền Che Won thì anh sẽ không tha cho cô. Se Jun vô tình đi qua chứng kiến cảnh tượng này. Trong văn phòng, Che Won cũng đang đau đầu vì sóng gió cứ liên tiếp ập tới. Se Jun lặng lẽ nhìn cô. Anh nhớ lại lời cô từng nói trước đó. Anh đã mang tới cho cô những hiểu lầm không đáng có. Vậy nên bọn họ nên cẩn thận một chút. Lúc này mẹ Se Jun cũng tới tìm con trai. Bà kể lại việc Ju Ji và mẹ cô đã tìm tới bà. Sau đó bà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Che Won. Bà cho rằng do Che Won tới công ty nên mới xuất hiện tình huống này. Đúng là miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo. Có thể nói trắng thành đen, nói không thành có. Cuối cùng bà quyết định tháng sau Se Jun và Ju Ji sẽ đính hôn. Se Jun bất lực không dám cãi lời mẹ. Bên này Hong Ju đã thuê người chụp ảnh Che Won. Xem xong đống ảnh, cô càng nghĩ càng tức. Thậm chí lúc Chun Gu uống say còn luôn miệng gọi tên vợ vũ. Mẹ chồng nghe được vội giải thích với con dâu đó chỉ là tên của thư ký. Nào ngờ con dâu sớm đã biết Che Won. Để dỗ dành con dâu, bà bang đã tặng cô một chuỗi ngọc trai đắt tiền. Bà rất sợ đắc tội với gia đình thông gia danh giá. Bà luôn miệng giải thích với con dâu. Bên này Ju Ji chạy tới cầu xin sự tha thứ của Se Jun. Nhưng anh đã quá thất vọng về cô. Anh không muốn nghe Ju Ji giải thích. Không lâu sau, Ju Ji đi thử váy đính hôn. Bà bang bên cạnh luôn miệng phàn nàn. Đính hôn là chuyện quan trọng nhưng chỉ có mình con gái bà phải tất bật chuẩn bị. Se Jun còn chẳng thèm xuất hiện. Hiện giờ Se Jun không còn muốn đính hôn với Ju Ji. Nhưng mẹ anh đã gửi thiệp mời đi rồi. Se Jun không thể hiểu nổi tại sao mẹ anh lại nôn nóng anh đính hôn với Ju Ji như vậy. Tại công ty, Ju Ji đắc ý mang thiệp mời tới cho Che Won. Cô mong Che Won sẽ không tới buổi đính hôn của cô và Se Jun. Ju Ji chỉ muốn dùng tấm thiệp để chọc tức Che Won. Đúng là mẹ nào con ấy. Vừa ra khỏi cửa, Che Won liền chạm mặt Se Jun. Thấy sắc mặt cô không được tốt, Se Jun vội hỏi cô đã gặp chuyện gì. Sau đó lại nhìn thấy tấm thiệp mời trên tay cô. Che Won chúc mừng anh. Đây là lời thật lòng của cô sao? Câu hỏi này khiến Che Won bối rối không biết trả lời thế nào. Buổi tối, bộ phận kinh doanh kéo Che Won cùng tham gia buổi tụ tập. Nhờ sự giúp đỡ của cô, bọn họ mới ký được một đơn hàng lớn. Thấy mọi người nhiệt tình rủ, Che Won đành đồng ý tham gia. Se Jun cũng tới buổi liên hoan của bộ phận kinh doanh. Thấy Se Jun bỏ lại mình, Ju Ji cảm thấy rất khó chịu. Che Won sợ uống say nên đã lén đổ rượu trong chén sang một chiếc cốc khác. Se Jun tưởng trong cốc là nước lọc nên đã uống một hơi hết sạch. Nhưng uống xong anh không có bất kỳ phản ứng nào. Che Won phát hiện hình như anh có vấn đề về vị giác. Cô để ý thấy anh ăn đồ chua cay mặn ngọt đều có duy nhất một biểu cảm. Sau bữa tiệc, Se Jun muốn đưa Che Won về nhà nhưng Che Won từ chối. Se Jun thừa nhận với cô chuyện anh bị mất vị giác. 3 năm trước anh yêu một cô gái sâu đậm nhưng cô đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Kể từ sau khi mất đi người anh yêu nhất, anh cũng mất vị giác. Anh muốn lấy lại tinh thần, vị giác và cả tình yêu. Anh nhất định phải tìm lại chúng. Lễ đính hôn sắp diễn ra nhưng Se Jun vẫn chưa xuất hiện.
Yuji trong phòng vô cùng sốt ruột, quan khách đã tới đông đủ nhưng vẫn chưa thấy đàng trai đâu. Yuji tự an ủi bản thân rằng Se Jun nhất định sẽ tới. Bà Bang tức giận mắng cô đừng tự dối lòng nữa. Vào thời khắc quan trọng, Se Jun cuối cùng cũng đã xuất hiện. Yuji vui mừng chạy ra đón anh, nhưng Se Jun lại nói anh tới để hủy bỏ lễ đính hôn này. Trước mặt tất cả mọi người, Se Jun tuyên bố hủy bỏ hôn lễ với Yuji. Nghe xong, Yuji lập tức ngã xuống đất. Bố anh tức tới mức bệnh tim tái phát. Chun Gu phẫn nộ xông tới đấm Se Jun. Bà Bang bên cạnh kêu con trai đừng đánh chết Se Jun, đánh hấp hối là được rồi. Se Jun đứng im không đánh trả. Lễ đính hôn cứ như vậy bị phá hỏng. Về tới nhà, chủ tịch Lee chất vấn con trai. Ông không hiểu tại sao anh lại muốn hủy bỏ lễ đính hôn này. Anh nói bởi vì anh muốn làm lại từ đầu. Yuji lòng đầy kỳ vọng nhưng kết quả chỉ nhận lại đắng cay. Cô quá thì thành quá cố. Đây chính là kết quả của những kẻ cố chấp. Thế nhưng Yuji lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Chae-won. Cô cho rằng Chae-won sinh ra để hủy hoại gia đình cô. Nghĩ tới đây, bà Bang liền kéo con gái chạy tới tận nhà Chae-won. Vừa bước tới cổng, bà đã gân cổ chửi bới. Nhìn thấy Chae-won, bà ta lập tức buông lời lăng mạ, thậm chí còn định động tay đánh người. Yuji cương quyết cho rằng Chae-won đã hại cô ra nông nỗi này. Khi Yuji định giơ tay đánh Chae-won thì bị mẹ Chae-won chặn lại. Bà Bang nói loại phụ nữ hám tiền cướp chồng người ta đáng bị đánh. Sau khi làm om sòm một trận, hai mẹ con Yuji kéo nhau lên xe ra về. Bọn họ sợ một lúc nữa bố và cậu mợ của Chae-won trở về thì họ đánh không lại. Hôm nay là sinh nhật Hong Ju, Chun Gu quyết định dẫn vợ ra ngoài ăn mừng. Anh kêu Hong Ju mau lên phòng thay quần áo. Về tới nhà, Yuji vừa khóc vừa chạy lên phòng. Bà Bang cho rằng Chae-won đã cướp mất chồng sắp cưới của Yuji. Bà nghe Yuji nói hai người họ thân thiết với nhau vượt mức đồng nghiệp. Nghe tới đây, Chun Gu lập tức chạy ra khỏi nhà. Hong Ju thay quần áo xong thì không thấy mặt mũi chồng đâu. Chae-won vừa điều chỉnh lại cảm xúc lại trông thấy tin nhắn của chồng cũ. Anh nói anh đang đứng đợi cô trước cổng. Cả nhà anh cứ thay nhau tới làm phiền tôi thế. Rốt cuộc các người muốn như thế nào? Anh cảnh cáo cô không được đến bên Se-jun. Nhưng anh dựa vào đâu mà dám cảnh cáo cô? Cậu con trai cưng của mẹ này đúng là hết thuốc chữa. Đã ly hôn rồi mà vẫn bám lấy người ta không buông. Yuji nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai. Cuộc điện thoại xin lỗi này đã mang tới hy vọng mới cho cô. Bà hứa sẽ khuyên con trai hồi tâm chuyển ý. Nhưng bà Bang đã từ chối ý tốt của mẹ Se-jun. Bà nói cuộc hôn nhân này đã chấm dứt. Hy vọng đối phương đừng làm phiền gia đình bà nữa. Bữa tối, Se-jun hẹn Yuji ra ngoài nói chuyện. Cô không biết bản thân mình đã sai ở đâu. Lý do đơn giản chỉ vì Se-jun không thể thích cô. Cho dù anh có cố gắng tới đâu thì trái tim anh cũng không thể dành cho cô. Yuji hỏi anh có phải vì Chae-won không. Nhưng Se-jun không trả lời câu hỏi của cô. Anh cúi đầu xin lỗi Yuji. Về tới nhà, Yuji lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Chun Gu đưa vợ ra ngoài tổ chức sinh nhật. Anh lấy bóng làm hoa tặng cô. Món quà nhỏ nhưng lại khiến Hong Ju vô cùng vui vẻ. Hai người vốn không có tình cảm với đối phương nay lại xuất hiện một loại tình cảm rất khó nói. Bên này lại có một người đàn ông mất ngủ vì yêu. Bên kia Chae-won cũng trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Yuji nhớ lại những lời tuyệt tình của Se-jun liền bắt đầu điên cuồng đập phá. Chuyện này có làm gì cũng vô ích thôi. Con có điểm nào không bằng cô ta? Sao cô ta có thể cướp anh Se-jun khỏi tay con? Hong Ju nói Chun Gu đừng quá lo lắng. Điều kiện của Yuji nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn. Cuộc sống mỗi người mỗi khác, biết gì mà an ủi người ta. Tính cách của Hong Ju cũng dần thay đổi. Thỉnh thoảng cô sẽ có vài hành động không tự chủ. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu. Trong lúc lấy đồ, Chae-won suýt bị chiếc hộp phía trên đè vào người. May mà Se-jun xuất hiện kịp thời. Se-jun cả ngày chưa ăn gì chạy tới chỗ Chae-won xin cơm. Ai ngờ cảnh này lại bị Yuji bắt gặp. Se-jun cuối cùng đã nói ra tiếng lòng của anh cho Chae-won biết. Yuji ngồi trong xe quan sát hai người họ. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Chae-won. Trước khi rời đi, Se-jun nhận được một cuộc điện thoại. Anh phải quay về văn phòng xử lý tài liệu. Se-jun vừa đi khỏi, Yuji bất ngờ ngồi vào xe. Cô khóa chặt cửa rồi lái xe đi khỏi. Chae-won bảo cô mau dừng xe nhưng Yuji không quan tâm. Nếu như tôi không có được anh Se-jun thì cũng không thể để cô cướp mất. Phụ nữ mất lý trí vì yêu đáng sợ tới mức nào? Yuji cướp xe của Se-jun ép Chae-won đi cùng cô. Chae-won xin cô dừng xe lại nhưng cô không thèm quan tâm. Se-jun vội bắt taxi đuổi theo. Yuji có chết cũng không để Chae-won cướp đi những thứ thuộc về cô. Yuji càng lao càng nhanh. Chae-won bắt đầu cướp ghế lái để điều khiển chiếc xe dừng lại. Cảnh này khiến Se-jun nhớ lại vụ tai nạn của bạn gái cũ. Anh lo sợ lịch sử lặp lại. Chiếc xe vừa dừng lại, Se-jun vội chạy tới an ủi Chae-won. Thấy Se-jun không để ý tới mình, Yuji bất giác rơi nước mắt. Gia đình bà Bang đang ngồi ăn cơm bỗng nghe tin con gái đang nằm viện. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ kết luận Chae-won không bị thương nghiêm trọng, còn Yuji bị gãy chân. Bà Bang liền nói người đáng bị gãy chân phải là Chae-won chứ không phải Yuji. Loại phụ nữ này xứng đáng bị trừng trị. Bên ngoài, Chun Gu không cho phép Se-jun yêu Chae-won, nhưng Se-jun không quan tâm. Chun Gu và Chae-won đã không còn là gì của nhau nữa nên Chun Gu chẳng có tư cách gì để ngăn cấm anh. Se-jun nói Chae-won là người phụ nữ của anh. Nếu Chun Gu còn dám làm phiền Chae-won thì Se-jun tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Biết tin con gái bị tai nạn giao thông, ông bà Min vội chạy tới bệnh viện. May mà con gái ông bà không có vấn đề gì. Bên này, bà Bang đã đưa con gái về nhà. Biết chuyện con gái muốn đồng quy vu tận với Chae-won thì bà vô cùng tức giận. Bà nói Se-jun chẳng thèm liếc nhìn Yuji lấy một cái nhưng lúc nào cũng quan tâm Chae-won.
Có ngu cũng nhận ra trong mắt Sejun con gái bà không hề quan trọng. Nghe mẹ nhắc tới tên Chae-won, Ju-ji bỗng bịt tai gào thét như phát điên. Chun-gu thấy gia đình Chae-won đi qua vội cúi đầu chào hỏi bố mẹ vợ. Nhưng ông Min bảo anh và con gái ông đã ly hôn rồi nên anh đừng gọi ông là bố vợ. Thấy gia đình Chae-won vui vẻ nói chuyện với Sejun thì Chun-gu vô cùng ghen tức. Hôm sau bà Giang nhìn thấy vết thương trên đầu Chae-won đã để lại sẹo thì vô cùng xót xa. Lúc này Sejun cũng tới đón Chae-won đi làm. Mẹ cô thấy vậy thì vui ra mặt. Bà cảm thấy hai người rất hợp. Bọn họ dường như sinh ra là dành cho nhau. Mới sáng sớm Chun-gu đã tới làm phiền Chae-won. Chae-won bảo anh đừng tới làm phiền cô nữa. Bọn họ đã ly hôn lâu rồi nên cô gặp ai yêu ai cũng không liên quan đến anh. Cô ngầm thừa nhận cô đã yêu Sejun. Nhìn thấy con gái liên tục bị gia đình bà Bang bắt nạt, bà Giang tới tận nhà bà Bang cảnh cáo gia đình họ. Nếu bọn họ còn dám động vào con gái bà thì đừng trách bà ác. Bà dặn dò bà Bang quản lý tốt con trai và con gái đừng thả họ ra ngoài hại người. Kể từ sau khi gặp được Chae-won, tâm tình Sejun đã có sự thay đổi lớn. Vừa gặp anh liền muốn tìm hiểu cô. Hiểu cô càng nhiều anh lại càng muốn tìm hiểu rõ hơn về cô. Cô đã giúp anh thoát khỏi bóng đen tâm lý người yêu cũ để lại. Anh hy vọng anh có thể trở thành người đàn ông mà cô có thể dựa vào. Nhưng Chae-won đã từ chối lời tỏ tình của anh. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới. Cô cảm thấy lúc này cô chưa thể yêu thêm một ai. Sejun nói anh vẫn luôn đứng đây đợi cô. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Chae-won rất khó yêu thêm lần nữa. Bên này Chun-gu về nhà càng nghĩ càng tức. Sau đó anh thu dọn đồ đạc và cầm lấy lọ thuốc ngủ khăn gói ra khỏi nhà. Bà Bang đang chăm sóc con gái trong bệnh viện nghe tin con trai mang theo thuốc ngủ bỏ nhà đi thì bủn rủn chân tay. Chae-won đang trên đường trở về nhà bỗng nhận được tin Chun-gu đã bỏ nhà đi. Bà Bang nhờ cô gọi điện khuyên bảo con trai bà. Chae-won vừa cúp điện thoại thì Chun-gu cũng gọi tới. Trước khi chết anh muốn được nghe giọng của Chae-won. Chae-won lương thiện chạy tới tận khách sạn ngăn Chun-gu làm điều dại dột. Lúc này Hong-ju cũng nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà thông báo cho cô biết bà đã tìm được vị trí hiện tại của Chun-gu. Trong lúc Chae-won đang giằng co lọ thuốc ngủ trong tay Chun-gu thì bà Bang và con dâu dẫn theo cảnh sát ập vào. Cả hai bị buộc tội và bị dẫn về đồn cảnh sát. Sau khi ly hôn, chồng cũ liên tục tới quấy rối Chae-won. Cảnh này vô tình bị Sejun nhìn thấy. Anh cảnh báo Chun-gu nếu anh còn dám làm như vậy anh sẽ không tha cho Chun-gu. Chun-gu vênh mặt thách thức anh. Sejun liền bẻ tay Chun-gu. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của Sejun. Anh cảnh cáo Chun-gu đừng chạm tới giới hạn của anh. Ngồi trong xe, Chae-won thấy bản thân giống như một con ngốc. Nghe tin Chun-gu muốn tự tử liền chạy tới khách sạn ngăn cản anh ta để rồi xảy ra cơ sự này. Sejun liền nói không phải cô ngốc. Có trách phải trách kẻ lợi dụng sự lương thiện của cô để làm chuyện xấu. Thì ra Sejun có mặt kịp thời do được mẹ báo tin. Mẹ anh đã vô tình trông thấy Chae-won bị cảnh sát bắt đi. Bà thầm chửi Chae-won là loại phụ nữ rác rưởi. Sejun đùa cô lần này cô lại mất điểm trong mắt mẹ anh rồi. E rằng cô rất khó có thể lấy lại hình tượng đẹp trong lòng mẹ anh. Sejun đưa Chae-won về đến nhà. Mẹ Chae-won nhiệt tình mời anh vào nhà chơi. Nào ngờ Sejun lập tức đồng ý. Điều này khiến Chae-won có chút ngượng ngùng. Vào tới nhà, Sejun lễ phép chào hỏi ông bà. Cả nhà đều rất thích anh. Bà ngoại Chae-won tưởng anh cũng làm việc ở căng tin giống cháu gái. Không ngờ cậu Chae-won đã nhận ra Sejun. Ông nói Sejun là con trai chủ tịch công ty. Bất ngờ hơn, mẹ kế của Chae-won lại là em gái của mẹ anh. Hai chị em từ bé đã cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Khi tiễn Sejun về, Chae-won tự ti cảm thấy cô không xứng với anh. Cô không tin vào câu chuyện tình hoàng tử lọ lem. Cô khuyên anh hãy tìm người phụ nữ môn đăng hộ đối với anh. Nhưng Sejun nói rằng người phù hợp với anh nhất chính là Chae-won. Bên này bố Chae-won cũng không vui nổi. Ông cảm thấy con gái không xứng với người ta. Hơn nữa cô lại từng có một đời chồng. Mẹ Sejun cũng không phải dạng vừa. Ông không muốn con gái lại phải sống cuộc sống địa ngục như trước kia. Nghe được những lời này, Chae-won không khỏi chạnh lòng. Sejun vừa về tới nhà, mẹ anh lập tức nhắc nhở con trai. Bà không cho phép anh qua lại với người phụ nữ đã có một đời chồng. Lúc này mẹ Sejun đích thân tới nói chuyện với Chae-won. Bà đe dọa nếu cô không muốn thấy gia đình chịu tổn thương thì tốt nhất hãy biết điều một chút. Chae-won biết bà đang muốn gì. Cô ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của bà. Bà mẹ chồng tương lai này cũng ác ngang ngửa với mẹ chồng cũ của cô. Chae-won đã chuẩn bị sẵn đơn thôi việc. Nhìn thấy Sejun bước vào, cô vội giấu đơn thôi việc đi. Do cuộc họp kéo dài nên bị lỡ giờ cơm, Sejun rất đói. Chae-won chuẩn bị cho anh một suất cơm ngon, coi nó như bữa cơm cuối cùng cô nấu cho anh. Mẹ Chae-won và mẹ Sejun cùng nhận được một cuộc điện thoại. Thì ra nữ tu sĩ mà họ quen khó có thể sống qua nổi đêm nay. Bà gọi điện thoại tới hy vọng có thể gặp bọn họ lần cuối. Tại công ty, Chae-won đang thu dọn đồ đạc. Nhìn căn phòng quen thuộc, cô nhớ lại chặng đường dài luôn có Sejun bên cạnh chăm sóc bảo vệ. Chae-won lặng lẽ nộp đơn thôi việc rồi một mình rời khỏi công ty. Khi Sejun tới đón cô tan làm chỉ thấy đơn thôi việc đặt trên bàn. Sejun đuổi theo cô, sau đó thẳng tay xé nát đơn thôi việc của cô. Lúc này mẹ kế của Chae-won đã tới bệnh viện thăm nữ tu sĩ đã nuôi nấng bà từ khi còn bé. Thấy nữ tu sĩ bệnh nặng hấp hối, bà vô cùng đau lòng. Nhưng khi nữ tu sĩ nhìn thấy mẹ Sejun thì bất ngờ giận dữ quát mắng: "Cô mau cút đi cho tôi, thứ trộm cắp như cô không có tư cách vào đây." Bên này Sejun đã dùng sự chân thành và kiên trì khiến Chae-won cảm động. Cuối cùng cô cũng đã đồng ý cùng anh vượt qua sóng gió. Lúc này bố mẹ Chae-won cũng về đến nhà. Sau khi tiễn biệt tu sĩ, tâm trạng của bà Giang vô cùng tồi tệ. Bố cô không muốn cô và Sejun đến với nhau bởi cuộc hôn nhân đầu của con gái vẫn luôn ám ảnh ông.
Không những thế, gia thế nhà Se Jun còn mạnh hơn nhà Chun Gu gấp nhiều lần. Cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối như vậy khiến ông vô cùng lo lắng. Trái ngược với chồng, bà Giang lại ủng hộ con gái. Bà cho rằng bản chất con người không ai giống ai, không nên so sánh khập khiễng như thế. Se Jun không giống với loại con trai chỉ biết bám váy mẹ như Chun Gu. Về đến nhà, Se Jun thấy phòng ăn vẫn sáng đèn. Đi vào phòng ăn, anh phát hiện mẹ đang ngồi ngẩn ngơ ở đó. Cho dù cô có thể lừa tất cả mọi người nhưng cô không thể qua mắt Chúa Trời. Loại phụ nữ độc ác như cô sao có thể không hiểu. Se Jun đi tới hỏi mẹ đang nghĩ gì mà muộn như vậy rồi vẫn ngồi đây. Bà Baek bị con trai dọa hết hồn. Đúng là có tật giật mình. Có lẽ bà đã làm không ít chuyện xấu. Sau khi con trai đi khỏi, bà nhận được một cuộc điện thoại thông báo nữ tu sĩ đã từ trần. Che Won và Se Jun đang ở giai đoạn đỉnh cao của tình yêu. Lúc nào bọn họ cũng muốn nghe giọng nói của đối phương. Ngày nghỉ, Se Jun chạy tới nơi làm việc của bố Che Won giúp ông làm việc. Nhìn thiếu gia tài phiệt hăng say làm việc khiến ông cảm thấy anh khác với những người giàu mà ông đã từng gặp. Sau khi có được địa chỉ nhà Se Jun, bà Giang quyết định tới thăm người chị cùng bà lớn lên ở cô nhi viện. Mẹ Se Jun nhìn thấy cô em gái nhiều năm không gặp thì vô cùng kinh ngạc. Thay vì nhiệt tình tiếp đón thì bà Baek lại đuổi bà Giang mau cút khỏi nhà bà. Bà Giang liền nói bà Baek ngày càng quá đáng, nhưng bà Baek vẫn kiên quyết đuổi bà Giang về. Sau một buổi sáng làm việc, Se Jun đã hòa nhập với mọi người. Anh thành công khiến mối quan hệ con rể và bố vợ tương lai trở nên gần gũi hơn. Từ trước tới nay, Se Jun chưa từng làm việc nặng, nay mệt tới mức chảy máu mũi. Che Won bỗng cảm thấy anh rất đáng yêu. Che Won mang thuốc tới cho ông ngoại, phát hiện ông đang nằm hôn mê trong xưởng mì. Cô vội gọi điện bảo Se Jun đưa ông đi cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận ông bị ung thư giai đoạn cuối. Thông tin như sét đánh ngang tai khiến Che Won gục ngã. Về tới xưởng mì, ông ngoại nói điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời ông chính là vẫn chưa tìm được người thừa kế xưởng mì gia truyền hàng trăm năm này. Ông hy vọng Che Won có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Che Won quyết định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông ngoại. Cô gọi điện thông báo cho Se Jun biết cô đã quyết định học làm mì. Che Won hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao, sau đó nộp đơn thôi việc. Nghe được tin này, Ju Ji vô cùng vui sướng. Se Jun muốn đưa Che Won tới một bữa tiệc. Che Won khoác lên mình bộ váy xinh đẹp khiến Se Jun không khỏi trầm trồ. Trông thấy đôi giày rất phù hợp với cô, anh đã tự tay đeo nó cho cô. Hành động này khiến Che Won nhớ lại lần đầu Se Jun đeo giày cho cô. Se Jun dặn Che Won khi tới bữa tiệc không cần sợ hãi, anh sẽ luôn bảo vệ cô. Không ngờ Se Jun dẫn cô tới tiệc sinh nhật của bố anh. Hai mẹ con Ju Ji cũng có mặt ở đây. Trông thấy Che Won khép nép bước ra, tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Se Jun dẫn cô tới đây là muốn chính thức giới thiệu cô với gia đình. Bà Bang tức giận lao tới tát Se Jun. Cứ ngỡ bữa tiệc này là cơ hội hàn gắn mối quan hệ giữa Ju Ji và Se Jun. Ai ngờ lại xảy ra tình huống trớ trêu này. Bà cảm thấy đây là một sự sỉ nhục liền dứt khoát kéo con gái rời khỏi đó. Trước khi đi, Ju Ji không quên liếc nhìn Che Won với ánh mắt hình viên đạn. Mẹ Se Jun tức giận mắng Che Won là loại mặt dày không biết xấu hổ. Khi Che Won quay người rời đi, Se Jun lập tức nắm chặt tay cô lại. Anh nói cô không biết hôm nay sẽ tới tiệc sinh nhật của bố. Nếu biết sự thật, cô chắc chắn sẽ không dám tới. Chính anh đã nói dối để lừa cô tới. Bố Se Jun thất vọng rời khỏi bữa tiệc. Che Won bật khóc, tự hỏi tại sao cô lại luôn rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Se Jun đưa cô về nhà. Anh nói anh không muốn lén lút hẹn hò với cô nữa. Anh muốn dắt cô về ra mắt bố mẹ. Sau đó quang minh chính đại bên cạnh cô. Anh kêu Che Won đừng nghĩ nhiều. Cô chỉ cần ở bên cạnh tiếp thêm động lực cho anh là được. Thấy Che Won đồng ý thừa kế xưởng mì, ông ngoại vô cùng yên tâm. Ông tin cô sẽ trở thành thợ làm mì giỏi nhất. Hôm nay là ngày hạnh phúc của Che Won. Sáng sớm, Se Jun đã gửi hoa tới chúc mừng Che Won. Anh vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Che Won. Từ xa, Ju Ji đã nhìn thấy dáng vẻ vui như xuân về của Se Jun. Cô cảm thấy vô cùng buồn bã, cũng có chút không can tâm. Biết tin Che Won chen chân vào khối di sản của ông ngoại thì cậu mợ ghét Che Won ra mặt. Cậu mợ nghỉ việc về làm ở xưởng mì không phải vì muốn duy trì xưởng mì của ông. Mục đích chính của họ là mảnh đất rộng lớn trị giá hàng trăm tỷ won này. Để hóa giải tình hình căng thẳng, bố Che Won chủ động nói nếu bán được mảnh đất này, ông sẽ cho họ hết. Gia đình ông tuyệt đối sẽ không lấy một xu. Bên này, bà Bang biết tin bà thông gia vì ngoại tình nên sau khi ly hôn không nhận được một đồng tiền trợ cấp nào. Hơn nữa, cô con dâu yêu quý của bà chính là kết quả của mối tình vụng trộm đó. Nghe được những lời này, bà ta tức tới mức suýt ngất. Bà lập tức xông tới túm cổ bà mối. Bà mối nói cũng không phải tự nhiên mà con gái tập đoàn Ta San danh giá lại gả cho người đàn ông có một đời vợ. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Bà mẹ chồng tham lam cuối cùng cũng đã nhận được quả báo. Mẹ Se Jun tìm tới tận nhà Che Won hẹn bố cô ra ngoài nói chuyện. Bà hy vọng ông Min có thể ngăn cản con gái và Se Jun ở bên nhau. Nói mãi vẫn là coi thường Che Won từng có một đời chồng. Vừa về tới nhà, bà Bang đã lập tức hiện nguyên hình. Trước kia bà khom lưng cúi đầu trước con dâu bao nhiêu thì bây giờ lại hung hãn bấy nhiêu. Bà hùng hổ xông vào phòng lớn tiếng quát mắng con dâu. Bà trách Hong Ju và mẹ cô thông đồng với nhau lừa cả gia đình bà. Bà không ngờ cô lại là kết quả của một mối tình vụng trộm. Hong Ju tức giận quát bà Bang câm miệng. Nhưng lúc này bà đã không còn nhún nhường con dâu mới nữa. Cuối cùng bà ta cũng lộ rõ bộ mặt thật. Hong Ju bắt đầu rơi vào hoàn cảnh của Che Won khi trước. Buổi tối, Se Jun vừa tới tìm Che Won liền bị bố cô gọi ra quán ăn nói chuyện. Ông nói ngày hôm nay mẹ anh đã tới đe dọa gia đình ông. Ông không muốn con gái dẫm lên vết xe đổ một lần nữa. Trước khi bố mẹ anh đồng ý cho anh và Che Won ở bên nhau, ông không cho phép Se Jun tới gặp Che Won. Bà Bang trông thấy con trai cưng ngày càng sa đọa thì vô cùng lo lắng.
Chun Gu cảm thấy mẹ anh đúng là quái thai, không một cô con dâu nào có thể làm hài lòng bà. Chun Gu hoàn toàn thất vọng về mẹ, anh nói anh không thể sống thiếu Chaewon. Thấy con trai như vậy, bà Bang cũng không khỏi đau đầu nhức óc. Tới phòng con gái lại thấy cô đang thu dọn hành lý chuẩn bị tới nhà bạn ở. Cô kêu bà Bang đừng đi tìm cô, cho dù có chết cô cũng không muốn trông thấy Sejun và Chaewon ở bên nhau. Khi nào ổn định cảm xúc cô sẽ tự quay về. Ju Ji nói cô không thể sống thiếu Sejun. Sau khi cân nhắc lại tình hình, bà Bang nhận ra chỉ cần quay về thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chun Gu vui, Ju Ji cũng vui, như vậy chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao? Thế là bà ta vội tới nhà Chaewon, vừa gặp bà đã khóc lóc xin lỗi cô. Bà hy vọng cô có thể tha thứ cho bà. Ta chân thành xin lỗi con, xin con hãy tha thứ cho người mẹ chồng hồ đồ này. Mẹ chồng độc ác đánh chửi con dâu thậm tệ. Sau khi ly hôn mới phát hiện con dâu vẫn còn giá trị lợi dụng nên đã mặt dày tới xin lỗi. Đúng là kiểu mẹ chồng khiến nàng dâu khóc thét, những chuyện trước kia đều do bà sai. Khi mất đi mới biết trân trọng, lúc này bà mới nhận ra không có người con dâu nào tốt hơn Chaewon. Bà hy vọng Chaewon có thể quay về bên con trai bà. Bị mẹ chồng hành hạ suốt 3 năm, Chaewon sao có thể dễ dàng tha thứ cho bà. Thấy Chaewon không lay chuyển, bà bắt đầu bám theo Chaewon. Lúc này bà ngoại Chaewon cũng vừa ra khỏi cửa. Trông thấy bà Bang, bà lão chỉ muốn xông tới đánh đối phương. Nếu không muốn bị ăn bột mì thì hãy mau chóng cút khỏi nhà tôi. Sau đó bà lão lôi Chaewon vào nhà. Từ nhỏ Chaewon có tài năng thiên phú về việc làm mì. Sự hiểu biết của cô về mì vượt ngoài sự kỳ vọng của ông ngoại. Cuối cùng ông cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Sau đó cô muốn cùng ông ngoại đi kiểm tra lại lô mì mới làm. Nhưng ông cảm thấy không cần thiết. Chaewon hy vọng ông không được bỏ cuộc mà phải kiên cường sống tiếp. Bà Bang vừa về tới nhà liền bắt đầu chửi bới cô con dâu yêu quý. Bà bảo Hong Ju mau cút khỏi nhà mình. Trước kia bà khom lưng cúi đầu trước mặt cô nhưng nay mẹ cô thất thế là bà lật mặt ngay được. Buổi tối Sejun bỗng bị đau bụng cả người đổ đầy mồ hôi. Chaewon vội hỏi anh bị làm sao. Ông Min bỗng nhớ lại buổi trưa Sejun tới công trường làm việc giúp ông đã ăn phải thịt hỏng. Nhưng vì anh bị mất vị giác nên không biết thịt bị hỏng. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Anh kêu Chaewon đừng lo lắng quá. Anh nói anh rất cần Chaewon. Chaewon xúc động ôm chầm lấy anh. Sejun bị ngộ độc thực phẩm nên đã ngủ lại ở nhà Chaewon. Lúc này mẹ Sejun bỗng gọi điện thoại cho con trai. Biết tin anh đang ở nhà Chaewon, bà vô cùng tức giận lập tức tới đón con trai về. Thái độ lạnh lùng của mẹ Sejun khiến gia đình Chaewon cảm thấy không được thoải mái. Về tới nhà bà bắt đầu trách mắng con trai. Anh nghĩ bố mẹ sẽ đồng cảm với anh vì khi bố mẹ anh kết hôn cũng vấp phải sự phản đối của ông bà nội. Khi đó hai người cũng không quan tâm tới khoảng cách hai bên gia đình mà đến với nhau. Lời nói này đã trực tiếp đả động tới mẹ Sejun. Bởi vì bà là trẻ mồ côi nên bà rất ghét người khác nhắc tới quá khứ của bà. Chaewon vẫn đang ép nước chanh giúp Sejun lấy lại vị giác. Sejun tới phòng mẹ xin lỗi vì đã khiến bà tổn thương. Sáng sớm Chaewon đã tới công ty Sejun. Cô tặng anh hộp chanh đông mình tự làm. Cô bảo anh hãy ăn thử để dần dần cảm nhận được vị chua. Hành động nhỏ nhưng lại khiến Sejun vô cùng cảm động. Nghe tin ông ngoại Chaewon định bán mảnh đất trên thành phố, anh trai của ông vội đến thăm. Ông ấy không cho phép ông nội bán mảnh đất này vì mảnh đất này là của tổ tiên để lại. Nó không thuộc về gia đình họ. Câu nói này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Con cháu nghỉ việc về tranh giành tài sản, nghe được tin này thì như sấm đánh giữa trời quang. Tại nhà Chun Gu, mẹ chồng đang lục tìm ngăn kéo của con dâu. Bà bắt cô trả lại của hồi môn. Vốn tưởng cô là con gái út nhà tài phiệt danh giá mới rước cô về đây. Khi phát hiện con dâu chỉ là con riêng, bà lập tức bắt cô trả lại của hồi môn khi cưới. Quá đáng hơn, bà còn bắt con dâu trả lại nhẫn cưới đang đeo trên tay. Định bụng sẽ mang chiếc nhẫn này tặng cho Chaewon. Bà Bang cho người đem đống quà hồi môn đó chuyển tới nhà Chaewon. Cô không có ý định nhận chúng nên đã lái xe tới nhà bà trả lại. Chuẩn bị về lại vô tình gặp phải Chun Gu. Anh đứng trước xe chặn không cho Chaewon đi nhưng cô không quan tâm. Mặc cho Chun Gu đứng cản đường, cô vẫn lái xe lao thẳng. Chun Gu gào thét không muốn Chaewon hẹn hò với Sejun. Vừa về tới nhà, Sejun đã báo cho Chaewon một tin tốt. Sắp tới công ty anh sẽ tổ chức một cuộc thi làm mì. Nếu giành chiến thắng sẽ trở thành đối tác của công ty anh. Cô muốn tham gia thi. Cô muốn giành hạng nhất để xưởng mì vực dậy lần nữa. Hơn nữa cô hy vọng cô sẽ có được sự công nhận của bố mẹ Sejun. Thấy Chaewon có ý chí như vậy, Sejun vô cùng vui mừng. Sejun cùng cô làm mì. Lúc cô không chú ý, anh còn quay sang hôn trộm cô một cái. Sau đó Chaewon tận tình hướng dẫn Sejun cách làm mì. Cuối cùng cậu mợ Chaewon cũng đã biết mảnh đất đáng giá hàng chục tỷ không phải của ông ngoại Chaewon. Vì muốn con cháu về thừa kế xưởng mì, ông mới bịa ra chuyện này. Điều này khiến đám con cháu trong đầu chỉ có ý nghĩ tranh cướp tài sản vô cùng thất vọng. Cậu cô thẹn quá hóa giận chạy tới xưởng mì chút giận. Mợ cô cũng lập tức thu dọn hành lý rời khỏi đây. Trông thấy khung cảnh đổ nát ở xưởng mì, Chaewon chỉ biết lặng lẽ thu dọn hiện trường. Chaewon và Sejun đưa ông nội tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ phát hiện tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể. Nhận được tin tàn khốc này, Chaewon vô cùng đau khổ. Ông ngoại hy vọng Sejun có thể bên cạnh cháu gái ông trong lúc khó khăn, như vậy ông mới có thể yên tâm nhắm mắt. Ông Min thấy con gái cố gắng vì xưởng mì như vậy liền đi tới động viên. Ông cảm thấy Chaewon đã tự tin hơn trước rất nhiều. Bố thấy rất vui vì điều này. Sáng sớm hôm sau, Chaewon cùng mẹ tới tham gia cuộc thi làm mì. Chaewon đi nộp đề tài còn mẹ cô đứng đợi ở ngoài. Lúc này mẹ Sejun từ đâu xông tới tát vào mặt bà Giang. Tại sao cô luôn xuất hiện trước mặt tôi vậy? Chẳng phải cô đã đồng ý sẽ không xuất hiện trước mặt tôi rồi sao? Tại sao cứ luôn làm tôi thấp thoáng lo sợ vậy?
sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi không thể chịu nổi cô nữa. Đúng lúc này mẹ Se-jun trông thấy con trai đi ra. Sợ con trai nghi ngờ, bà vội kéo bà Giang rời khỏi hiện trường. Bà Giang cho rằng bà Baek đã làm chuyện có lỗi với bà nên mới luôn trốn tránh bà. Nhưng mẹ Se-jun không thừa nhận. Bà cảnh cáo bà Giang từ giờ trở đi đừng lảng vảng trước mặt bà. Bà Giang không hiểu vì sao người chị hiền lành năm xưa của bà bây giờ lại biến thành con người như vậy. Ngồi trên xe bus, bà Giang nhớ lại lời của nữ tu sĩ trước lúc lâm chung. Bà Baek vừa tới nơi, nữ tu sĩ đã đuổi bà cút ra ngoài. Nữ tu sĩ đó nói loại trộm cắp như bà không có tư cách tới đây. Bà Giang trầm ngâm suy nghĩ không biết bà Baek đã trộm thứ gì. Chun Gu lén trở về nhà, anh khóa cửa phòng rồi lôi ra một vali tiền. Sau đó anh chuyển nhượng toàn bộ tài sản và cổ phần của mình sang tên vợ. Anh muốn Hong Ju đồng ý ly hôn với anh. Hong Ju chưa muốn ly hôn nhưng vẫn nhận toàn bộ cổ phần, đất đai và tiền mặt. Thấy bản thân đã giao toàn bộ tài sản cho vợ nhưng cô vẫn không có ý định ly hôn khiến Chun Gu có chút hoang mang. Vì muốn nhanh chóng đuổi Hong Ju ra khỏi nhà nên mẹ chồng không để cho cô ăn bữa cơm yên ổn. Cơm đã không cho ăn, đến cả uống nước cũng bị bà ta ngăn lại. Hết bắt cô đi lấy đường, lại bắt đi lấy muối. Bà Bang không biết phải làm như thế nào Hong Ju mới chịu ly hôn con trai bà. Hong Ju không quan tâm lời bà nói, cô đứng dậy bỏ lên phòng. Mỗi ngày chỉ biết chăm chó coi lời mẹ chồng như gió thổi ngang tay. Đúng là loại phụ nữ xấu xa. Vừa về tới nhà, Se-jun liền lấy bức ảnh chụp chung với người yêu cũ ra ngắm. Sau đó anh quyết định đốt chúng. Mẹ anh không hiểu vì sao anh đột nhiên lại đốt hết số di vật này. Anh cảm thấy giữ lại chúng sẽ khiến Che-won buồn nên đốt chúng đi. Bà không hiểu Che-won tốt đến mức nào mà khiến anh có thể quên đi quá khứ. Mỗi buổi tối Che-won và Se-jun phải nghe được giọng của đối phương mới yên tâm. Hôm nay Che-won làm cho Se-jun loại siro có vị đắng. Cô nói mỗi ngày sẽ cho anh đổi một vị. Cô hy vọng anh có thể nhanh chóng lấy lại vị giác. Buổi sáng dì giúp việc nấu cho Se-jun một bát canh không vị. Anh lại bất giác bỏ thêm gia vị vào bát canh. Hành động này khiến dì giúp việc cảm thấy rất kỳ lạ. Bà liền nói với bà Baek rằng bà thấy dạo gần đây thiếu gia có chút kỳ quái. Lần trước bà trông thấy anh bỏ muối vào cà phê. Hôm nay anh lại bỏ thêm đường vào canh đậu phụ. Hôm sau bà Baek gọi anh họ Se-jun ra ngoài gặp mặt để xác nhận lại suy đoán của mình. Hóa ra Se-jun đã mất vị giác từ 3 năm trước, nguyên nhân do nỗi đau tinh thần gây ra. Bà không ngờ cái chết của bạn gái cũ đã gây ra tổn thương tinh thần to lớn cho con trai. Hiện tại người có thể giúp Se-jun thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ và lấy lại vị giác chỉ có Che-won. Sau khi biết chuyện, bà Baek cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai. Cuộc thi làm mì Che-won tham gia đã tới vòng 3. Dựa vào tay nghề điêu luyện, cô thành công bước vào cuộc thi cuối cùng. Se-jun bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Bà Bang hớn hở tới thông báo cho Chun-gu biết tin Che-won đã lọt vào vòng cuối của cuộc thi nấu mì. Bà còn đưa cho con trai một bó hoa lớn kêu anh đợi Che-won ra ngoài thì tặng cho cô. Trong mắt bà, tiêu chuẩn đánh giá người khác phụ thuộc vào giá trị lợi dụng của đối phương. Che-won tự tin bước ra sau khi hoàn thành cuộc thi. Vừa ra khỏi cửa, cô liền trông thấy Chun-gu. Anh bắt đầu lôi kéo Che-won không chịu buông tha cho cô. Che-won vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Chun-gu. Chun-gu nói trước khi anh chết cô không được yêu Se-jun. Vào thời khắc nguy hiểm, may mà có mẹ Se-jun đứng ra giải vây. Bà khuyên Chun-gu không nên quấy rối Che-won. Cho dù anh có làm gì thì Che-won cũng không thích anh. Nhưng anh lại nói bà Baek đừng xen vào chuyện của vợ chồng anh. Bà Baek liền đáp, chẳng phải hai người đã ly hôn từ lâu rồi sao? Che-won không ngờ người luôn ngăn cấm cô hẹn hò với Se-jun lúc này bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Ju-ji thấy vậy cũng không thể hiểu nổi. Cô ả lập tức chất vấn Che-won đã nói gì với bà Baek. Nhưng Che-won không trả lời cô. Con trai bị mất vị giác suốt 3 năm mà người làm mẹ như bà giờ mới biết. Điều này khiến bà vô cùng tự trách. Se-jun mỉm cười an ủi mẹ rằng anh không sao. Nhân viên công ty thông báo Che-won đã được vào vòng kiểm định cuối cùng. Nhận được tin, Che-won vô cùng vui sướng. Trái ngược với niềm vui của cô, hai anh em Chun-gu khoác tay nhau về nhà trong bộ dạng say khướt. Thấy vậy, bà Bang không khỏi phiền não về hai đứa con ăn hại. Về tới phòng, Chun-gu bắt đầu mượn rượu đập phá. Anh không thể nào quên Che-won. Thấy con trai bắt đầu làm loạn, bà Bang vội ôm chặt anh rồi vỗ về an ủi cậu con trai quý tử. Bà nói với Hong Ju chỉ cần cô ly hôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cô cứ bám riết ở đây khiến cả gia đình bà phát điên. Lời nói này của bà Bang đã khiến Hong Ju tổn thương. Che-won dẫn Se-jun tới nhà dùng bữa. Se-jun còn chu đáo tặng bà Giang một bó hoa bà yêu thích nhất khiến bà vui ra mặt. Cậu mợ Che-won đã nhận hối lộ của bà Bang. Họ thường xuyên chạy tới hàn gắn mối quan hệ của cháu gái và chồng cũ. Thậm chí họ còn nói tốt cho bà Bang. Về phía Hong Ju, mẹ chồng thấy mềm mỏng không được liền bắt đầu uy hiếp đuổi con dâu đi. Bà nói loại người như cô chỉ cần bà búng nhẹ một cái là biến mất. Nhưng Hong Ju không hiền lành như Che-won. Cô thách bà Bang dám động vào một cọng lông của cô. Cho dù cô có rời khỏi cái nhà này cũng không phải do bà uy hiếp cô. Lúc nào cô muốn cô sẽ tự đi, bà không cần phải đuổi. Lúc này Hong Ju cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu nổi Chun-gu và gia đình anh ta nữa. Vừa về tới nhà, Se-jun liền thấy thái độ của mẹ đã thay đổi. Anh vội gọi điện thoại báo cho Che-won biết. Trước đây chỉ cần nghe tin hai bọn họ gặp nhau bà Baek sẽ nổi cơn lôi đình. Nhưng hôm nay bà lại hết sức nhẹ nhàng. Anh cảm thấy đây là một sự cảm tốt. Dường như mẹ anh đã có thiện cảm với Che-won. Sáng sớm Hong Ju dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nhưng chẳng có ai động đũa. Ju-ji nói Hong Ju không có lòng tự trọng. Gia đình cô ghét Hong Ju như vậy mà Hong Ju vẫn bám giết lấy anh trai cô. Nhưng Hong Ju cũng chẳng để tâm tới lời nói của cô em chồng quái thai này. Thực ra Hong Ju cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Từ bé cô đã không có được tình yêu của bố mẹ.
lớn lên đi lấy chồng lại bị gia đình chồng ghét bỏ. Ngày hôm nay là vòng chung kết của cuộc thi nấu mì. Công thức nấu mì của Chae-won khiến chủ tịch Lee vô cùng hài lòng. Cuối cùng Hong-ju cũng đã hạ quyết tâm rời khỏi căn nhà địa ngục. Cô không còn bất kỳ lưu luyến nào với nơi đây. Trước khi đi, cô đã để lại món đồ mà Chun-gu mong muốn nhất. Lúc này cuộc thi làm mì cuối cùng cũng đã có kết quả. Chae-won thành công đứng nhất. Nhận được tin, cả gia đình cô vô cùng vui sướng. Chae-won gọi cậu mợ quay về nói cho bọn họ kế hoạch phát triển xưởng mì sau này. Cô muốn bọn họ quay về giúp đỡ xưởng mì. Sau vụ tranh giành đất, cả gia đình cuối cùng cũng đã đoàn tụ như trước. Cuối cùng bố mẹ Se-jun cũng đã cho phép anh hẹn hò với Chae-won. Se-jun vui vẻ ra mặt, anh liên tục cảm ơn bố mẹ. Vừa về đến nhà, Chun-gu đã trông thấy đơn ly hôn Hong-ju để lại. Anh không những không buồn mà còn vui như Tết. Anh vội chạy ra báo tin cho mẹ. Hai mẹ con vui sướng tới phát điên. Bên này Se-jun chạy thẳng tới nhà Chae-won. Anh báo cho Chae-won biết bố mẹ anh đã đồng ý cho hai người hẹn hò. Chae-won ngây người một hồi lâu mới phản ứng lại. Cô không dám tin đây là sự thật. Sau đó cô ôm chầm lấy Se-jun. Lúc này dì giúp việc đưa cho bà Baek một bức thư. Đây là thư của nữ tu sĩ gửi tới. Bà nói nếu bà Baek làm ngơ bức thư này, bà sẽ gửi cuốn nhật ký ghi chép tất cả bí mật của bà tới tay Yang Chun. Vì muốn tái hôn với Chae-won nên Chun-gu đã tặng cho Chae-won một chiếc xe mới. Nhưng Chae-won thẳng thắn từ chối món quà của anh. Sau đó cô vội đuổi anh về. Chun-gu nói anh và Hong-ju đã làm xong thủ tục ly hôn. Nhưng Chae-won không quan tâm tới vấn đề này. Cô không có ý định làm lại từ đầu với loại đàn ông bám váy mẹ như anh. Chun-gu nói anh sẽ bù đắp cho Chae-won gấp trăm gấp ngàn lần vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc trước kia. Nhưng Chae-won không muốn nghe. Khi Chun-gu đang phiền não không biết làm thế nào thì mợ cả của Chae-won bỗng xuất hiện. Bà biết bà không thể khuyên cháu gái quay lại với Chun-gu nên đã chủ động trả lại chiếc túi sách hàng hiệu đã nhận trước đó. Chun-gu sao có thể từ bỏ cơ hội duy nhất này. Anh giao xe và túi cho mợ cả bảo quản. Bà ta thấy tiền thì lập tức sáng mắt. Lúc này bà bang phát hiện Chun-gu đã sang tên cho Hong-ju một nửa cổ phần của công ty. Giờ đây Hong-ju đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Bà tức phát điên. Vừa thấy con trai, bà lập tức xông tới đánh cho anh sáng mắt ra. Sau đó bà hỏi con trai có cho Hong-ju thêm thứ gì khác không. Chun-gu thừa nhận anh còn sang tên cho Hong-ju cả bất động sản và căn biệt thự trên đảo. Nghe tới đây bà bang tức đến mức ngất xỉu. Se-jun đang chọn nhẫn cầu hôn, không ngờ Ju-ji cũng xuất hiện ở đây. Nhìn thấy anh đang chọn nhẫn, Ju-ji liền biết cô đã không còn tia hy vọng nào. Bên này mẹ Se-jun chạy tới cô nhi viện bẻ khóa cửa chạy vào trong tìm kiếm cuốn nhật ký viện trưởng viết lúc còn sống. Bên trong cuốn nhật ký có ghi lại toàn bộ tội ác của bà ta, nhưng bà đã lật tung khắp nơi vẫn không thấy nó đâu. Bà trách viện trưởng bắt bà chịu sự trừng phạt quá tàn khốc. Chae-won ăn vận xinh đẹp chuẩn bị tới ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mẹ cô chu đáo chuẩn bị một bó hoa mẹ Se-jun thích nhất. Bà hy vọng Chae-won có thể làm chị gái bà hài lòng. Ju-ji trở về thăm mẹ, biết tin mẹ sắp bị anh trai làm cho tức chết. Bà bang báo cho con gái biết tin Chun-gu sang tên toàn bộ tài sản cho Hong-ju. Chae-won căng thẳng tới nhà bạn trai tặng hoa cho mẹ anh. Bà Baek tò mò muốn biết vì sao Chae-won biết bà thích loài hoa này. Se-jun liền nói bó hoa này do mẹ Chae-won chuẩn bị. Lần đầu ăn cơm chung với bố mẹ người yêu khiến Chae-won không được tự nhiên cho lắm. Sau bữa cơm, Chae-won khắp người đổ mồ hôi lạnh như đang bị chướng bụng. Bà Baek nói khi bị chướng bụng dùng kim đâm vào đầu ngón tay rất hiệu quả. Nhìn giọt máu trên đầu ngón tay xem ra tiêu hóa của cô đúng là không tốt. Trước nay Chae-won luôn nghĩ bà Baek là một người đáng sợ, không ngờ bà cũng là một con người khá ấm áp. Nhìn dáng vẻ ăn uống căng thẳng của Chae-won khiến bà nhớ lại bản thân bà 40 năm trước. Thấy mẹ và người yêu hòa hợp, Se-jun cũng cảm thấy vui. Hai bọn họ vừa về tới nhà đã thấy bố mẹ Chae-won đứng đợi con gái trước cổng. Se-jun định trao nhẫn cầu hôn cho cô nhưng xem ra hôm nay không thích hợp cho lắm. Bên này bà Baek vẫn nơm nớp lo sợ nội dung bên trong cuốn nhật ký nữ tu sĩ để lại sẽ bị ai đó phát hiện. Bà cảm thấy phải nhanh chóng cho Se-jun kết hôn rồi đưa anh ra nước ngoài sinh sống. Phụ huynh hai bên gặp nhau để bàn về chuyện hôn sự cho các con. Bà nghĩ việc gia đình bà nôn nóng tổ chức đám cưới như vậy sẽ khiến gia đình thông gia hoang mang. Nhưng bà muốn nhân lúc Chae-won và Se-jun còn trẻ thì sớm kết hôn rồi sinh con. Bà hy vọng Se-jun có thể nhanh chóng yên bề gia thất nên mới làm vậy. Gia đình Chae-won cũng đã tới nơi. Bọn họ vô tình lướt qua mẹ Se-jun đang đi vệ sinh. Bố Se-jun rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Chun. Bà vội giải thích Chae-won là con gái bà. Điều này khiến bố Se-jun vô cùng kinh ngạc. Bố Se-jun nói cho vợ biết Giang Chun chính là mẹ Chae-won. Bà ngoại ăn một miếng sô-cô-la lại phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn. Thì ra đó là nhẫn cầu hôn Se-jun chuẩn bị cho Chae-won. Để làm cô bất ngờ, Se-jun đã giấu nó trong viên sô-cô-la. Vào tới nhà nhìn thấy bà ngoại đang đói, Chae-won liền đưa luôn hộp sô-cô-la trên tay cho bà. Bên ngoài Se-jun thấy thời gian đã trôi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy Chae-won có động thái gì, bèn gọi điện thoại hỏi cô đã ăn viên sô-cô-la đó chưa. Chae-won nói cô đã đưa nó cho bà ngoại. Khi Se-jun bối rối không biết làm thế nào thì bà nội tung tăng mang nhẫn ra. Chiếc nhẫn Se-jun chuẩn bị để cầu hôn Chae-won đã bị bà phát hiện. Bà ngoại hài hước nói Se-jun muốn bà trả lại nhẫn thì phải hôn má bà một cái. Sau khi được Se-jun thơm một cái, bà ngoại vui vẻ trả lại chiếc nhẫn cho anh. Se-jun quỳ xuống cầu hôn Chae-won dưới sự cổ vũ của mọi người. Không ngờ cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình lại éo le như vậy. Biết người em gái từng lớn lên cùng mình ở cô nhi viện lại là mẹ kế của con dâu tương lai, mẹ Se-jun không thể vui nổi. Bà viện cớ bản thân không khỏe xin phép về trước. Buổi gặp mặt phụ huynh hai bên gia đình cứ như vậy kết thúc. Hai bố con Se-jun thấy bà như vậy cũng cảm thấy kỳ lạ.
Bà Bách nhớ lại những chuyện xấu xa bà đã từng làm trước kia, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Bà không muốn kết thông gia với Giang Chun. Khi Che Won mang nước đến cho bà vội hỏi tại sao Giang Chun lại trở thành mẹ của cô. Che Won thật thà nói mẹ cô bỏ đi từ khi cô còn nhỏ, bố cô gà trống nuôi con suốt nhiều năm. Khi cô đủ lông đủ cánh, bố cô quyết định đi bước nữa. Bà Bách nghĩ cho dù trời có sập xuống bà cũng phải ngăn cản cuộc hôn nhân của con trai bà và Che Won. Lúc này bà Bách hẹn bà Giang ra ngoài nói chuyện. Bà Giang hy vọng Che Won có thể trở thành con rể bà. Nhưng bà Bách khuyên bà nên từ bỏ suy nghĩ đó. Bà tuyệt đối sẽ không để Che Won làm con rể bà Giang. Che Won vinh dự nhận tấm bằng chứng nhận hạng nhất trong cuộc thi làm mì. Xưởng mì của ông ngoại cũng thuận lợi ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp lớn. Dáng vẻ thân mật của Che Won và Che Won khiến Ju Ji phát điên vì ghen ghét. Bà Bách lại một lần nữa tới cô nhi viện tìm cuốn nhật ký của nữ tu sĩ từng nuôi nấng bà. Biết tin cuốn nhật ký đó đã được gửi tới cho bà Giang thì bà vô cùng bất ngờ. Thực ra viện trưởng trước lúc lâm chung vẫn luôn nhớ thương bà. Vì quá sợ hãi nên bà Bách đã dùng tiền mua chuộc mợ cả Che Won. Bà nói ngày mai cô nhi viện sẽ gửi tới nhà họ một đơn hàng. Bà muốn mợ cả đích thân nhận đơn hàng đó sau đó đưa cho bà. Ju Ji đã quyết định nộp đơn thôi việc. Cô muốn Che Won nhận ra bỏ rơi cô chính là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời anh. Mợ cả Che Won cũng đã nhận được đơn hàng của cô nhi viện. Bà tò mò muốn biết rốt cuộc bên trong có thứ gì mà khiến bà Bách lo sợ đến vậy. Tuy rất tò mò nhưng bà vẫn mang tới nhà cho bà Bách. Tới nơi lại không thấy ai ở nhà nên bà đã đặt bọc hàng lên hòm thư trước cửa. Bà Giang càng nghĩ càng tức. Bà quyết định sẽ tới tận nhà chị gái nói rõ mọi chuyện. Không ngờ khi bà tới nơi lại không có ai ở nhà. Bà vốn định vào trong đợi chị gái về nhưng giúp việc lại đuổi bà ra ngoài. Nhìn thấy đơn hàng trên cửa, bà thắc mắc không biết vì sao đơn hàng gửi cho bà lại ở trước cửa nhà bà Bách. Hơn nữa đơn hàng này còn được gửi từ cô nhi viện. Bà Bách vội vã trở về nhà nhưng không thấy đơn hàng đâu nữa. Trên xe, bà Giang mở cuốn nhật ký của viện trưởng ra xem. Bà Bách lòng như lửa đốt vội gọi điện hỏi mợ của Che Won đơn hàng đó rốt cuộc đang ở đâu. Nhưng mợ cả Che Won làm sao biết được. Mợ cả Che Won chắc chắn đã để đơn hàng ở trước cửa nhà bà Bách. Còn vì sao đơn hàng biến mất thì bà không biết. Về tới nhà, bà Giang cầm theo cuốn nhật ký chạy thẳng vào phòng. Hóa ra năm xưa bà Giang và bà Bách được dự tính sẽ sinh cùng ngày. Trong lúc chụp ảnh lưu niệm, cả hai chị em đều có dấu hiệu chuyển dạ. Sau đó hai người thuận lợi sinh ra hai đứa trẻ đáng yêu. Lúc này chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Con của bà Bách bỗng ngừng hô hấp. Rước về một cô con dâu mồ côi đã là một sự sỉ nhục to lớn đối với bố mẹ chồng bà. Nếu bà Bách không thể giúp họ nối dõi tông đường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Để bảo vệ chỗ đứng của bản thân trong nhà chồng, bà Bách đã đánh cháo con bà với con của bà Giang. Vốn đang thấp thỏm lo sợ thì giúp việc lại vào báo hôm nay bà Giang đã tới nhà tìm bà. Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Sau khi đọc cuốn nhật ký của viện trưởng, bà Giang nhận ra Che Won chính là con trai bà. Nhớ lại từng khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh con trai, bà Giang bật khóc nức nở. Bà trách bản thân quá vô tâm, ngay đến cả con trai ruột cũng không nhận ra. Sau đó bà tới công ty tìm Che Won. Bà đau khổ khi nghĩ tới chuyện đứa con trai bà tưởng đã qua đời lại gọi người không có quan hệ huyết thống là bố mẹ suốt 30 năm qua. Bà Bách sợ đối phương sẽ tới tìm con trai nên cũng vội chạy tới công ty. Hai người trùng hợp gặp nhau ở văn phòng của Che Won. Bà Bách cầu xin bà Giang ra ngoài nói chuyện nhưng chỉ nhận được một cái tát đau đớn. Bà Bách không chỉ trộm đi đứa con trai yêu quý của bà Giang mà còn lấy đi cả cuộc đời của bà. Bà Bách quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của đối phương. Bà sợ con trai sẽ rời bỏ bà mà đi. Nhưng sau khi biết được chân tướng, bà Giang quyết tâm giành lại con trai. Thấy tinh thần mẹ không được vui, Che Won vội mang nước mát tới cho bà. Thấy vậy, bà Giang lại nghĩ nếu công khai chuyện Che Won là con ruột bà thì Che Won phải sống như thế nào. Về tới nhà, bà Bách bật khóc nức nở. Nhưng nhìn thấy con trai đi vào, bà liền vội lau khô nước mắt. Bà muốn ôm Che Won một cái. Che Won không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ôm chầm lấy mẹ. Bà Bách hẹn Che Won ra ngoài gặp mặt. Bà xác định hôm nay sẽ là ngày đau khổ của cô. Bà xin lỗi Che Won, sau đó bảo cô hãy chia tay Che Won. Che Won dĩ nhiên không đồng ý. Cô không thể sống thiếu Che Won. Cô nói cô sẽ cố gắng thay đổi để hoàn thiện bản thân. Chỉ mong bà Bách đồng ý cho họ ở bên nhau. Nợ oán của người lớn lại khiến con cái phải chịu liên lụy. Từ khi bà Giang biết Che Won là con trai, bà nội tâm đã không còn bình tĩnh được nữa. Bà gọi điện thoại hẹn Che Won buổi tối cùng bà ăn cơm. Che Won gọi điện báo cho mẹ biết buổi tối anh không ăn cơm nhà vì mẹ Che Won vừa gọi điện hẹn anh cùng đi ăn tối. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Bà Bách vội gọi điện chất vấn em gái. Nhưng bà Giang nói bà muốn gặp con trai bà thì cần gì xin phép bà Bách. Sau khi Che Won và Che Won tới, bà Giang sẽ nói cho họ biết toàn bộ sự thật. Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bà Bách. Chun Gu lại chạy tới xưởng mì nhà Che Won làm việc. Nhìn thấy anh tay chân luống cuống, Che Won cảm thấy ngứa mắt cực kỳ. Vừa thấy Che Won, Chun Gu liền đưa cho cô một hộp thuốc bổ. Sau đó anh xé một gói ra đưa cho cô. Che Won thật sự không hiểu Chun Gu rốt cuộc có ý đồ gì. Cậu Che Won nhìn thấy Chun Gu thì tức tối xông tới nắm cổ áo anh. Ông cảnh báo nếu Chun Gu còn xuất hiện trước mặt Che Won thì đừng trách ông ác. Sau đó đuổi cổ Chun Gu ra khỏi nhà. Bà Bang thấy con trai mặt mày ủ rũ suốt ngày chỉ biết nghĩ tới Che Won thì cực kỳ bực mình. Bà vất vả nuôi dưỡng anh khôn lớn thì anh không bao giờ quan tâm để ý. Vậy mà lại mua thuốc bổ cho Che Won. Đúng là thứ con trai vong ơn bội nghĩa. Biết vậy năm xưa bà đẻ quả trứng ra ăn cho rồi. Bố Che Won đề nghị muốn ăn chung một bữa cơm với gia đình Che Won, nhân tiện định ngày tổ chức đám cưới cho hai con. Nhưng bà Bách sao có thể đồng ý cơ chứ? Bà bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.
Cô đánh cháo con trai Giang Chun với đứa con đã chết của mình. Cô tưởng tôi không biết gì sao? Bà Bách vội quỳ xuống cầu xin tu sĩ. Nếu chuyện này bị lộ, bà nhất định sẽ bị nhà chồng đuổi đi. Bà cầu xin viện trưởng nhắm mắt làm ngơ. Lúc này bà Giang định bụng sẽ nói toàn bộ sự thật cho Se Jun biết. Nhưng khi nhìn thấy con trai hạnh phúc khi nhắc tới bà Bích thì bà lại nghẹn họng. Thấy tình cảm hai mẹ con sâu đậm như vậy, bà lựa chọn không nói ra sự thật. Chun Gu lại gửi tin nhắn cho Che Won. Chun Gu lại bắt đầu làm trò điên khùng, tự tin hát tặng Che Won một bài nhạc trữ tình. Anh còn nói mỗi ngày anh sẽ gửi cho cô một video để khiến cô vui vẻ. Thấy vậy bà Bang còn tưởng con trai bà đã phát điên. Chun Gu vội kêu mẹ mau nói vài câu với Che Won. Bà Bang hy vọng Che Won có thể quay về bên Chun Gu. Xem tới đây Che Won cũng cạn lời. Lúc này mẹ Se Jun vẫn đang nơm nớp lo sợ. Bà sợ sau khi biết được chân tướng sự việc Se Jun sẽ hận bà. Bà sợ anh sẽ không nhận bà là mẹ nữa. Se Jun tan làm trở về đã mua món ăn mà bà yêu thích nhất. Việc này khiến bà cảm động tới phát khóc. Bà thật sự cảm thấy rất vui khi có một người con trai như Se Jun. Hành động nhỏ như vậy cũng đã khiến bà cảm động tới mức bật khóc. Se Jun vội lau nước mắt cho mẹ. Bà Giang vẫn chưa nói ra sự thật cho Se Jun biết. Bà cũng chưa đủ can đảm nhận lại con trai. Bà chỉ biết lặng lẽ khóc trong đêm tối. Mợ cả đã phát hiện cuốn nhật ký trong tủ quần áo. Bà rất tò mò muốn biết tại sao mẹ Se Jun lại coi trọng cuốn nhật ký này tới vậy. Bên trong rốt cuộc viết những gì? Sau khi phát hiện Se Jun chính là con ruột của Giang Chun thì mợ cả kinh ngạc không nói nên lời. Mợ cả còn chưa kịp định thần lại thì bà Giang bất ngờ bước vào. Bà Giang chất vấn mợ cả có phải bà đã xem trộm cuốn nhật ký không? Nhưng đời nào mợ cả chịu thừa nhận. Bà Giang cảnh cáo mợ cả không được nói với ai chuyện này. Nhưng mợ cả đã tiết lộ bí mật bên trong cuốn nhật ký cho Chun Gu. Mẹ ruột của Lee Se Jun chính là mẹ kế của Che Won. Tin này khiến Chun Gu vô cùng vui sướng. Đây chính là cơ hội của anh. Khi Se Jun tới nhà đón Che Won thì Chun Gu đắc ý đi tới. Tình cảm hai anh em cũng tốt quá nhỉ. Mặc dù Che Won và Se Jun không có quan hệ huyết thống nhưng lại là anh em. Bọn họ không thể kết hôn với nhau. Che Won vô tình nhìn thấy mẹ lặng lẽ khóc trong sân tối, thậm chí còn khóc rất thương tâm. Ngẫm thấy dạo gần đây biểu hiện của mẹ rất thất thường, Che Won bỗng cảm thấy có linh cảm không lành. Bà Giang vừa tới nhà chơi thì bà Bích đã vội đuổi người giúp việc ra ngoài. Một khi công khai chuyện bà Giang là mẹ ruột của Se Jun thì cuộc hôn nhân của Se Jun và Che Won sẽ đổ vỡ. Suy cho cùng, nếu bà Giang công khai Se Jun là con ruột bà thì bà cũng không được gì. Không những vậy còn khiến bọn trẻ tổn thương. Nhưng bà Giang không quan tâm. Bà nói bà Bích đừng lấy chuyện của Che Won ra làm cái cớ để bịt miệng bà. Lúc này Che Won cũng tới thăm mẹ chồng tương lai. Cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Che Won sợ hãi không dám tin vào tai mình. Cô vội vàng quay người bỏ đi. Bà Giang vội đuổi theo con gái xin lỗi cô. Bà tự trách bản thân rất nhiều. Đều do bà quá ngu ngốc nên mới để chuyện này xảy ra. Sau khi biết được bí mật, Chun Gu vội chạy tới tìm mợ cả thăm dò tin tức. Anh tò mò muốn biết bà Giang đã nói ra sự thật chưa. Nhưng đời nào bà Giang chịu nói ra bí mật động trời này. Chun Gu cứ oang oang cái mồm khiến mợ cả vô cùng lo lắng. Bà hối hận vì đã tiết lộ bí mật với con chim lợn này. Bà Giang không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Bà rất muốn nhận lại con trai ruột. Nhưng nếu bà tuyên bố với mọi người Se Jun là con trai ruột của bà thì chuyện của Che Won và Se Jun biết làm như thế nào? Che Won cũng không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào cho hợp lý. Cô thật sự rất sợ mất đi Se Jun. Lúc này Se Jun bỗng gọi điện thoại hẹn cô cùng tới công xưởng xác nhận sản phẩm. Công ty của anh đã ký hợp đồng hợp tác với xưởng mì nhà Che Won, chính thức đưa loại mì mà cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi làm sản phẩm chủ lực của công ty, đồng thời dựa vào lượng tiêu thụ mà phân chia hoa hồng với xưởng mì của gia đình cô. Kết quả này khiến gia đình Che Won vô cùng vui mừng. Che Won tới tham quan nhà máy sản xuất mì hiện đại với tư cách là người nghiên cứu phát triển. Chất lượng và hương vị mì ở đây đều nhận được sự công nhận của cô. Sau khi biết được bí mật, Che Won bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đối diện với Se Jun. Nhưng Se Jun chưa biết chuyện gì nên vẫn rất vui vẻ cười nói với bà Giang. Khó khăn lắm mới đến được với nhau, bây giờ bọn họ phải làm sao đây? Trong lúc nấu ăn cho Se Jun, bà Giang phát hiện Se Jun bị mất vị giác. Bà rất muốn biết vì sao anh lại bị như vậy. Một khi bà đã muốn biết thì Se Jun sẽ thành thật trả lời. Anh nói do anh đã phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn nên đã bị mất vị giác. Nhưng kể từ sau khi quen biết Che Won thì đã đỡ hơn rất nhiều. Anh vốn nghĩ cả đời này anh sẽ không thể quên được đoạn ký ức đau khổ đó cho tới khi Che Won xuất hiện. Nghe thấy những lời này, nội tâm bà Giang vô cùng giằng xé. Thấy Se Jun đi khuất, Che Won bắt đầu nghĩ về sự thật tàn khốc. Nếu bà Giang công khai Se Jun là con trai ruột của bà với mọi người thì cô và Se Jun sẽ như thế nào? Chỉ nghĩ thôi Che Won đã không thể chịu nổi. Nhìn thấy con gái đau khổ như vậy, bà Giang cảm thấy áy náy vô cùng. Se Jun vừa về tới nhà, bà Bích đã nhõng nhẽo đòi anh ôm bà một cái. Bà hy vọng sau này cho dù anh có ghét bà thế nào cũng đừng quên tình yêu bà dành cho anh. Lúc này bà Giang vẫn băn khoăn không biết có nên nói ra sự thật hay không. Bà sợ sau khi công khai Che Won và Se Jun sẽ phải chịu tổn thương. Ngày Che Won đi thử váy cưới, sau khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của con gái, bà Giang quyết định chôn vùi bí mật này mãi mãi. Chụp ảnh nào? Sau khi biết được ý định của em gái thì hòn đá đè nặng trong lòng của bà Bích cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Bà Giang không nhẫn tâm nhìn các con của bà phải rơi nước mắt. Chỉ khi bà không nói ra sự thật thì hai đứa con của bà mới có được hạnh phúc. Bà Bích rối rít cảm ơn bà Giang. Mợ cả của Che Won thấy Chun Gu và cháu gái đã không còn hy vọng, đã đem trả lại toàn bộ quà hối lộ đã nhận của đối phương. Bà còn thông báo Se Jun và Che Won đã chọn ngày kết hôn. Mẹ Che Won đã quyết định che giấu sự thật. Chun Gu vẫn không chịu từ bỏ.
anh thất thểu trở về nhà. Sau khi uống vài hớp rượu, anh đã vô tình nói với mẹ chuyện Se Jun là con của bà Giang. Hôm nay gia đình Che Won đã tổ chức gặp mặt với gia đình Se Jun. Vào ngày vui của Che Won, Chu Ju bất ngờ xông vào khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Anh tuyên bố Che Won và Se Jun tuyệt đối không thể kết hôn. Mặc dù hai bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng trên giấy tờ vẫn là anh em. Vì vậy Che Won không thể kết hôn với Se Jun. Se Jun không hiểu Chun Gu rốt cuộc có ý đồ gì. Chun Gu nói mợ cả nhà Che Won đã nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Mẹ của Se Jun đã đánh cháo đứa con đã chết với con của bà Giang. Chính vì vậy Se Jun chính là con của bà Giang. Mợ cả vội chạy tới bịt miệng Chun Gu. Cái người này bị điên rồi sao? Uống say rồi chạy tới đây ăn nói linh tinh cái gì vậy? Đối diện với sự chất vấn của Se Jun, bà Baek im lặng không trả lời. Thấy mẹ hoảng loạn chạy ra ngoài mà bà Giang cũng không chịu hé răng thì hai bố con Se Jun đã biết được đáp án. Về tới nhà, bà Baek đã thừa nhận tất cả mọi chuyện. Khi đó bà không còn sự lựa chọn nào khác. Sau 4 lần lưu thai khó khăn lắm mới sinh được con trai thì lại chết yểu. Hơn nữa bà lại còn là trẻ mồ côi. Lúc nào mẹ chồng cũng uy hiếp nếu bà không thể sinh con nối dõi tông đường mẹ chồng sẽ bắt bà ly dị với chồng. Đối diện với sự bất mãn của mẹ chồng, bà thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi biết được sự thật, Se Jun không thể chấp nhận nổi chuyện này. Che Won gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng. Con muốn yên tĩnh một mình, mời mẹ ra ngoài cho. Se Jun à, con cầu xin mẹ đấy. Bố Se Jun cũng vô cùng thất vọng về bà Baek. Ông quyết định hai vợ chồng tạm thời ngủ riêng. Kết cục này chính là sự trừng phạt thích đáng của bà. Sáng sớm hôm sau, Chun Gu kêu mẹ cùng anh tới nhà Che Won để cô và gia đình trông thấy sự thay đổi của hai mẹ con anh. Che Won vì lo cho Se Jun nên sáng sớm đã tới công ty anh. Cô còn mang đồ ăn sáng ngập tràn tình yêu tới cho anh. Nhưng Se Jun cho rằng tất cả vẫn không hề thay đổi. Cho dù mẹ ruột anh có là mẹ kế cô thì quan hệ của hai bọn họ vẫn không có gì thay đổi. Những lời nói này khiến Che Won vô cùng cảm động. Về phía Juji, để báo thù Se Jun, cô ta cũng lên kế hoạch cho công ty của mẹ bước chân vào thị trường Mỹ. Juji trông thấy Che Won đích thân đi đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới trong trung tâm mua sắm. Từ nay trở đi, công ty nhà Se Jun chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp của Juji. Vén màn cho cuộc chiến sắp tới, anh không biết công ty đối thủ vừa đưa ra sản phẩm mới sao? Ban nãy tôi vừa thử rồi, nó hoàn toàn khác với các loại mì trên thị trường. Anh mau nghe ngóng cách làm đi. Thấy sản phẩm mới của Che Won được người tiêu dùng ưa chuộng, Juji lập tức sinh lòng đố kỵ. Bà Baek hẹn gặp em gái. Bà chân thành xin lỗi bà Giang. Bà hy vọng Giang Chun có thể tha thứ cho bà. Nhưng dù có chết, bà Giang cũng không chịu tha thứ cho bà Baek. Bên này, bà Bang vô tình gặp mặt bà Baek trước cổng nhà con dâu cũ. Ôi trời, sao trên đời này lại có loại phụ nữ mặt dày vô liêm sỉ như vậy? Mặc cho bà ta chửi rủa như thế nào, bà Baek vẫn im lặng không đáp. Sau đó bà Bang mặt dày tới cầu xin gia đình Che Won. Bà hy vọng Che Won có thể quay về bên con trai bà. Nhớ lại Che Won phải sống cuộc sống địa ngục ở nhà bà ta suốt 3 năm trời, bọn họ sao có thể đồng ý giao chứng cho ác. Ông ngoại Che Won tuyên bố cháu rể ông chỉ có mình Se Jun. Ngoài Se Jun ra, ông không chấp nhận bất kỳ một ai khác. Công ty nhà Chun Gu đã xảy ra chuyện. Sản phẩm mì bọn họ mới đưa ra thị trường bị phát hiện hàm lượng kim loại cao gấp đôi so với hàm lượng tiêu chuẩn. Bên này Se Jun uống say trở về nhà. Anh không ngờ mẹ anh lại là người đáng sợ đến vậy. Sau khi làm ra chuyện xấu đó vẫn có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra suốt 30 năm dòng. Bây giờ anh thật sự không dám đối diện với mẹ. Nghe con trai nói vậy, trái tim bà Baek như vỡ thành từng mảnh. Se Jun gọi điện cho Che Won tuyên bố bọn họ vẫn sẽ kết hôn theo kế hoạch. Anh không muốn người khác cướp mất cô. Dù có chết anh cũng không thể chia tay cô. Anh thật sự không làm được. Hôm sau bố Se Jun bắt anh hủy bỏ hôn sự với Che Won. Nếu anh không nghe lời ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh. Đồng thời ông cũng quyết định ly hôn với vợ. Bên này Juji để hạ chi phí giá thành sản phẩm đã dẫn tới hàm lượng kim loại trong mì vượt quá hàm lượng cho phép. Bà Bang cũng vì chuyện này mà bị cảnh sát bắt đi. Sao có nhiều nhà báo phóng viên tới chụp ảnh thế này? Cút đi, mau tránh ra. Juji thấy mẹ bị cảnh sát bắt đi lập tức sợ hãi ngất xỉu. Cô chỉ muốn báo thù Se Jun và Che Won nhưng đã tự tay tống mẹ vào tù, thậm chí còn mang cơ nghiệp mẹ vất vả xây dựng đổ sông đổ biển. Trái ngược với em gái, Chun Gu trước giờ luôn chỉ biết bám váy mẹ, nay đã dám đứng ra giống một người đàn ông đích thực. Này, biết tôi là ai không mà dám nhốt vào đây? Tôi là chủ tịch công ty thực phẩm hay ăn đó. Bà Bang liên tục gào thét đã chọc giận đám người trong phòng giam. Đây vốn không phải địa bàn của bà. Thấy đám người đó chuẩn bị tẩn cho mình một trận thì bà vội cụp đuôi xuống. Ở công ty Chun Gu vẫn đang tìm cách giải quyết nguy cơ phá sản. Điều khiến anh đau đầu là người tiêu dùng sau khi biết tin đã kéo nhau tẩy chay toàn bộ sản phẩm của công ty. Thị phần trên thị trường đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng. Gia đình Che Won đang xem tin tức trên TV, nhìn thấy bà Bang bị cảnh sát bắt đi, mợ cả vội gọi Che Won tới xem. Cả nhà Che Won cho rằng Chun Gu không có mẹ sẽ không làm nên trò trống gì. Cậu Che Won nói người làm ăn không có tâm chắc chắn sẽ gặp quả báo. Đúng là con trai cưng của mẹ. Bên này bà Bang như sắp phát điên. Bà bắt đầu cãi nhau với bà thím có cùng hoàn cảnh. Lúc này một bà thím với khuôn mặt hung dữ ngồi dậy. Trông thấy đối phương, bà Bang lập tức tắt điện. May mà Chun Gu kịp thời đưa luật sư tới bảo lãnh mẹ ra ngoài. Mẹ mệt lắm đúng không? Có phòng ba bão táp nào mà ta chưa đi qua? Chuyện nhỏ này có gì mà cực khổ? Cấp dưới báo cho Se Jun biết tin công ty đối thủ đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng Se Jun lại không cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này thư ký mang thiệp kết hôn mà anh đã đặt làm tới văn phòng. Nhìn tấm thiệp trên tay, anh bỗng nhớ tới lời của bố anh.
Nếu con kiên quyết kết hôn với Che Won, ta và con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Sau đó ta sẽ ly hôn với mẹ con. Nghĩ tới đây khiến nội tâm Se Jun điên cuồng giằng xé. Bà Baek lại hẹn bà Jang ra ngoài nói chuyện. Bà đưa cho bà Jang ảnh và video của Se Jun hồi bé. Nhìn bức ảnh duy nhất còn giữ lại của Se Jun, bà lặng lẽ bật khóc. Mặc dù không phải con ruột nhưng bà đã dành hết tình yêu cho Se Jun. Về tới nhà, bà Jang liền xem lại ảnh và video của con trai hồi bé. Nước mắt bà không ngừng rơi. Thấy mẹ đau khổ như vậy, Che Won không khỏi dằn vặt. Se Jun tới đưa cho Che Won thiệp cưới. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn sẽ tổ chức lễ cưới như dự kiến. Che Won có chút do dự. Tất cả mọi người đã biết về mối quan hệ của Se Jun và bà Jang. Cô nghĩ bọn họ không thể cứ như vậy tổ chức đám cưới. Nhưng Se Jun không muốn hủy bỏ hôn lễ này. Anh nhất định phải cưới Che Won. Chuyện kết hôn với Se Jun khiến Che Won luôn canh cánh trong lòng. Thấy cháu gái cả ngày buồn bã ủ rũ, ông ngoại quyết định đứng về phía hai đứa cháu. Để hai đứa nó kết hôn đi. Nhưng mẹ Se Jun chính là mẹ kế của Che Won. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng trên thực tế hai đứa là anh em. Để người ngoài biết họ sẽ dị nghị. Kệ đi, dị nghị cũng chỉ vài ba tháng là cùng. Bên này bà Bang như ngồi trên đống lửa. Công ty bà đang đứng trước nguy cơ phá sản. Bà đang cố gắng cứu vớt tình hình. Sau một hồi suy nghĩ, bà lệnh cho cấp dưới mời luật sư xử lý toàn bộ tài sản đứng tên bà. Sau đó bà rút hết tiền trong ngân hàng ra để tìm đường thoát thân. Lúc này tính mạng của ba người nhà bà đều nằm trong tay luật sư Hong. Bố Se Jun đã điều anh tới công ty con ở Mỹ làm việc. Ông dõng dạc tuyên bố ông không muốn anh và Che Won tiếp tục gặp nhau. Nhưng Se Jun nói anh vẫn sẽ kết hôn với Che Won đúng như dự kiến. Bố anh đe dọa nếu anh kết hôn với Che Won thì ông sẽ không giao quyền thừa kế tài sản cho anh. Se Jun đã đưa ra quyết định cuối cùng. Anh đặt đơn thôi việc lên bàn bày tỏ thái độ kiên quyết của anh. Sau đó anh về nhà thu dọn đồ đạc và nói với mẹ anh sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Se Jun tới nhà Che Won muốn dẫn ông ngoại cô tới tham dự lễ kết hôn của cô và anh. Anh cầu xin ông đồng ý với lời thỉnh cầu của anh. Ai ngờ ông lập tức đồng ý. Se Jun cảm ơn ông rồi rít. Hôm sau Se Jun nói anh muốn đưa Che Won tới một nơi. Che Won hỏi anh muốn đưa cô đi đâu. Nhưng Se Jun không trả lời. Từ khi Se Jun bỏ nhà ra đi, bà Baek chỉ biết mượn rượu giải sầu. Bố Se Jun trở về nhà trông thấy vợ như vậy thì vô cùng thất vọng. Sau khi hai người cãi nhau một trận lớn, bố anh cũng bỏ nhà đi nốt. Bà Baek không thể chịu hai đả kích lớn cùng lúc. Bà điên cuồng uống rượu để quên đi tất cả. Bà lôi ảnh của Se Jun ra ngắm. Càng ngắm bà càng cảm thấy đau lòng. Lồng ngực bà như bị bóp nghẹt lại, không thể thở nổi. Lúc này bà đã có những hành động mất kiểm soát. Ngày mai là ngày Che Won kết hôn với người cô yêu. Nhưng nội tâm cô lại luôn cảm thấy rằng sẽ khó chịu. Hôn lễ sắp tới gần, Se Jun lái xe chở Che Won đi chuẩn bị quần áo mới, nhẫn kết hôn và hoa cưới. Mở cả nhà Che Won nghe người giúp việc nói bà ta đã gõ cửa phòng bà Baek cả buổi nhưng không ai mở cửa. Cảm thấy có điều chẳng lành, bà vội chạy tới nhà bà Baek. Sau khi phá khóa, bọn họ phát hiện bà Baek đang hôn mê bất tỉnh nằm trên ghế. Bọn họ vội đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Trước giờ hôn lễ diễn ra, Che Won bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Hôn lễ bắt đầu, Se Jun tiến vào lễ đường trước. Khoảnh khắc gọi tên cô dâu lại không thấy bóng dáng Che Won đâu. Se Jun bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Anh kêu anh họ ra ngoài kiểm tra nhưng không thấy Che Won đâu. Se Jun vội gọi điện thoại hỏi Che Won đang ở đâu. Lúc này Che Won mới báo cho Se Jun biết mẹ anh đang ở trong phòng cấp cứu. Nghe nói có thể nguy hiểm tới tính mạng. Se Jun không tin vào những gì anh vừa mới nghe được. Mở cả nhà Che Won vừa gọi cho cô báo tin bà Baek uống thuốc ngủ tự tử. Cô cảm thấy cắn rứt lương tâm vì bọn họ đã khiến bà Baek phải chịu đau đớn như vậy. Nói đến đây cô khóc nức nở. Se Jun khuyên cô hãy bình tĩnh. Anh sẽ lập tức tới bệnh viện cùng cô. Se Jun thật sự rất thất vọng. Anh đã tốn công chuẩn bị tất cả nhưng đến bước cuối cùng lại xảy ra biến cố. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng buồn bã. Biết tin, bà Jang vội vàng chạy tới bệnh viện. Người bệnh sao rồi bác sĩ? Nếu chậm một chút nữa e rằng đã về gặp ông bà rồi. Khi đưa tới bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng thở, mặc dù đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị. Trong cuộc họp đại hội cổ đông, các cổ đông đều kéo mẹ con bà Bang xuống. Bọn họ yêu cầu bà phải quyên góp tất cả số tài sản bà đang nắm giữ để chịu trách nhiệm cho hành vi kinh doanh không có lương tâm của bà. May mà bà đã có chuẩn bị từ trước. Nếu không, cả gia đình bà đã thành ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. May mà bà đã dặn luật sư Hong chuyển toàn bộ tài sản và bất động sản sang tiền mặt. Đợi khi luật sư Hong giải quyết xong số tài sản của bà thì bà sẽ nói chuyện với các cổ đông về vấn đề quyên góp. Lúc đó các cổ đông sẽ không thể làm gì được bà. Vừa về nhà, Che Won đã bị bố mắng cho một trận. Ông thắc mắc vì sao Se Jun không về cùng Che Won. Che Won nói cô và Se Jun vẫn chưa tổ chức đám cưới. Nhìn thấy người mẹ đã vất vả nuôi mình 30 năm đang yếu ớt nằm trên giường bệnh khiến Se Jun vô cùng đau lòng. Anh liên tục xin lỗi mẹ. Che Won vốn định không màng tất cả tiến tới hôn nhân với Se Jun nhưng lúc này cô không thể làm vậy. Cô cảm thấy bản thân quá ngốc. Nhưng bà Jang lại nói cô không ngốc mà trái tim cô quá lương thiện. Se Jun chắc chắn đã rất hoảng loạn, rất thất vọng. Nghĩ tới đây trái tim Che Won thật sự rất đau. Tuy nhiên bà Jang lại cho rằng Se Jun và Che Won gặp rắc rối như hiện tại đều do sự xuất hiện của bà. Nhìn chồng và con gái đang ngủ say. Mặc dù không nỡ nhưng cuối cùng bà Jang cũng quyết định rời khỏi căn nhà này. Sáng sớm hôm sau, ông Min kích động gọi mọi người dậy. Mọi người vội vã chạy ra ngoài. Ông nói với mọi người rằng bà Jang đã bỏ đi. Bà để lại lá đơn ly hôn, sau đó không nói không rằng đem hành lý bỏ đi. Che Won vội báo cho Se Jun biết bà Jang đã bỏ đi. Cô hỏi anh có biết tin tức gì về bà không.
Se-jun nói nếu bà Jang gọi cho anh thì anh sẽ nhờ thư ký báo cho cô. Che-won vẫn chưa hiểu Se-jun có ý gì. Anh lại nói từ giờ trở đi ngoài chuyện công ty anh hy vọng cô đừng tìm anh nữa. Che-won liên tục xin lỗi Se-jun vì đã bỏ rơi anh trong lễ cưới. Cô biết cô làm vậy là sai nhưng lúc đó mẹ Se-jun gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó cô không còn lựa chọn nào khác. Bên này bà Bang mở một cuộc họp báo. Bà tự nhận lỗi sau đó tuyên bố bà và đội ngũ quản lý sẽ từ chức vì chuyện hàm lượng kim loại trong mì vượt quá quy định tiêu chuẩn. Nhưng bà không ngờ vị luật sư bà tin tưởng nhất đã ôm toàn bộ số tài sản của bà cao chạy xa bay. Mẹ đã giao cho luật sư Hong quản lý bao nhiêu? Toàn bộ sao? Bà Bang đã giao cho luật sư Hong toàn bộ tài sản, từ bất động sản đến tiền trong ngân hàng, toàn bộ đều giao cho ông ta bảo quản. Vừa về tới nhà chủ nhà mới đã tới yêu cầu bọn họ phải chuyển đi trong tuần này, liên tục phải chịu đả kích khiến bà Bang lập tức ngất xỉu. Trên đường về nhà bệnh tình của ông ngoại bất ngờ phát tác, lúc này mọi người mới biết ông bị ung thư giai đoạn cuối. Tin dữ bất ngờ ập tới khiến bọn họ không thể chấp nhận nổi. Bố Se-jun tới bệnh viện thăm vợ. Ông thông báo đợi bà xuất viện thì ông cũng sẽ dọn về nhà. Se-jun đã quyết định tới công ty con bên Mỹ làm việc. Nhưng bà Baek nói trước khi Se-jun và Che-won kết hôn anh không được rời khỏi Hàn Quốc. Ông trách vợ ăn nói linh tinh. Bà Baek nói Jang Chun bỏ nhà đi. Chỉ cần bà Jang biến mất thì chuyện hôn sự của Se-jun và Che-won sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Se-jun khuyên mẹ bình tĩnh lại. Chính anh đã bảo bố cho anh tới đó làm việc. Nhưng bà Baek không muốn thấy con trai đau khổ vì bà. Sau khi mọi người trong nhà biết ông ngoại Che-won mắc bệnh hiểm nghèo, tất cả con cháu trong nhà cùng nhau ngồi lại khóc thương ông. Ông ngoại hy vọng trước khi nhắm mắt xuôi tay ông có thể gặp con dâu lần cuối. Bây giờ gia đình bà Bang còn không có nhà mà ở. Nhìn căn nhà trống bà ngồi sụp xuống khóc lóc thảm thiết như oan ức lắm. Bà mắng Juji một trận tơi bời. Nếu lúc đó cô không kiên quyết sản xuất mì thì gia đình họ đã không rơi vào bước đường này. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi. Mày đem tâm huyết cả đời của mẹ đổ sông đổ bể rồi mà còn dám nói ra lời này sao? Con nhóc thối tha. Nhìn căn nhà thuê gia đình họ sắp chuyển vào bà Bang nhất thời không chấp nhận nổi. Cuộc đời bà đã kết thúc thật rồi. Chỉ sau một đêm gia đình bà đã trở thành ăn mày. Juji bảo mẹ đừng gào khóc như vậy nữa. Người đi đường nhìn vào sẽ đánh giá gia đình họ. Nhưng chỉ sau một đêm đã mất hết tài sản thì cần gì phải giữ thể diện nữa. Che-won tới tham gia cuộc họp của công ty nhà Se-jun. Không ngờ lại vô tình gặp anh ở sảnh. Thư ký nói họp xong cô cũng tham gia tiệc chia tay nhé. Cô thắc mắc không biết hôm nay bọn họ có tiệc chia tay ai. Thư ký liền nói Se-jun sắp chuyển tới Mỹ làm việc nên công ty tổ chức tiệc chia tay. Se-jun viện cớ có việc sau đó quay người rời đi. Khi Se-jun tới bệnh viện đón mẹ thì bỗng nhận được điện thoại của ông ngoại Che-won. Ông hy vọng anh có thể thay ông chăm sóc Che-won. Như vậy ông mới có thể yên tâm nhắm mắt. Sau khi tan họp Che-won lại chạm mặt Se-jun. Anh nói chỉ cần cô giữ anh lại thì anh sẽ không đi Mỹ nữa. Nhưng Che-won lại nói lời xin lỗi anh. Câu trả lời của Che-won khiến anh lần nữa chịu tổn thương. Rõ ràng bọn họ rất yêu nhau nhưng cô lại cứ luôn cố chấp như vậy. Ông ngoại biết bản thân không sống được lâu nữa nên đã đề nghị mọi người cùng nhau chụp tấm ảnh gia đình. Nhưng khuôn mặt mọi người đều tràn ngập sự u sầu. Không lâu sau đó ông ngoại Che-won đã qua đời. Nhận được tin Chun-gu vội tới thăm hỏi. Anh biết anh không có tư cách nhưng anh mong Che-won có thể an ủi anh một chút. Công ty của mẹ anh đã phá sản. Vài ngày trước gia đình anh cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù anh luôn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt mẹ và Juji, nhưng thực ra đã rất nhiều lần anh có ý định tự tử. Nếu được cô cổ vũ động viên anh sẽ thử sốc lại tinh thần lấy lại dũng khí. Che-won nói anh chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn này thôi. Chun-gu yếu đuối ôm chặt Che-won, nhưng mà lần này cô không có phản kháng. Se-jun bỗng xuất hiện ở phía sau. Anh đã chứng kiến tất cả cuộc trò chuyện. Se-jun lướt qua họ như người vô hình. Chun-gu thắc mắc hai người họ đang cãi nhau sao, nhưng Che-won không trả lời anh. Cô nói anh đã tới đây thì mau vào thắp hương cho ông ngoại. Se-jun cúi lạy trước bàn thờ ông ngoại. Bố Che-won cảm ơn anh đã bớt thời gian tới thăm viếng ông ngoại. Nhìn thấy Chun-gu bước vào mọi người lập tức tỏ rõ sự khó chịu. Anh không nghĩ ông bệnh nặng tới vậy. Nếu biết sớm anh đã tới thăm ông nhiều hơn, mua nhiều đồ ông thích hơn. Thấy Chun-gu khóc thương tâm như vậy gia đình Che-won không khỏi xúc động. Se-jun muốn nói lời tạm biệt với Che-won trước vì trước khi tới Mỹ anh sẽ không có thời gian gặp cô. Tạm biệt em Che-won. Nghe xong Chun-gu cảm thấy thời của anh đã tới. Chun-gu cũng ra chào từ biệt Che-won nhưng cô không quan tâm. Chun-gu quyết tâm sẽ thay đổi bản thân. Anh muốn cho Che-won thấy anh sẽ vực dậy dựa vào thực lực của bản thân. Sau đó hiên ngang đứng trước mặt cô. Hôm nay là ngày đưa ông ngoại ra đồng. Xưởng mì là tâm huyết cả đời cũng là đứa con tinh thần duy nhất của ông. Vì vậy tất cả con cháu đã đem di ảnh của ông đi tham quan xưởng mì một lần cuối. Bà Jang lén đi theo sau đoàn người đưa tiễn bố chồng chặng đường cuối. Đây là loại mì lúc còn sống ông thích ăn nhất. Che-won muốn đặt nó vào trong mộ phần của ông. Biết tin Se-jun sắp đi Mỹ, Juji đã tới chào từ biệt anh. Juji không biết phải cầu xin sự tha thứ của Se-jun như thế nào. Thực ra Juji đã mua chuộc nhân viên nghiên cứu của công ty Se-jun. Hơn nữa cô còn cướp nhà cung ứng của bên anh. Lúc đó cô không thể chấp nhận sự thật khi bị anh bỏ rơi. Trong đầu cô chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn trả thù. Kết quả lại tự mình hại mình. Se-jun khuyên cô hãy làm lại cuộc đời. Anh cũng không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Về tới nhà Se-jun lập tức chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai. Bức ảnh của Che-won và anh khiến anh lưu luyến không muốn rời xa. Vì quá túng thiếu nên bà Bang đã lấy hết trang sức và túi sách nhờ bà mối bán giúp. Chủ tịch tập đoàn lớn lại bán túi sách và trang sức chỉ vì thiếu tiền sao? Cuộc sống đúng là muôn vạn chữ ngờ.
Bà Bang kêu bà mối đừng lo chuyện bao đồng. Lúc này bà mối bỗng lấy ra một phong thư đưa cho bà Bang, nhưng bà mối chỉ quen những phu nhân quý tộc, trong số họ không có ai mua hàng cũ cả, thế nên bà mối không thể bán đống đồ này giúp bà Bang. Chun Gu tới một công ty nhỏ xin làm tài xế. Anh không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay, chấp nhận làm chuyện này chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Che Won biết Chun Gu thực sự rất kiên cường, cô tin rằng anh nhất định có thể khắc phục khó khăn. Lời động viên của Che Won đã giúp Chun Gu lấy lại động lực. Sau khi biết tin Se Jun sắp đi Mỹ nhưng Che Won không đi cùng, bà Giang tức tối ra khỏi nhà. Bà không do dự ly hôn với chồng cũng chỉ vì hạnh phúc của hai con. Vậy mà gia đình đối phương lại không để cho hai đứa nhỏ đến bên nhau. Sau đó bà Giang lập tức gọi điện đe dọa bà Thông ra. Nếu gia đình Se Jun không để Se Jun kết hôn với Che Won thì bà Giang sẽ chuyển Se Jun sang hộ khẩu nhà bà. Sau khi cúp máy, bà Baek liền thông báo tin này cho chồng. Nếu chồng bà vẫn kiên quyết không cho Se Jun kết hôn với Che Won thì bà sẽ đi đầu thú. Như vậy sẽ thu hút sự quan tâm của giới báo chí và ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng và lòng tự tôn mà chồng bà luôn quý hơn sinh mệnh. Nhưng bố Se Jun không quan tâm tới lời đe dọa của bà. Ông cương quyết bắt Se Jun phải chuyển sang công ty con ở Mỹ. Thấy con trai cứ ra đi như vậy, bà Baek vô cùng đau xót. Trên đường tới sân bay, Se Jun nhận được điện thoại của bố Che Won. Ông báo cho anh biết nơi ở hiện tại của mẹ ruột anh. Nghe xong, anh liền bảo tài xế chuyển tuyến đường. Trước khi đi, anh muốn gặp bà Giang một lần cuối. Bên này, bà Baek đưa cho Che Won một tấm vé máy bay có cùng điểm đến với Se Jun. Bà nói đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô cứ yên tâm đi theo Se Jun, những chuyện còn lại bà sẽ giúp cô xử lý. Che Won thẫn thờ ngồi nhìn tấm vé máy bay một hồi lâu. Cuối cùng cô quyết định sẽ tới Mỹ cùng Se Jun. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Che Won đã tới sân bay nhưng Se Jun lại bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Se Jun bị tai nạn giao thông, hiện tại đã mất đi ý thức. Phần đầu và ngực của anh bị thương nghiêm trọng. Che Won gửi tin nhắn thoại báo cho Se Jun biết cô đang ở sân bay. Lúc này hai vợ chồng bà Baek đã nhận được điện thoại từ bệnh viện. Bệnh viện gọi điện báo tin con trai họ đang nằm trong phòng cấp cứu. Che Won vẫn đang nôn nóng chờ đợi Se Jun ở sân bay. Lúc này mẹ Se Jun bỗng gọi điện báo cho cô biết Se Jun đã gặp tai nạn. Vừa tới bệnh viện, bà Baek đã vội hỏi bác sĩ về tình trạng của Se Jun. Cũng may sau khi cấp cứu, nhịp tim của anh đã hồi phục về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên phần đầu đã bị tụ máu nghiêm trọng, cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy máu đông ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghe tới đây, bà Baek đã không còn đứng vững được nữa. Bà khóc lóc cầu xin bác sĩ phải cứu sống con trai bà. Vừa chạy tới bệnh viện, Che Won liền nhận được tin Se Jun đang làm phẫu thuật. Cô hối hận vì đã không tìm anh sớm hơn. Cô hy vọng anh có thể tỉnh lại và cho cô thêm một cơ hội. Bên kia, ông Min cũng vội vàng đưa vợ tới bệnh viện. Ngồi trong xe, bà Giang lòng như lửa đốt. Chun Gu lái xe thuê đưa khách về khu nhà cũ của anh. Anh tâm sự trước kia anh cũng từng sống ở trong khu này. Nhưng anh vừa dứt lời, vị khách kia đã bật cười thành tiếng. Đối phương cho rằng anh đang bốc phét. Nhìn căn biệt thự mình từng sống vẫn sáng đèn, trong lòng Chun Gu bỗng có cảm giác bứt rứt khó tả. Chun Gu vừa đi khỏi thì vợ cũ Hong Ju của anh cũng bước xuống xe. Thì ra cô đã mua lại căn nhà này. Sau khi mất đi tất cả, bà Bang đã không còn thiết tha với cuộc sống này. Không bằng chết quách đi cho rồi. Con đừng để ý tới mẹ. Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, trái tim Ju Ji như vỡ thành từng mảnh. Nếu không phải do cô quá bốc đồng thì gia đình cô đã không khổ như vậy. Ju Ji thật sự rất ân hận. Thấy con gái khóc lóc thảm thương như vậy, bà Bang vội dỗ dành cô. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, Chun Gu liền khoe với mẹ và em gái rằng anh đang làm tài xế cho một công ty nhỏ. Nghe được tin này, bà Bang lập tức khóc lớn. Cậu con trai quý tử của bà sao lại rơi vào bước đường này? Có trách cũng trách bà làm quá nhiều chuyện xấu nên giờ mới vội báo ứng. Chun Gu vội an ủi mẹ, sau đó lôi ra món gà mẹ và em gái thích ăn nhất. Cả gia đình họ vừa ăn vừa khóc. Cuộc phẫu thuật của Se Jun rất thành công nhưng phần não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng nên anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Bà Giang vẫn đang tự trách bản thân. Nếu không có bà thì Se Jun và Che Won đã không phải chịu nỗi đau chia cắt. Se Jun cũng sẽ không phải tới nước Mỹ xa xôi. Anh cũng sẽ không gặp tai nạn thảm khốc này. Nhưng bà Baek lại nhận hết lỗi lầm về phía bà. Bà cho rằng tất cả đều tại nghiệp do bà gây ra. Lúc đó nếu bà không đánh cháo Se Jun ở phòng phụ sản thì đã không có ngày hôm nay. Là lòng tham của bà đã gây ra thảm kịch ngày hôm nay. Hai chị em cuối cùng đã nhận ra sai lầm của bản thân. Nhưng cả hai đều yêu thương Se Jun. Tình yêu này đã giúp hai người gạt đi ân oán trong quá khứ. Lúc này tại bệnh viện, y tá đưa vật tìm thấy bên người Se Jun cho Che Won. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Che Won nhớ lại cảnh tượng cô đã tận tay đeo nhẫn cho Se Jun. Nhưng khi hôn lễ sắp diễn ra, cô lại nhẫn tâm vứt bỏ anh khiến Se Jun phải chịu đả kích lớn. Nhìn anh hôn mê trên giường bệnh, Che Won cảm thấy vô cùng tự trách. Nếu lúc đó cô không bỏ lại anh thì anh đã không ra nông nỗi này. Bà Bang khó chịu không nuốt nổi cơm. Chun Gu lo cho sức khỏe của mẹ nên anh đã đưa bà tới bệnh viện kiểm tra. Không ngờ vừa tới nơi, họ đã trông thấy Se Jun đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Hỏi ra mới biết anh bị tai nạn giao thông. Chun Gu tò mò chạy tới phòng bệnh nhìn lén. Ai ngờ hành động lén lút của anh đã bị Che Won bắt gặp. Biết tin Se Jun khó có thể khôi phục lại ý thức, Chun Gu cảm thấy thời của anh đã tới. Nhưng Che Won khẳng định Se Jun nhất định sẽ tỉnh lại. Cho dù có phải chờ đợi bao lâu, cô cũng nhất định chờ Se Jun tỉnh lại. Che Won khuyên Chun Gu đừng ôm hy vọng về cô. Hôm nay Chun Gu lại nhận được một đơn lái xe thuê. Nhưng vị khách này càng nhìn càng rất quen mắt, ngay đến cả giọng nói cũng rất quen thuộc. Lúc này Hong Ju tháo kính ra chào hỏi Chun Gu. Đã lâu không gặp nhưng xem ra anh vẫn chưa quên vợ cũ. Sau khi xuống xe, Chun Gu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chiếc bụng bầu của Hong Ju.
Anh không ngờ Hong Ju tái hôn nhanh như vậy. Anh tò mò muốn biết bố đứa bé là ai. Thì ra đứa bé trong bụng Hong Ju là con của Chun Gu. Chun Gu không dám tin vào mắt mình. Sau khi biết chuyện Sejun bị tai nạn giao thông, lòng Ju Ji như lửa đốt. Cô mặt dày chạy tới bệnh viện thăm Sejun. Chae-won cũng rất nhiệt tình chào đón cô. Thấy Sejun nằm trên giường bệnh, Ju Ji không kìm được nước mắt. Cuối cùng Ju-R cũng đã hiểu được tấm lòng của Chae-won. Cô ân hận vì trước kia đã đối xử tệ bạc với Chae-won. Một tháng trôi qua nhưng Sejun vẫn chưa tỉnh lại. Chae-won nóng lòng hỏi bác sĩ mất bao lâu nữa Sejun mới có thể tỉnh lại. Bác sĩ nói cho cô biết nếu một tháng nữa Sejun vẫn không tỉnh lại thì anh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không thể lấy lại ý thức. Lúc này Sejun đang hôn mê bất tỉnh bỗng lên cơn co giật. Chae-won lập tức gọi bác sĩ tới. Y tá nói trong lúc đợi bác sĩ tới hãy để người bệnh nằm im trên giường và giữ đường thở thông thoáng. Sau khi cấp cứu may mà Sejun không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chun Gu an ủi Chae-won đừng quá lo lắng. Chae-won cảm thấy chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Cô nhất định chờ Sejun tỉnh lại. Thấy Chae-won kiên trì và lạc quan như vậy, Chun Gu vô cùng cảm động. Chun Gu cũng báo cho Chae-won biết tin Hong Ju đã có thai, nhưng anh cảm thấy loại người như anh không đủ tư cách làm bố. Anh vốn định trốn tránh nhưng Chae-won đã tiếp thêm dũng khí cho anh đối diện với cuộc sống. Trở về nhà, Chun Gu liền báo cho bà Bang biết Hong Ju đã có thai. Anh chúc mừng bà sắp được lên chức bà nội. Nhưng nghe tin, bà Bang không những không vui mừng mà còn gọi điện quát mắng Hong Ju. Bà cho rằng đứa trẻ trong bụng Hong Ju chưa chắc đã là con của Chun Gu. Trải qua nhiều biến cố như vậy mà bà vẫn không đổi tính đổi nết. Sau đó bà Bang hẹn Hong Ju ra ngoài gặp mặt. Bà muốn đòi lại tài sản Chun Gu đã chuyển cho cô khi ly hôn. Nhưng Hong Ju không muốn gặp mặt bà. Bà Bang mắng Hong Ju vẫn không bỏ được cái tật hỗn láo với người lớn. Nhưng sau khi nghe tin Hong Ju đã mua lại công ty của bà thì thái độ của bà lập tức thay đổi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bà kêu Chun Gu chạy tới xin lỗi và quay lại với Hong Ju. Bà nghĩ Chun Gu phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con Hong Ju. Thấy mẹ hám lợi như vậy, Chun Gu cũng không còn gì để nói. Cuối cùng Sejun cũng tỉnh lại và dần khôi phục lại ý thức. Thấy anh tỉnh lại, hai mẹ con Chae-won vô cùng hạnh phúc. Cô vội gọi điện báo tin cho mẹ chồng tương lai. Bà Baek yêu con trai hơn cả sinh mạng, vì vậy khi nhận được tin con trai đã tỉnh lại, bà kích động không nói lên lời. Bà ngồi thụp xuống sau đó liên tục cảm ơn Chae-won. Biết tin Sejun đã tỉnh lại, hòn đá trong lòng gia đình Chae-won cuối cùng đã được đặt xuống. Dưới sự xúi giục của mẹ, Chun Gu đã mời Hong Ju tới nhà ăn cơm. Giờ đây cô là vị cứu tinh cứu rỗi cả gia đình Chun Gu. Bà Bang luôn miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe của con dâu. Từ ngày hôm nay bà sẽ coi Hong Ju là con gái của bà. Hong Ju cũng rất hào phóng. Cô kêu cả gia đình họ hãy chuyển tới căn biệt thự trước kia sinh sống. Cô cũng sẽ khôi phục lại chức vụ của Chun Gu và Ju Ji trong công ty. Nghe tới đây bà Bang xúc động quỳ rạp dưới chân con dâu. Bà cảm ơn Hong Ju đã cứu gia đình bà từ đáy vực lên. Bà cảm thấy Hong Ju là một người con dâu vô cùng hiếu thảo. Tại bệnh viện thấy Sejun cuối cùng cũng đã tỉnh lại thì cả gia đình vô cùng mừng rỡ. Bố Sejun cuối cùng cũng đã đồng ý cho Sejun và Chae-won tổ chức đám cưới. Ông cũng xin lỗi Chae-won và Sejun vì trước kia ông đã ra sức cấm cản bọn họ. Kết thúc viên mãn khiến mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ. Nhưng lúc này sóng gió lại tiếp tục ập tới. Tay Sejun không cầm nổi cốc nước, hai chân của anh hoàn toàn mất đi sức lực. Mặc dù dây thần kinh ở mu bàn tay và cẳng chân không bị tổn thương, bác sĩ nói có thể anh đã gặp trở ngại trong vấn đề vận động do tổn thương dây thần kinh não. Bác sĩ cũng không dám chắc sau này Sejun có thể đi lại bình thường được hay không. Ông khuyên Sejun phải kiên trì điều trị và luyện tập. Sau khi về nhà cũ, bà Bang cười không khép được miệng. Nhưng lúc này Hong Ju bỗng nói trong nhà không có người giúp việc. Cô nói sau này việc nấu cơm dọn dẹp sẽ do bà Bang phụ trách. Căn phòng cũ của bà giờ cũng đã thuộc về Hong Ju. Bà phải sống ở một căn phòng nhỏ hơn. Hong Ju cảnh cáo bà nếu bà muốn sống yên ổn ở đây thì nên biết điều một chút. Bà Bang đang định mách lẻo với con trai thì Hong Ju đã chặn trước một bước. Hong Ju nghĩ bà đã già nên sống ở căn phòng dưới tầng 1 sẽ tiện đi lại hơn. Hơn nữa cô đang mang thai nên cần sống ở một căn phòng lớn hơn. Chun Gu khoe bà Bang đã nói bà sẽ trở thành một bà mẹ chồng quốc dân. Sau này bà sẽ giúp Hong Ju dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Hôm nay xưởng mì đón một vị khách quý. Một vị bếp trưởng nổi tiếng đã mời họ tham gia buổi tiệc giao lưu văn hóa châu Á. Bếp trưởng muốn giới thiệu xưởng mì của họ với bạn bè quốc tế. Nghe xong hai người cậu của Chae-won không dám tin vào tai mình. Đây đúng là tin vui từ trên trời rơi xuống. Mỗi ngày Sejun đều không ngại khó khăn kiên trì tập luyện. Anh muốn nhanh chóng hồi phục lại như người bình thường. Anh không muốn gây thêm phiền phức cho Chae-won. Lúc này bà Bang tới bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý. Bà kể lại ở nhà con dâu bà đã khiến bà tức tới mức nào. Bà nói một câu thì con dâu bà cãi lại 10 câu. Bây giờ bà không có tiếng nói trong gia đình. Con dâu bà thật sự khiến bà sắp phát điên vì tức. Lúc này bà vô tình gặp lại Chae-won ở bệnh viện. Nhớ lại bản thân đã đối xử tàn ác với Chae-won thế nào, bà không khỏi rùng mình. Cuối cùng bà cũng đã hiểu được tấm lòng của Chae-won. Trước đây bà đối xử với Chae-won như thế nào thì bây giờ con dâu mới đối xử với bà y như vậy. Đây là cái nghiệp bà phải gánh. Thấy trong nhà không có một ai, Chae-won vô cùng lo lắng. Lúc này cậu cô báo cô hãy tới hội nghị giao lưu văn hóa vì mì của xưởng mì nhà cô đã gặp vấn đề. Chae-won lập tức chạy tới. Nhưng khi cô vừa tới nơi thì nhìn thấy hai người mẹ của cô cũng có mặt ở đây. Hóa ra mọi người trong nhà đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ. Cả nhà tổ chức hôn lễ bất ngờ cho cô và Sejun. Sau bao sóng gió cuối cùng hai người đã về bên nhau. Sejun ngồi trên xe lăn tặng cho Chae-won một bất ngờ lớn. Khi anh chậm chậm đứng dậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt kinh ngạc.
Để tặng cô món quà bất ngờ này, anh đã cố gắng luyện tập. Anh cảm ơn cô vì cô chưa từng buông tay anh. Một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn các bạn ở những bộ phim sau. Bye bye. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.